Chào mừng bạn đến với bộ truyện Sư huynh của ta quá mạnh Tại kênh youtube chị Google đọc truyện Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trước khi nghe chuyện này bạn vui lòng nhấn nút like và để để lại lời bình Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha Không mất gì của bạn Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó Cảm ơn Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 1091 đến chương 1114 Chương 1091 Su Long Chu Yêu Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp bị chấn kinh. Đoạn trước thời gian, Lữ Thiếu Khanh tại bầy trận các nàng là biết đến. Nhưng là nàng nhóm không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp thế mà như thế lớn, chiếm diện tích trăm dặm, rộng lớn vô ngần. Liên liên nàng nhóm hiện tại cũng là ở vào đại trận bên trong. Bất quá Lữ Thiếu Khanh thanh âm huệ oải nói cho nàng nhóm, không cần lo lắng, nơi này rất an toàn, chỉ cần các ngươi không đi ra. Nơi này là trong trận pháp mấy cái an toàn địa phương, như là sinh môn không có lữ thiếu khanh dẫn đường không ai có thể tìm được nơi này dù là quái vật cự ly bọn hắn rất gần cũng sẽ không phát hiện bọn hắn tồn tại nhìn xem uy vũ bá khí cầu long cùng thất kinh bọn quái vật tiêu y hưng phấn lên nhị sư huynh ngươi là cố ý sao cái gì cố ý lữ thiếu khanh cái này một lát đã nằm trên người đại bạch thư thư phục phục nghỉ ngơi ngươi cố ý khích giận bọn chúng là muốn đem bọn chúng đưa vào trong đại trận a thân là tiểu sư muội đi theo lữ thiếu khanh lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được lữ thiếu khanh tâm tư mới vừa rồi còn thấy không hiểu ra sao hiện tại đã đoán được nói nhảm không phải ngươi cho rằng ta ăn nhiều chết no lữ thiếu khanh bĩu môi vỗ vỗ chính mình ngực không dựa vào trận pháp thật sự cho rằng ta có thể đem bọn chúng toàn xử lý sao rất đau tiêu y hắc hắc cười không ngừng nhị sư huynh ngươi lợi hại như vậy cũng không phải không thể tương tê tiên cùng tả điệp cái này một lát còn không hiểu được nàng nhóm liền thật là cát dựng lên tả điệp kinh ngạc nhìn qua lữ thiếu khanh người là muốn dựa vào lấy trận pháp đem bọn nó toàn bộ diệt đi tương tỷ tiên nhãn thần phức tạp nhìn qua lữ thiếu khanh mới vừa rồi bị chọc giận gần chết hiện tại trong lòng không thể không bội phục vạn phần nàng uốn nắn tả điệp một công tử người là nghĩ đến đem quái vật bên trong cao thủ toàn bộ diệt đi a à. lữ thiếu khanh cười một cái đương nhiên không phải đánh nhau về sau ta còn phải chiếu cố mấy người các ngươi yếu gà, ta nhưng chiếu cố không đến. Nói chuyện vẫn là trước sau như một làm giận, nhưng tương ti tiên trong lòng không hề tức giận. Lữ thiếu khanh thực sự nói thật, cuối cùng, nàng không thể không từ đáy lòng bội phục nói, một công tử, mưu tính sâu xa, bội phục. Lữ thiếu khanh rất hài lòng, khen ngợi tương ti tiên, người so ra ra người có nhãn quang nhiều. Tả điệp bên này không quá chịu phục, nàng nói, người trận pháp có thể tiêu diệt bọn hắn sao. Tương Ti Tiên nghe vậy cũng là lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, dù sao mười mấy cái nguyên anh, đây là một cỗ lực lượng cường đại. Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng, xem đi, đánh không lại, nhóm chúng ta lại trốn. Trong trận pháp, độc giác cầu long, diện mục dữ tợn, hung ác tàn bạo, một tiếng long hống, long uy bá thế. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn xem toàn thân màu đen cầu long, nhịn không được nâng chán. Hắn A, à, cái này hỏng bét họa phong, hắn bất quá là rót vào linh lực khởi động, cũng liền một chút như vậy linh lực, làm sao vẫn là màu đen đâu. Su Long Chu Yêu, to lớn trong trận Pháp, mấy chục con quái vật cùng người nhân loại đã trở thành cá trong chậu. Bọn chúng cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, tại trong trận Pháp tả sung hữu đột, tứ tán phá vây. Sương mù màu đen quét sạch tràn ngập, che lấp toàn bộ đại trận. Mà ở đại trận ánh sáng màu trắng chiếu dọi xuống, sương mù màu đen như là xuân tuyết gặp được kiêu dương, cấp tốc hòa tan linh khí tạo thành cầu long tựa như sống tới, tại màu trắng trong mây mù như ẩn như hiện, đằng vân giá vụ. To lớn long uy phát ra, để bọn quái vật thất kinh. Vô cùng sợ hãi, cứ việc bọn hắn có được nguyên anh kỳ thực lực, nhưng mà bọn hắn lại cảm nhận được tử vong khí tức. Tại xương trắng mịt mờ trong mây mù, ẩn giấu đi trí mạng sát cơ. Mắt thấy chính mình không cách nào đào thoát, bọn quái vật cùng nhân loại gấp. Giống, liều mạng, mọi người cùng nhau xuất thủ sương mù màu đen lần nữa phóng đại, vô luận là quái vật, vẫn là nhân loại, trên người bọn họ đều toát ra nồng đậm hắc vụ. Lại một lần nữa hung diễm ngập trời, sát khí bay thẳng mây xanh. Hắc vụ huyến hóa thành vũ khí nhao nhao hướng phía trong mây mù cầu long đánh tới. Đang, đang, kim thiết vang lên âm thanh bên trong, ánh lửa bắn ra bốn phía. Giống, một tiếng long ngâm, cầu long từ trong mây mù hiển lộ ra nó to lớn thân rồng, uy vũ cao quý. Cầu long tựa hồ bị chọc giận, lại một lần nữa phát ra long ngâm, bãi động cường đại thân thể hướng phía quái vật đánh tới. Phốc, như là như lưỡi dao, sắc bén vuốt rồng đâm vào một con quái vật trên thân, tiếp lấy đem nó xé thành mảnh nhỏ, dòng máu màu đen vẩy ra. Tiếp lấy đuôi rồng co lại, đem một cái nhân loại quất bay, tiên huyết cuồng phún, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, thoi thóp. Giống, nguyên anh chín tầng quái vật xuất thủ, phẫn nộ nó trực tiếp cùng cầu long va nhau. Như là sao trổi đụng địa cầu, sắc bén móng vuốt hung hăng chụp trên người cầu long trực tiếp nhất pha chạm nhất bạo ngược chém giết quái vật hung tí nghiền thị rõ tiếng gào thét bên trong trên người cầu long lưu lại vết thương kinh khủng bất quá cầu long là linh lực huyến hóa mà thành nhìn như thụ thương trên thực tế không có bất kỳ tổn thương tương phản nó còn tại quái vật trên thân cũng lưu lại vết thương dòng máu màu đen chảy ngang giống cái này thời điểm bên cạnh lại nhào lên mấy cái quái vật tàn bạo hung ác bọn chúng cùng nhau tiến lên cuối cùng sống sờ sờ đem cầu long xé thành mảnh nhỏ cầu long gào thét một tiếng biến mất tại màu trắng trong mây mù giống giống tế tự đại nhân uy vũ quái vật hưng phấn gào thét người gian nhóm cũng lớn tiếng hô to mà tương tê tiên cùng tả điệp nhìn thấy về sau quá sợ hãi chẳng lẽ cứ như vậy sao nàng nhóm đối cầu long ôm lấy cực lớn chờ mong hy vọng cầu long đại phát thần uy không cầu cầu long có thể diệt đi tất cả địch nhân nhưng ít ra cho địch nhân trọng thương Diệt đi một nửa cũng tốt. Nhưng mà, hiện tại mới diệt mấy cái, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này, tương tê tiên cùng tả điệp trong lòng mắt lạnh, sĩ khí giảm lớn. Vốn cho rằng cầu long có thể đại triển hành động, hào hào thi triển một phen, kết quả bị người xé thành mảnh nhỏ, đã kích thật lớn người một nhà sĩ khí. Vội cái gì, Lữ Thiếu Khanh thanh âm sâu kín truyền vào hai người trong tai. Đây là một cái trận pháp, trải qua Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, tương tê tiên cùng tả điệp mới phát hiện đại trận còn tại hoàn hảo vô khuyết vận chuyển cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng mà bọn quái vật còn tại cao hứng gào thét người gian nhóm cũng là các loại mông ngựa đối bọn chúng mà nói tựa hồ xé nát cầu long thắng lợi chính là thuộc về bọn chúng nhưng là còn không có đợi bọn chúng cao hứng bao lâu đại trận quang mang lần nữa tăng vọt chung quanh linh lực lần nữa gào thét mà tới đại trận lại một lần nữa bị màu trắng mây mù che lấp giống sau một khắc tiếng long ngâm tại trong mây mù truyền tới. Thanh âm không chỉ một đạo, chương 1092. Không giúp hắn, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết màu trắng mây mù tán đi, màu đen thân thể từ trong mây mù hiển lộ. Quái vật cùng người gian nhóm ngây dại, tiêu y, tương ti tiên cùng tả điệp cũng ngây ngẩn cả người. Chiều cao hơn 10 mét, sừng đầu dữ tợt, hung ác lại cao quý cầu long không chỉ một đầu, mà là từng đầu, lít nha lít nhít, xoay quanh với thiên bên trên, số lượng cùng đại trận bên trong quái vật, người gian số lượng nhất trí. Bọn chúng bay lượn với thiên, phảng phất là từ cửu thiên chi thượng đằng vân giá vụ mà đến, đi vào trong nhân thế đáng thanh quỷ mị võng lượng. So với vừa rồi đầu thứ nhất cầu long, những này cầu long lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, nhưng bọn hắn đối với bọn quái vật mà nói, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ. Giống, tế tự quái vật, người gian nhóm đối mặt một màn này, cho dù bọn chúng hung ác tàn bạo, khát máu thành tính, đối mặt một màn này, bọn chúng vẫn như cũ có bối rối chợt lóe lên. Cái này, nhiều như vậy, tả điệp cả người đều ngớ ngẩn, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chậm rãi giải, giải, thích, linh lực đầy đủ, lại nhiều cũng có. Bất quá, khá là đáng tiếc, cấp 5 trận pháp, đối phó Nguyên Anh dư xài, nhưng là không đối phó được hóa thần. Nếu như tế thần ở chỗ này, chỉ cần một trưởng liền có thể đem cái này đại trận đánh nát. Mà lại đại trận này quá mức ỉ lại chính là linh lực. Đại trận bên trong cầu long đều là linh lực biến thành, ngoại giới linh lực đã bị quét sạch sành xanh, phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong đã trở thành linh lực khu vực chân không. Giống, song phương đã không có lời vô ích gì có thể nói, bọn quái vật nhao nhao gào thét, thể nội hắc vụ điên cuồng tràn ngập. Tử vong uy hiếp bao phủ tại trên đầu của bọn nó, cho dù bọn chúng không sợ sinh tử, tại thời khắc này cũng cảm nhận được sợ hãi, không nguyện ý bó tay liền đánh chết. Cầu long nhóm phát ra long ngâm, sau đó bãi động thân thể cao lớn, ngút trời mà hạ. Phốc, cầu long lực công kích so với bọn quái vật càng hơn một bậc, đối bọn quái vật hiện lên nghiền ép chi thế. Quái vật kiên cố lần giáp tại cầu long mặt như cùng giấy, bị nhẹ nhõm xé nát, nương theo lấy tiên huyết cùng một chỗ vẩy ra. Người gian thực lực so với bọn quái vật càng yếu, hơn đối mặt với cầu long, sự phản kháng của bọn họ lộ ra càng thêm tái nhợt. Rất nhanh, đại trận bên trong liền vang lên bọn quái vật kêu rên, người gian nhóm kêu thảm, Phía ngoài lâu la bọn quái vật phát giác được không ổn, trong tiếng gào thét bắt đầu tiến công. Vô số quái vật phô thiên cái địa, tựa như nước thủy chiều đen kịt vào tới, muốn đem đại trận bao phủ lại. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, dùng thân thể của mình điên cuồng đánh thẳng vào đại trận, ý đồ phá hư đại trận, cứu ra bên trong quái vật. Đại trận vốn là không thể phá võ, lại dựa vào các loại trận pháp, vững như thành đồng. Bọn quái vật xung kích, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chen chúc mà tới, không ngừng xung kích. Ba, một con quái vật đâm vào đại trận bên ngoài, hóa thành một bãi màu đen huyết nhục, nó dùng sinh mệnh tới thử đồ dung chuyển đại trận. Nhưng là cấp thấp quái vật đối với đại trận mà nói, lực lượng của bọn chúng lộ ra buồn cười như vậy. Nhưng mà, quái vật bỏ ra tính mạng, cũng là không phải không có cái gì dùng. Máu đen dính bám vào trên đại trận, thôn vệ lấy đại trận linh lực. Huyết dịch xâm nhập bùn đất, ô nhiễm đại địa, đồng dạng để đại trận lực lượng suy yếu theo quái vật huyết dịch càng ngày càng nhiều, sương mù màu đen ăn mòn, đại trận quang mang trở nên ảm đạm. Lữ thiếu khanh đứng lên, cao mày, cảm thụ được đại trận vận chuyển. Tương ti tiên phát giác được đại trận khí tức cản trở, lo lắng hỏi, một công tử, sẽ không có vấn đề a? À? Lữ thiếu khanh lắc đầu, nhìn nhìn lại trong đại trận, sau đó lông mày giãn ra. Không có việc gì, rất nhanh có thể kết thúc, quái vật huyết dịch có ăn mòn tính, cho chúng nó một đoạn thời gian, bọn chúng có thể ăn mòn rơi đại trận. Bất quá, đại trận tác dụng đã phát huy ra. Tại trong đại trận, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật cùng người gian nhóm đã tử thương bảy tám phần. Đặc biệt là những người kia gian nhân tộc, bọn hắn chỉ là có được nguyên anh kỳ thực lực, lại không phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Bọn hắn bất quá là dựa vào xương mù màu đen tu luyện. Tại thời khắc mấu chốt này, tế tự bọn quái vật nhau nhau thôn vệ trong cơ thể của bọn họ xương mù màu đen. Không cần cầu long xuất thủ, bọn hắn liền đã trước phế bỏ rất nhanh, đại trận bên trong nhân loại toàn bộ kêu thảm vẫn lạc. Sau đó đến phiên những cái kia tế tử quái vật, bọn chúng tại phạm vi trăm dặm bên trong cùng cầu long chém giết, hoặc là tả sung hữu đột, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng cũng là bước người gờ. Yên nhóm theo gót, đang tức giận, tuyệt vọng trong tiếng hô bị xé thành mảnh nhỏ, dòng máu màu đen lượt vẩy bầu trời. Phía ngoài quái vật một tầng lại một tầng đem đại trận bên trong che lập, lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích đại trận, dòng máu màu đen giống nước mưa rơi xuống, trong ngoài ăn mòn, linh khí bị thôn phệ, liền xem như cấp 5 đại trận cũng chống đỡ không nổi, bắt đầu lung lay sắp đổ. Tương tê tiên nàng nhóm sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy quái vật thay nhau xung kích, thanh thế to lón, làm cho người sinh ra sỏ hãi thật sâu. Lữ thiếu khanh không có để ý đại trận, đối với hắn mà nói, đại trận nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, Nơi đó còn có một trận càng thêm gian nan chiến đâu." Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một thanh âm, "Nguyên anh cấp bậc quái vật hẳn không có, nơi này giao cho các ngươi. Cẩn thận một chút." Tiêu Y vội vàng hô hào, "Nhị sư huynh, người muốn đi giúp đại sư huynh sao?" Nói nhảm, ta không giúp hắn, khẳng định bị đánh chết. "Đợi chút nữa cách nơi này xa một chút, đến cái này thời điểm, Tương Ti Tiên nàng nhóm đã triệt để minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng ý." chọc giận quái vật, đem Nguyên Anh cấp bậc quái vật dẫn vào đại trận bên trong chu sát, trên thực tế là vì giúp nàng nhóm dọn sạch chướng ngại, để nàng nhóm có thể đối phó thấp cấp quái vật. Thấp cấp quái vật số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó thực lực rất nhiều, mạnh nhất cũng bất quá là kết đan kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, thân là Nguyên Anh nàng nhóm hoàn toàn có thể thu thập những quái vật này. Tương Ti Tiên cùng tả điệp sắc mặt phức tạp, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đồng thời cũng minh bạch tiêu y nói qua một câu, nhìn như không đáng tin cậy, trên thực tế so với ai khác đều dựa vào phổ. Giờ phút này, liên liên là tả điệp, cũng không nhịn được sinh lòng kính nể, mộc công tử, thật. Như thế lòng dạ tính toán như thế, thực lực như thế, làm sao không thể để cho người kính nể đâu. Trách không được có thể đem đại trưởng lão tức giận tới mức sơ chân. Lữ thiếu khanh đi tới khe hở nơi này, duỗi tay lần mò, xe nhẹ đường quen đem khe hở đóng lại, sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi. Đối thủ là tế thần, Cũ bác mạc trong thế giới này mạnh nhất tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, cũng không biết rõ đánh thắng được hay không, hẳn là còn không có bị đánh chết ha Vừa tới gần chiến trường Lữ Thiếu Khanh, liền thấy một đạo bóng người từ trên trời như là như lưu tỉnh rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, đất rung núi chuyển, chương 1093. Người bị sợ quá khóc sao, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, đại địa giống phát sinh động đất cấp 12, chung quanh ngọn núi ẩm ẩm sụp đổ, mặt đất điên cuồng vỡ ra tựa như khối này đại lục muốn hủy diệt đồng dạng lữ thiếu khanh bị giật nảy mình kia là kế ngôn thân ảnh bất quá kế ngôn rất nhanh từ dưới đất sông lên vẫn như cụ chiến ý trùng thiên đấu trí cao nhưng mà lữ thiếu khanh mày nhăn lại đến kế ngôn dáng vẻ chịu không thế nào tốt trạng thái rất tồi tệ quần áo màu trắng rách tung tóe cùng hắn vừa rồi không sai biệt lắm khí tức so với trước đó giảm xuống một mảng lớn trên thân vết thương trồng chất tiên huyết thẩm thấu hắn quần áo. Tế thần băng lãnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, đê tiện nhân tộc, người một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ, cũng dám khiêu chiến ta. Không biết sống chết, kế ngôn không nói gì, mà là tiếp tục xông lên trời, lần nữa đối tế thần xuất kiếm. Vô khâu kiếm quang mang tăng vọt, phát ra sáng rực thần quang, phong mang tất lộ, như là cứu thiên thần kiếm, hoành kích thương khung, hướng về tế thần rơi xuống. Kiếm ý tràn ngập chung quanh mỗi một cái không gian, cắt chém thiên địa, vô hình ba động phát ra bầu trời phảng phất trở thành sóng lớn mãnh liệt biển lón một đọt lại một đọt thủy triều phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới thể phải đem tế thần chảm dưới kiếm kiếm quang trùng thiên ánh sáng màu trắng như là như mặt trời lóa mắt làm cho người không dám nhìn thắng kiếm ý phong mang trước mắt không gian tại kiếm ý trước mặt như là dây bị xuyên thủng sắc bén không thể đỡ nếu như là một tên nguyên anh đứng tại trước mặt sẽ bị trong nháy mắt xé nát liền nguyên anh cũng không cách nào đào thoát đối mặt với địch nhân cường đại, kế ngôn cái này một kiếm cũng là toàn lực đánh ra, trăm ngàn trượng kiếm quang, sáng chó chói, chói mắt, đem tế thần bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, tế thần vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều mạnh hơn kế ngôn nhiều lắm. Kế ngôn cái này một kiếm có thể đem một tòa vạn mét núi cao hủy diệt, lại không làm ô được tế thần, tại tế thần trước mặt lại có vẻ bất lực. Tế thần không có trốn tránh, đối mặt với kế ngôn đột kích một kiếm, trước mặt nàng sương mù màu đen quanh quần, hóa thành một cái màu đen thủ trưởng. Thủ trưởng che khuất bầu trời, sương mù màu đen quanh quẩn ở chung quanh, tựa như ma vương thủ trưởng. Nhẹ nhàng một nắm, đem trăm ngàn trượng kiếm quang chăm chú nắm ở trong tay, sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập. Kế ngôn thúc dục kiếm quang, quang mang tăng vọt, muốn dẫy khỏi gông xiềng, đánh vỡ hắc ám. Nhưng mà hắc ám quá mức cường đại, sương mù màu đen giống như nước thủy triều bao phủ, quang mang chậm rãi tiêu tán, thối lui. Cuối cùng hắc ám che đậy quang minh. Kế ngôn cái này một kiếm, cho dù là hóa thần sơ kỳ cũng ngăn cản không nổi. Lại bị tế thần nhẹ nhóm hóa giải. Phốc, kế ngôn một ngụm tiên huyết phun ra, mặc dù có mấy phần thất vọng, nhưng là trong mắt chiến ý càng mạnh. Xa xa tương quỳ thấy lo lắng không thôi, kế ngôn cái này tân tấn hóa thần biểu hiện được đã rất khá. Nhưng là tại tế thần trước mặt vẫn là lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Hắn thầm thỏ dài một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết, xem ra cũng chỉ có thể đủ đi một bước kia hắn quay đầu nhìn một cái tương tỷ tiên vị trí chuyện cho tới bây giờ có lẽ là hai người sau cùng một lần gặp mặt ngay tại tương quỳ muốn lên đường thời điểm lữ thiếu khanh thanh âm vang lên lão đầu người một bộ dáng vẻ muốn khóc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ người bị tế thần dọa đến muốn khóc sao người tốt xấu cũng là đại trưởng lão a thủ hạ mấy chục vạn mấy trăm vạn tiểu đệ đại lão người làm sao như vậy yếu ót đa sầu đa cảm đâu tương quỳ quay đầu phát hiện lữ thiếu khanh đã xuất hiện sau lưng hắn lữ thiếu khanh biểu lộ mang theo ngạc nhiên là hết sức kinh ngạc nhìn không ra ngươi như thế gan nhỏ a à. tương quỳ giận tím mặt cái này hỗn đản tiểu tử còn tới nơi này làm gì còn nói ra như thế làm giận tương quỳ giận dữ mắng mỏ tiểu tử ngươi tới nơi này muốn làm gì chịu chết sao ngươi trong tay có tiên lưu cầu ngươi hẳn là có bao xa liền chạy bao xa tương quỳ chỉ hận chính mình thụ thương không phải nhất định phải đem lữ thiếu khanh treo lên hung hăng đánh một trận cái gì tình huống trong lòng còn không có điểm số sao lữ thiếu khanh nhìn thoáng qua trên trời sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ta cũng không thể bỏ xuống các ngươi mà chạy trốn mọi người đồng sinh cộng tử tuyệt đối không làm vứt bỏ người khác đào binh ta sát tương quỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng lữ thiếu khanh lời này hỗn đản này tiểu tử đến cùng muốn làm gì tương quỳ nổi giận tiểu tử mạng của ngươi không phải chính ngươi mệnh mạng của ngươi là toàn nhân loại mệnh. Ngươi chết không quan hệ, tiên lưu cầu rơi vào tế thần trong tay, toàn nhân loại đều phải xong đời. Lữ Thiếu Khanh cho Tương Quỳ một cái liếc mắt, loại thuyết pháp này thật sự là nhàm chán cực độ, mệnh của ta đương nhiên là mệnh của ta, ai cũng đừng nghĩ cho ta mang mũ cao. Tương Quỳ thúc giục, ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi nơi này, trốn được xa xa. Ta đã nói rồi, ta không làm đào binh, muối đầu không tiến đúng không? Tương Quỳ giận dữ mắng mỏ, tiểu tử người không đi, người đem tiên lưu cầu cho ta. Tương quỳ không có ý định quản lữ thiếu khanh chết sống, tiên lưu cầu mới là trọng yếu nhất. Không bỏ ra nổi đến A, lữ thiếu khanh biểu lộ phiền muộn, cầu thí tiên lưu cầu, hắn A, sẽ không lại là một cái gì đại lão, chiếm hầm cầu không ra A. Nếu có thể lấy ra, người cho rằng ta ân, nguyện ý mang theo, nếu là có thể, hắn đã sớm mất đi, không phải chính là giao cho tế thần, mọi người kết cái bằng hữu. Đáng tiếc A lữ thiếu khanh thở dài một tiếng đối tương quỳ nói tốt không cần lo lắng mọi người đợi chút nữa cùng một chỗ giết chết tế thần giết chết tế thần tương quỳ kém chút liền cắn đầu lưỡi đến cái này thời điểm cái này hỗn đản tiểu tử còn đang nằm mơ sao hiện tại tế thần đã là trong thế giới này nhất cường đại tồn tại không người có thể địch hắn tương quỳ là một cái thương binh thực lực cảnh giới giảm lớn không thể nào là tế thần đối thủ ngươi không thấy được sư huynh của ngươi hiện tại gian nan như vậy sao tương quỳ chỉ vào nơi xa, hận không thể dắt lữ thiếu khanh lỗ tai gầm thét, ngươi là mù sao. Nổi giận về sau, tương quỳ lại thở dài một hơi, sư huynh của ngươi đã làm được rất không tệ, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ sư huynh của ngươi một phen tâm ý. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai, cứng rắn không được, liền đến mềm, tương quỳ muốn làm bây giờ không phải giết chết tế thần, chỉ là hát vọng lữ thiếu khanh nghe lời ly khai, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ thiếu khanh lại nói khẽ, còn không có đủ a à? còn không có đủ tương quỳ vừa giận kế ngôn bất quá là vừa đột phá vào hóa thần thậm chí có thể nói cảnh giới đều không có hoàn toàn củng cố có thể cùng tế thần đánh tới cái này tình trạng kéo lại tế thần lâu như vậy đã coi như là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tiểu tử ngươi là chưa tỉnh ngủ sao sư huynh của ngươi đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng đã không cách nào nhưng mà tương quỳ lời nói vẫn chưa nói xong nơi xa sáng lên một vòng kiếm quang sáng ngủ mắt của hắn. Chương 1094, cái gì đại lão dạy dỗ đồ đệ, tại tương quỳ trong mắt, phảng phất có người từ thời không trường hà bên trong đánh ra một kiếm. Một kiếm phá toái hư không, vượt ngang vô số cái thời không, hủy diệt vô số cái thế giới. Từ xa xôi thời không mà đến, như là tiên đế một kiếm, vô tận bá khí, vô tận sát ý. Vô tận quang mang bao phủ thế giới này, ở cái thế giới này tất cả sinh linh bên trong, chỉ còn lại có cái này một kiếm để nhân sinh không ra bất luận cái gì ngăn cản chị ý một kiếm. Một kiếm quét ngang, thiên địa phảng phất bóp méo, chung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng, tản mát ra làm cho người kinh dị sát ý. Phảng phất hết thảy đều sẽ bị cuốn vào, hóa thành giữa thiên địa cơ sở nhất hạt. Dù là mạnh như tương quỳ, đối mặt với cái này một kiếm, hắn cũng cảm nhận được linh hồn run rẩy. Thân là hóa thần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một kiếm đáng sợ. Cái này một kiếm không đơn thuần là linh lực cùng kiếm ý hội tụ, phía trên còn chứa thiên địa quy tắc, có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế gian hết thảy. Giống, cái này một kiếm cũng mang cho tế thần áp lực lớn lao. Tế thần diện mục dữ tọn, chân chính quái vật gương mặt ẩn ẩn làm hiện, nàng hé miệng, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Sóng âm khuếch tán, thiên địa rung chuyển, dưới mặt đất vô số tòa núi cao tại sóng âm bên trong vỡ nát. Sương mù màu đen mãnh liệt, nhúc nhích trong sương mù phảng phất có không thể kể rõ tồn tại, quỷ dị, kinh khủng cùng cường đại. Sương mù màu đen khuếch tán, hóa thành một tầng thật dày bình chướng, đem tế thần một mực bảo hộ ở phía sau. Bành, pha chạm kịch liệt, sương mù màu đen như là kiên cố đại thuẫn, tản mát ra quỷ dị quang mang, làm cho người kinh dị. Không ngừng nhúc nhích, phảng phất có được sinh mệnh lực, cuối cùng không ngừng khuếch tán mở rộng, lại cuốn trở về bao khỏa, ý đồ cùng vừa rồi, đem kế ngôn cái này một kiếm thôn vệ cùng vây quanh tế thần hai con người tươi đẹp động lòng người, làm cho người trói mắt, trong hai con người lại bắn ra băng lãnh ánh mắt, sát ý lăng lệ. Nhìn thấy chính mình tựa hồ đỡ được kế ngôn cái này một kiếm, tế thần ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa, lộ ra đắc ý. Chỉ là sâu kiến, cũng dám đến cùng ta đối nghịch. Ngay tại tế thần trong lòng buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên biến sắc. Sương mù màu đen bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra vô số quang mang, kiếm ý khuấy. Động, phong mang kiếm ý không ngừng xé rách sương mù màu đen. Sương mù màu đen tại cái này một kiếm trước mặt không ngừng tan rã, kinh khủng kiếm ý lấy gió cuốn mây tan chi thế quét sạch ra, triệt để xé rách sương mù màu đen, lại một lần nữa xuất hiện tại tế thần trước mặt. Đáng sợ uy lực để tế thần sắc mặt đại biến, tế thần vung tay lên, sương mù màu đen lần nữa mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hung thú bộ dáng, gào thét. Hung thú trên thân khôi giáp sáng ngời, tản ra quỷ dị khí tức, như là chân chính hung thú, khí tức kinh người, giữ tợn cuồng bạo. Ken, nhưng mà kế ngôn cái này một kiếm quá mức đáng sợ. Cho dù là hung thú cũng không cách nào ngăn cản, chỉ là vừa đối mặt liền hóa thành đầy trời mảnh võ, một lần nữa hóa thành sương mù màu đen. Tại kinh khủng kiếm y phía dưới, liền liền sương mù màu đen cũng cấp tốc tan giã. Một kiếm chỉ phong mang, vượt qua tưởng tượng, một kiếm xẹt qua, phảng phất có thể đem cửu thiên thương khung chém thành hai khúc. Phong mang lực lượng, khiến người sợ hãi tế thần sắc mặt trầm xuống, tuyệt thế mỹ nhan trên che kín xương lạnh, thậm chí mang theo vài phần khác biệt chỉ sắc. Tay phải của nàng miệng vết thương truyền đến trận trận đau đón. Quy tắc lực lượng, đáng chết, tế thần phẫn nộ gầm hét lên, hét lớn một tiếng, chung quanh xương mù màu đen lại một lần nữa nhúc nhích hội tụ, lần này hóa thành vô số đầu hung thú. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, mỗi một đầu đều tản mát ra ngập trời khí tức, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa vô số đầu hung thú hướng phía kế ngôn đánh tới giống như thủy triều muốn đem kế ngôn bao phủ hung thú cùng kiếm quang va chạm uy thế kinh người kinh tâm động phách để nơi xa quan chiến tương quỳ trong lòng hàn khí ứa ra kế ngôn quá mạnh công kích kinh khủng như thế lực hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp một cái hóa thần sơ kỳ một tầng cảnh giới lại có thể cùng hóa thần hậu kỳ chín tầng cảnh giới tế thần đánh cho kịch liệt như thế thậm chí không rơi vào thế hạ phong một cái nho nhỏ hóa thần có thể sử dụng quy tắc lực lượng, hóa thành giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm. Rốt cuộc là ai, cái gì môn phái có thể dạy dỗ ra dạng này đồ đệ? Tương Quỳ trong lòng gào thét hô hào, đại lão, mời nhận lấy đầu gối của ta. Có thể dạy bảo ra dạng này đồ đệ, tuyệt đối là tuyệt thế vô song đại lão, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Tương Quỳ trong lòng đã đối kế ngôn sư phụ ngưỡng mộ vạn phần, hận không thể đi cúng bái cúng bái. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai? tương quỳ theo bản năng hỏi một câu lai lịch bí ẩn nghĩ thoáng khoa học kỹ thuật nhìn trộm một cái kết quả thiên đạo đuổi theo muốn phong hào thực lực cường hãn thiên phú cường đại đến không học thói thường mới vào hóa thần cảnh giới liền có thể cùng tế thần loại này tồn tại đánh thành dạng này liên liền thân bên cạnh lữ thiếu khanh cũng là cường hãn đến không tưởng nổi nhưng mà hỏi một câu về sau tương quỳ mới phát hiện lữ thiếu khanh không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất không thấy tương quỳ kém chút liền choáng váng cái này hỗn đản tiểu tử chạy đi đâu nếu như là chạy trốn còn tốt liền sợ hắn không biết sống chết đi đánh lén tế thần hỗn đản tiểu tử người đến cùng ở đâu tương quỳ luống cuống thần thức tản ra điên cuồng tìm kiếm lữ thiếu khanh thân ảnh nhưng mà lữ thiếu khanh như là bốc hơi khỏi nhân gian biến mất vô tung vô ảnh tương quỳ chửi mẹ mẹ nó rốt cuộc là ai mới có thể dạy ra dạng này đồ đệ có dạng này không bớt lo đồ đệ đại lão thời gian trôi qua dễ chịu sao tương quỳ nhức đầu muốn chết hắn hiện tại liền sợ lữ thiếu khanh chạy đi tìm tế thần mà cũng tại cái này thời điểm tế thần thanh âm lạnh lùng truyền đến như là thần âm truyền khắp thiên hạ đồng dạng triển hiện nàng cường đại nhân loại người coi như có chút bản sự nhưng cũng chỉ lần này mà thôi theo tế thần dứt lời dưới ngập trời kiếm ý tán đi sương mù màu đen phủ kín bầu trời đại địa lâm vào hắc ám để cho người ta tuyệt vọng sương mù màu đen bên trong kế ngôn không nhúc nhích tư ân quỳ sắc mặt ảm đạm kế ngôn bại sao tương quỳ ánh mắt lại một lần nữa trở nên kiên quyết chuyện cho tối bây giờ không có chuyện gì để nói nên hắn lên nhưng mà trên bầu trời hắc vụ chưa tán đi kế ngôn khí tức chợt tăng vọt liên tục tăng lên như là nấu mở nước sôi bắt đầu sôi trào lên tương quỳ người lần nữa choáng váng cái này thời điểm muốn đột phá đại ca ta gọi ngươi đại ca Tương Quỳ muốn hỏng mất, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì thời điểm. Đột phá cái gì, liền không thể nhịn một chút sao? Không có biện pháp, không được không lên, Tương Quỳ liền muốn lên thời điểm, bỗng nhiên xa xa trên bầu trời, tế thần phía sau sáng lên một vòng ánh sáng. Sau một khắc, tựa như thiên địa sơ khai, xuất hiện một mảnh tinh không, chương 1095. Trách không được Tương Quỳ lão đầu kia đối ngươi nhớ mãi không quên đấu chuyển tinh di, ngàn vạn tinh thần lấp lánh từng khỏa tinh thần hội tụ thành một đầu sán lạn tinh không cổ lộ, trực chỉ xa xôi chỗ sâu. Mà tại tinh không chỗ sâu, phảng phất ẩn giấu đi một vị tiên đế. Tiên đế đột nhiên thức tỉnh, từ xa xôi chỗ sâu vung ra một kiếm. Hủy diệt khí tức quét sạch tinh không, cổ lộ sụp đổ, tinh quang tịch diệt. Toàn bộ tinh không lâm vào tịch diệt, vạn vật câu tịch. Tương quỳ ngây dại. Cái này một kiếm không thể so với vừa rồi kế ngôn kia một kiếm tranh lệch. Đây là ai, là ai xuất thủ hẳn là còn có một vị khác hóa thần tồn tại sao ngay tại tương quỳ kinh ngạc đến ngây người thời điểm lữ thiếu khanh bi phẫn thanh âm vang lên ta mẹ nó liền biết rõ người cái này không đáng tin cậy ra hỏa có thể như vậy đến cùng là ai cho người quen mau bệnh nương theo lấy lữ thiếu khanh thanh âm cuồng bạo một kiếm mang theo hủy diệt khí tức giáng lâm đem tế thần triệt để bao phủ tế thần cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể có người dám đánh lén lữ thiếu khanh thời cơ xuất thủ nắm đến vừa vặn nàng ngăn cản hạ kế ngôn một kiếm, thể xác tinh thần buông lỏng thời khắc, ở vào lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Một kiếm đánh tới, tốc độ cực nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem tế thần bị màu trắng kiếm quang bao phủ, tương quỳ tê cả ra đầu, đây là tên hỗn đản kia tiểu tử bổ ra một kiếm. Hỗn đàn tiểu tử là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Hắn đã là hóa thần cảnh giới rồi. Vị kia đại lão thật như vậy như bức, dạy dỗ ra hai vị tuổi trẻ hóa thần sao? tương quỳ kém chút đem đầu lưới của mình cho cắn bất quá cuối cùng cảm nhận được lữ thiếu khanh khí tức cũng không phải là hóa thần cảnh giới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nếu là lữ thiếu khanh cũng là hóa thần hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ lữ thiếu khanh uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại trên bầu trời cầm trong tay mặc quân kiếm bên người bị sương mù màu đen bao phủ sương mù màu đen mặc dù rất quỷ dị lại không làm gì được lữ thiếu khanh tại lữ thiếu khanh bên người phảng phất có được một tầng màng bảo hộ chống cự xương mù màu đen ăn mòn. Không ngừng tràn ngập tại Lữ Thiếu Khanh bên người xương mù màu đen, nhìn, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cũng có mấy phần nhưng quỷ dị cùng đáng sợ. Giống, tế thần gầm lên giận dữ, mãnh liệt khí tức quét sạch. Lăn lộn xương mù màu đen, như là gió lốc, quét sạch đại địa, trên mặt đất cấp tốc bị ăn mòn, trở thành một mảnh màu đen. Một cái to lớn hắc thủ từ phía dưới sông lên trời. Thủ trưởng tản mát ra hắc sắc quang mang, quang mang yếu ót, mang theo nồng đậm sương mù, mang theo từng tia từng sợi quỷ dị khí tức. Thủ trưởng năm ngón tay khép lại, như là quỷ trảo, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh một kiếm cường hãn vô địch, lực sát thương cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới vô địch. Nếu như là nguyên anh cấp bậc, cho dù là chín tầng cảnh giới, tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm trước mặt cũng nuốt hận vẫn lạc. Đáng tiếc, cái này một kiếm đối tượng là tế thần, tế thần thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều lắm. Cái này một kiếm cũng không thể đem tế thần đánh giết nhưng thành công đem tế thần cho chọc giận. Sâu kín thủ trướng, lăng không mà lên, muốn đem hắn chân áp. Lữ th yếu khanh trường kiếm vung lên, vô số đen trắng hỏa diễm tràn ngập, mang theo bạo ngược kiếm ý xuất kích. Hỏa diễm phủ kín toàn bộ bầu trời, phần thiên trừ hải. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba, tương quỳ ở phía xa thấy cảnh này, dọa đến nhanh khóc. Không nói hai lời, cố nén thương thế bên trong cơ thể, trước tiên xuất hiện tại trên bầu trời cấp tốc, tốc phóng tới trong chiến trường hai người, Tương Quỳ chửi ầm lên, hỗn đản tiểu tử, người cho rằng ngươi là ai? Đánh lén đắc thủ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám cùng tế thần chính diện đối chiến, ngươi thực lực gì? Đại lão, ngươi ở đâu? Ngươi để ý tới quản ngươi đồ đệ được hay không? Tương Quỳ cảm giác được lòng tham mệt mỏi, Lữ Thiếu Khanh không nghe lời cũng được, còn không biết rõ chết sống. Dám đi trêu chọc tế thần, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng sao? tương quỳ hung hăng cắn răng, thủ trưởng bên trong xuất hiện một viên màu vàng kim đồng tiền, đồng tiền nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ở giữa phương, lỗ, bốn cái sừng trên điêu khắc bốn cái xưa cũ chữ. Đồng tiền bề mặt sáng bóng tròn trượt, có có chút ánh sáng, linh khí mười phần, đồng thời cũng tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức, ẩn chứa lực lượng cường đại. Không có biện pháp, cái này thời điểm, chỉ có thể liều mạng, thật là khiến người ta không bót lo tiểu hỗn đản, bành, âm thanh lón vang lên, mãnh liệt khí lãng từ đằng xa khuếch tán mà tới đáng chết tế thần thanh âm tức giận truyền đến tương quỳ ngạc nhiên nhìn lại to lớn màu đen trên tay thủng trăm ngàn lỗ trên không trung chậm rãi tiêu tán lữ thiếu khanh cầm trong tay trường kiếm vẫn như cũng ngạo nghễ đứng thẳng bễ nghễ thiên hạ tương quỳ ngạc nhiên cái này tiểu tử lợi hại như vậy cái này thế nhưng là tế thần phản kích lại bị hắn hóa giải đây cũng không phải là nho nhỏ nguyên anh quái vật mà là tế thần thế giới này mạnh nhất tồn tại nàng đây không phải tiện tay phản kích mà là phẫn nộ một kích lại bị lữ thiếu khanh hóa giải hắn làm sao làm được tương quỳ kinh ngạc tế thần cũng là kinh nghi bất định nàng ánh mắt mang theo kiêng kỵ cũng có phẫn nộ cắn răng ngươi là ai sương mù màu đen đối lữ thiếu khanh không có bất kỳ tác dụng gì tương phản tựa hồ còn có bị lữ thiếu khanh khắc chế dấu hiệu nói cách khác đối mặt với lữ thiếu khanh sương mù màu đen mất đi tác dụng Tế thần lại cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, xấu xí vết sẹo tại cả lắm trên cánh tay là trói mắt như vậy. Cho nên Tế thần có thể khẳng định Lữ thiếu khanh tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại, thậm chí có khả năng không phải nhân loại. Lữ thiếu khanh cười tủ ửng tìm nói, đừng nóng giận, mọi người ngồi xuống, hảo hảo nói một chút như thế nào. Đàm Tế thần gương mặt xinh đẹp trên mang theo nồng đậm sát khí, sát ý ở trên người lưu chuyển, ánh mắt sắc bén hận không thể đem Lữ thiếu khanh nuốt sống người cái này đề tiện nhân loại cũng xứng cùng ta đàm. Chém chém giết giết có cái gì tốt, Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, mà là hòa ái dễ gần, thậm chí cố gắng để cho mình lộ ra anh Tuấn Tiếu Dung. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tất cả mọi người là thế giới này sinh vật, cần gì phải đánh đến người chết ta sống đâu. Ai, đại sư huynh cái này hỗn đản ra hỏa không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào ta người sư đệ này. Thật sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Hy vọng Tế Thần không nên nhìn trên sắc đẹp của ta đi. Ta thế nhưng là bán rẻ tiếng cười không bán thân. Tế Thần lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng đến đâu nhìn thoáng qua ngay tại đột phá kế ngôn, nàng lộ ra cười lạnh, muốn vì hắn kéo dài thời gian. Thông minh, Lữ Thiếu Khanh không keo kiệt mông ngựa, lập tức đưa một đống đi qua, người chẳng những dung mạo xinh đẹp, người cũng thông minh. Là ta gặp qua xinh đẹp nhất, người thông minh nhất, trách không được tương quỷ lão đầu kia đối ngươi nhớ mãi không quên. Hỗn đàn tiểu tử, người muốn chết, tương quỳ từ đằng xa giết tới. chương 1096, ta có thể đem tiên lưu kiều cho người tương quỳ tức chết a Ta trêu chọc người sao, tung tin đồn nhả, em m là phải chịu trách nhiệm. Mã Đức, ta nếu không phải cố kỵ phía sau người đại lão, ta nhất định đánh chết ngươi. Tương quỳ trong tay cầm màu vàng kim đồng tiền, hận không thể một thanh đập vào lữ thiếu khanh trên mặt, đem tấm kiêm miệng thúi đập đến nhão nhẹt. Người nhìn, hắn không có ý tứ lữ thiếu khanh chỉ vào tương quỳ một bộ ta nói chính là sự thật bộ dáng ngậm miệng tương quỳ gầm thét tế thần thần sắc không có bất kỳ ba động tựa hồ đối với nàng mà nói những này cái gọi là tình cảm không có chút ý nghĩa nào đem tiên lưu kiều giao ra thần phục với ta tha cho ngươi bất tử ta cũng nghĩ giao a à, lữ thiếu khanh hai tay một đám ta nói ta không bỏ ra nổi đến ngươi tin ta sao tế thần ánh mắt lạnh xuống đến xương mù màu đen trong nháy mắt tăng vọt tựa hồ liền muốn xuất thủ ta nói chính là thật lữ thiếu khanh vội vàng hét lớn có chuyện hảo hảo nói được không chém chém giết giết ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nắm được ta sao ngươi liền không sợ ta đối tiên lưu kiểu làm chút gì tế thần ánh mắt có chút thay đổi một cái ở trong mắt đáy sâu chỗ ẩn giấu đi một tia kiêng kỵ nàng cùng nàng nanh vuốt quỷ dị nhưng lữ thiếu khanh biểu hiện cũng làm cho nàng cảm thấy quỷ dị còn không có một cái bình thường nhân loại có thể phản khắc chế sương mù màu đen. Phải biết, sương mù màu đen lai lịch rất lớn, tuyệt đối không phải nhân loại có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là, tế thần dù sao cũng là tế thần, nàng vung tay lên, sương mù màu đen lần nữa cuốn tới, như là một đầu to lớn hắc xà, phun ra nuốt vào lấy răng độc, đem lữ thiếu khanh cùng tương quỷ đều bao phủ ở bên trong. Sương mù màu đen xoay quanh mà đến, đem hai người vây khốn. Trong tiếng thét gào, phát ra quỷ dị khí tức, không ngừng phụt ra hút vào quang mang tựa hồ có thể thôn vệ linh hồn. Lữ thiếu khanh không có động thủ, tương quỳ hư lạnh một tiếng, trong tay đồng tiền sáng lên màu vàng kim quang mang. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, như là mặt trời hào quang trói sáng, xua tan hắc ám. chung quanh sương mù màu đen quét sạch sành xanh, hiệu suất so với lữ thiếu khanh càng nhanh cao hơn. Lữ thiếu khanh mắt lộ ra kinh ngạc, tương quỳ trong tay đồng tiền chí ít cũng là lục phẩm cất bước pháp khí, thậm chí có thể là thất phẩm. Lữ Thiếu Khanh lúc này nước bọt chảy, thất phẩm pháp khí A. Lữ Thiếu Khanh lầm bẩm nói, không tử tế A, có tốt như vậy đồ vật, thế mà còn che giấu, đã sớm hẳn là lấy ra A. Sau đó ngọt ngào hô một tiếng, ra ra, có thể đưa ta sao? Tương quỳ bên này tay nâng lấy đồng tiền, đối tế thần trợn mắt nhìn, khí thế cường đại để hắn lộ ra uy phong lẫm liệt, đạo phong tiên cốt. Lữ Thiếu Khanh một tiếng ra ra, để trong lòng của hắn giận dữ, thân thể khẽ run rẩy thật vất vả ngưng tụ khí thế lập tức ảo ra ngàn dặm hỗn đản tương quỳ gầm thét một tiếng người cầm miệng cho ta gặp qua đáng ghét liền chưa thấy qua như thế đáng ghét cùng ghê tỏm tiểu hỗn đản hiện tại là cái gì tình cảnh không nghĩ thoát thân ngược lại để mắt tới ta đồ vật có ngươi như thế ghê tỏm cùng hỗn đản ra hỏa sao đưa ta à lữ thiếu khanh nhìn chằm chằm tương quỳ trong tay đồng tiền thật sự là càng xem càng ưa thích đồng tiền cái này không phải liền là tiền sao? ngụ ý rất tốt, dù sao người cũng như thế già, mạnh như vậy, giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng, đúng không? tương quỳ đại hận lão, không nhiều lắm tác dụng, người ý là đang chủ yếu ta sao? tương quỳ giọng căm hận nói, người muốn tới có ích lợi gì? người một cái kiếm tu, lấy ra làm gì? kiếm tu, không phải là chuyên chú vào kiếm sao? người dùng khác pháp khí, liền không sợ người bội kiếm ăn dấm. cầm đi bán a, người nói cầm đi bán. Giá trị bao nhiêu linh thạch? Tương quỷ cổ tay run run một hồi, lần nữa có xúc động đem đồng tiền đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Thật sự là ghê tởm hỗn đản tiểu tử, các ngươi nói đủ rồi." Tế thần thanh âm lạnh lùng truyền tới, "Các ngươi là không có đem ta để vào mắt." Tế thần trong lòng sát ý càng phát ra tăng vọt, chết, xương mù màu đen lại lần nữa đánh tới, tương quỷ lập N nửa xuất thủ, màu vàng kim đồng tiền lần nữa bạo sáng lên mang Lần này mặc dù đánh tan xương mù màu đen, nhưng mà Tương Quỳ lại sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nhịn không được, mẽnh phun một ngụm tiên huyết. Thương Thế tiến một bước tăng thêm, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, "Các ngươi đừng đánh a. Đánh nhau, đối tất cả mọi người không tốt." Tương Quỳ nghe vậy, càng thêm muốn thổ huyết, "Cái này là ngây thơ hay là choáng váng? Ngươi cho rằng tế thần là nhân loại sao? Sẽ cùng ngươi cái này tiểu hỗn đản đàm phán sao?" Hắn hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng?" tế thần thần sắc không có chút nào biến hóa, lạnh lùng như cũ, tràn ngập sát ý. Nàng hư lạnh một tiếng, sương mù màu đen tùy tâm mà độc, lại một lần nữa hội tụ, hóa thành một đầu trăm trượng hung thú, đỉnh thiên lập địa. Giống, giữ tợn hung thú phát ra một tiếng gào thét, há to mồm, lần nữa đối hai người bao phủ xuống. Tương quỷ thấy thế, lần nữa lộ ra quyết nhiên ánh mắt, cưỡng chế lấy thương thế bên trong cơ thể, lần nữa đem đồng tiền dơ lên. Tiểu tử, người đi mau, ta kéo ngăn lại nàng, cái này cản lại, có lẽ chính là nỗ lực tính mạng chặn đường. Nhưng là vì tiền bối, vì nhân loại, tương quỳ nghĩa vô phản cố. Cảm nhận được tương quỳ quyết tâm, Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó, trên mặt lại lần nữa lộ ra cả lơ phất phơ tiếu dung. Được rồi, người bộ xương già này đừng dày vò, để cho ta tới đi. Ngươi, tương quỳ cái kia khí A, à, người cái này hỗn đản tiểu ra hỏa biết cái gì. Ngươi sẽ là tế thần đối thủ sao? không đợi tương quỳ nói chuyện lữ thiếu khanh đứng ra không nhìn từ trên trời giáng xuống hung thú đối xa xa tế thần hét lón một tiếng ngươi không phải là muốn tiên lưu kiểu sao ta có thể cho ngươi màu đen hung thú đột nhiên dừng lại trống rỗng con mắt nhìn chòng chọc vào lữ thiếu khanh tiểu tử ngươi đang nói cái gì tương quỳ giận dữ nhìn qua lữ thiếu khanh khó có thể tin cái này tiểu hỗn đản muốn làm người gian sao trong tay hắn màu vàng kim đồng tiền sáng lên ánh sáng nhạt nếu như lữ thiếu khanh muốn làm người gian hắn không ngại đem trong tay thất phẩm pháp khí đập vào lữ thiếu khanh trên mặt thật tế thần thanh âm lạnh lùng truyền đến màu đen hung thú tán đi đương nhiên lữ thiếu khanh cho tương quỳ một cái an ủi nhãn thần lộ ra nụ cười chân thành ta có thể thề nếu không phải vừa rồi lữ thiếu khanh cho tương quỳ một cái nhãn thần dựa vào lữ thiếu khanh câu nói này tương quỳ sẽ trước tiên đánh chết lữ thiếu khanh thù mới thù cuối cùng đi đem hắn đánh thành cho bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Tế thần châu ẩm mặc một một lát về sau, mới lạnh lùng hỏi. Lữ thiếu khanh chỉ vào kế ngôn nói, chờ hắn đột phá xong xuôi, ta lại đem đồ vật giao cho ngươi, đến thời điểm ngươi đến phòng nhóm chúng ta ly khai. Nhưng mà tế thần cũng không đồng ý, không có khả năng, còn không có nhân loại dám cùng ta bàn điều kiện. chương 1097, tế thần là như thế nào biết rõ hành tung tế thần thái độ băng lãnh, đối với lữ thiếu khanh đề nghị không có lộ ra nửa điểm ý động chi sắc lại thêm nàng bề ngoài một thời gian cho người ta một loại cao lãnh ngự tỷ cảm giác thần thánh không thể xâm phạm người sống chớ gần lữ thiếu khanh trong lòng mắng một câu quái vật chính là quái vật mắt thấy tế thần còn muốn lấy động thủ lữ thiếu khanh tiếp tục uống nói chậm rãi người đợi ta sư huynh đột phá ta đem tiên lưu kiều cho ngươi đến thời điểm mọi người riêng phần mình dừng tay như thế nào không cần tế thần vẫn là không hề bị lay động, giết ngươi, ta đồng dạng có thể tìm tới tiên lưu kiều. Hắc phụ quanh quẩn, lần nữa nhúc nhích, chậm rãi hóa hình, cho lữ thiếu khanh rất lớn áp lực. Tương quỳ nhịn không được truyền âm, ngươi cho rằng ngươi là ai. Hỗn đàn tiểu tử, tế thần là quái vật, không thể nói lý, ngươi cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn cùng nói chuyện phán. Nếu không, ngươi bán sắc của ngươi tướng, lữ thiếu khanh trả lời một câu, để tương quỳ kém chút bạo tẩu đánh người. Lữ thiếu khanh chuẩn mà đối tế thần hát, ét lón, người phát giác được tiên lưu kiểu khí tức sao? Người có thể phát giác được nó ở nơi nào sao? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đủ dạng này. Lữ thiếu khanh đem hy vọng ký thác vào chính mình trong tay nhẫn chữ vật bên trên. Cái này đặc biệt chiếc nhẫn, hẳn là có thể đem tiên lưu kiểu khí tức cho che lại a. À? Lời này để tế thần sắc mặt rốt cục có chỗ biên hóa, sương mù màu đen cũng chậm rãi dừng lại. Đúng là như thế, nàng cảm giác không chịu được tiên lưu kiều khí tức mặc dù biết rõ lữ thiếu khanh thu lại nhưng là liền sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tìm hơn ngàn năm bây giờ đang ở trước mắt tế thần ánh mắt lấp lóe cuối cùng lạnh lùng nói nửa canh giờ cho ngươi tối đa là nửa canh giờ thời gian nếu không chết lữ thiếu khanh ý đồ cò kè mặc cả một canh giờ thế nào nhưng là tế thần cho hắn một cái nhãn thần không có thương lượng thề không phải ta hiện tại liền giết sư huynh của ngươi Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, quá mức giảo hoạt. Còn hiểu đến lợi dụng kế ngôn đến uy hiếp hắn. Tốt, gặp đây, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhiều lời, chờ ta sư huynh đột phá, ta cho ngươi đồ vật. Sương mù màu đen tán đi, tế thần chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, lặng lặng đứng ở không chung, như là một vị nhà giàu đại tiểu thư, điềm tĩnh hữu lễ, nhìn mười phần đẹp mắt. Mà ở Mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi tàn bạo cùng hung ác nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh không nói lời nào để lữ thiếu khanh cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực tương quỳ bên này đã nhanh nhịn không được muốn đánh người hắn hận không thể bóp lấy lữ thiếu khanh cổ hỏi thăm rõ ràng tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng ngươi muốn làm gì còn dám thể ngươi chán sống cứ như vậy a à? lữ thiếu khanh đối tương quỳ nói không phải ngươi có thể đánh được đánh không lại cũng phải đánh tương quỳ đại hận quái vật cùng nhân loại không cách nào cùng tồn tại người đem tiên lưu kiều giao ra tạo thành hậu quả người nghĩ tới sao lữ thiếu khanh lườm hắn một cái đánh không lại cũng phải đánh bị đánh chết tiên lưu kiều cuối cùng còn không phải rơi xuống nàng trong tay nói cho cùng vẫn là người quá yếu không có biện pháp các ngươi đều không đáng tin cậy chỉ có thể để ta tới từ ngươi đến liền dựa vào quá mức sao tương quy tức chết người đem nói cho ta nói rõ ràng không phải ta gọi ngay bây giờ chết ngươi thời gian a lữ thiếu khanh bất đắc dĩ truyền âm cho tương quỳ ta muốn thời gian ta sư huynh còn tại chỗ ấy đây chờ ta sư huynh đột phá mọi người lại chạy đi tương quỳ giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem lữ thiếu khanh đột phá nửa canh giờ có thể làm cái gì muốn nói các loại kế ngôn đột phá lại đối tế thần cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp nhưng là nửa canh giờ căn bản không đủ đột phá ai đột phá không phải lấy nhật nguyệt thậm chí năm làm đơn vị Tương Quỳ càng xem Lữ Thiếu Khanh lại càng thấy đến Lữ Thiếu Khanh không phải ngốc, chính là sợ chết, muốn làm người gian. Dù sao ngươi đừng quản, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, ngươi thật muốn bảo trụ tiên lưu kiều, ngươi bây giờ liền ly khai, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có, ngươi tôn nữ, ngươi mặc kệ sao, nâng lên tương ti tiên, Tương Quỳ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bên kia, hắn tôn nữ đang bị quái vật vây công, tình huống không được tốt lắm, cũng không tính tranh lệch. Nhưng là tiếp tục, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Tương Quỷ ánh mắt lo lắng, nhưng là hắn lại kiên quyết cắn răng nói, ta ngay ở chỗ này. Tiên Lưu Kiểu mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy, bao quát chính hắn cũng có thể hy sinh hết. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lão đầu này thật đúng là ngoan cố. Tùy ngươi vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng lười cùng Tương Quỷ nhiều lời, ngược lại đi cùng Tế Thần đối mặt. Tế Thần thực lực rất mạnh, nhân tính bề ngoài cũng là một đỉnh một đại mỹ nữ. Đáng tiếc nội tại nhưng phải trách vật nghĩ đến là quái vật lữ thiếu khanh không có thưởng thức hứng thú đánh giá tế thần một phen lữ thiếu khanh trước tiên mở miệng hỏi thăm tế thần ngươi là thế nào biết rõ nhóm chúng ta xuất hiện ở đây thế giới này nói lón không lón nói rằng không nhỏ chỉ ít đối với hóa thần mà nói vẫn là một cái dậu ất lón thế giới lữ thiếu khanh hắn rời đi thời điểm là tránh đi trong tổng bộ đông đảo tai mắt tiến lên lộ tuyến cũng là ngẫu nhiên không có khả năng tiết lộ ra ngoài Lữ Thiếu Khanh trước đó suy đoán là tiên lưu kiều nguyên nhân, như là một cái máy khuếch đại bị tế thần cảm giác. Nhưng là trải qua vừa rồi, hắn biết rõ tế thần cũng không thể cảm nhận được tiên lưu kiều khí tức. Cho nên, tế thần là từ một loại khác đường tắt biết rõ hành tung của bọn hắn. Tương quỳ cũng là vảnh tai, vấn đề này, hắn cũng chăm mối vẫn không có cách giải. Tế thần mặt không biểu lộ, ánh mắt băng lãnh, vốn là lười nhác quản lý Lữ Thiếu Khanh, nhưng là cuối cùng nàng chỉ vào tương quỳ. Hắn, ta sát, Lữ thiếu khanh kinh hãi, một bộ chấn kinh một vạn năm dáng vẻ, lão đầu, người lại là người gian. Nghĩ không ra a à, đường đường đại trưởng lão, thí thần tổ chức lão đại, lại là người gian. Tương quỳ cũng kinh ngạc, hắn kêu to, không có khả năng. Nói đùa, hắn muốn làm người nào gian, nếu là người gian, thí thần tổ chức sẽ còn tồn tại. Huyền thổ thế giới còn có thể được bảo hộ hơn ngàn năm không bị phát hiện. Tương quỳ nhìn hàm hàm tế thần, người không nên nói bậy nói bạ tế thần cao lãnh nói hắn khi tức dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm ta đều có thể cảm thụ được người của ta ở bên cạnh hắn hắn khi tức hắn hết thảy ta nhất thanh nhị sở minh bạch tương quỳ hẳn là bị người gian bán đi từ đó để tương quỳ ở trong mắt tế thần như là trong suốt đồng dạng tương quỳ sắc mặt đó bừng sỉ nhục a à. lúc trước hắn không biết rõ tế thần nội tình tương phản tế thần đem hắn hết thảy đều sờ rõ ràng chính như lữ thiếu khanh lời nói nếu như không phải là vì tìm kiếm huyền thổ thế giới, tìm kiếm tiên lưu kiểu, thí thần tổ chức sớm đã bị nhổ sạch tận gốc. Một nháy mắt, tương quỳ cảm giác được vô cùng uể oải, cả người bắt đầu tản mát ra đổi phế khí tức. Chương 1098, tiên lưu kiều tác dụng tương quỳ thâm thụ đả kích, vốn cho là mình cùng đi theo là có thể đưa đến rất tác dụng lớn. Coi như không địch lại, hắn cũng nguyện ý nỗ lực tính mạng đến bảo hộ lữ thiếu khanh chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới chính là, chính mình cùng đi theo ngược lại cho lữ thiếu khanh thêm phiền giúp không giúp được gì không nói còn đem tế thần một mực khóa lại hành tung của bọn hắn bởi vì hắn tồn tại đám người bọn họ hành tung ở trong mắt tế thần giống trong suốt rõ như lòng bàn tay không chỗ có thể trốn tương quỳ đều nghĩ đến cho mình một bàn tay trước đây đã sớm hẳn là nghe lữ thiếu khanh không nên cùng đi theo lẫn vào không chừng lữ thiếu khanh còn có thể vụng trộm ly khai tương quỳ trong lòng hối hận vô cùng nhìn qua tế thần trong lòng của hắn có một loại cảm giác bị thất bại, cái gọi là đấu hơn ngàn năm, chỉ là một chuyện cười. Tế thần thủ đoạn cao minh hơn hắn nhiều, tương quỳ đấu trí mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn bị đả kích đến, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn, lần này tốt, hỗn đản tiểu tử tuyệt đối phải cho cười hắn. Ra ra, người bộ dáng này muốn làm gì? Lữ thiếu khanh thanh âm vang lên, trong đó ôn nhu cùng quan tâm, để tương quỳ nhịn không được khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn qua lữ thiếu khanh. Ngữ khí nghe không có nửa điểm ý trách cứ, cái này tiểu tử, thế nào? Tương Quỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sâu hổ không chịu nổi, thấp giọng nói, ta liên lụy ngươi. Được rồi, đến một bước này, nói những này cũng vô dụng, người ta quan hệ trong đó, còn nói những này liền khách khí. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, 10 phần khí quyền, cái này khiến Tương Quỳ trong lòng cảm động không thôi, cái này tiểu tử, hiện tại xem ra còn không tệ. Cũng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ép buộc người khác coi như có chút lương tâm. Nghĩ tới đây, tương quỷ đấu trí lần nữa khôi phục, hơn nữa còn tăng vọt, hắn truyền âm đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, đến thời điểm ngươi có cơ hội lập tức đào tấu. Ta đến ngăn chặn nàng, Lữ Thiếu Khanh thái độ hiện tại để tương quỷ càng thêm không hối hận, càng thêm kiên định phải dùng tính mạng đến yểm hộ Lữ Thiếu Khanh ly khai. Lữ Thiếu Khanh đưa ra chất vân, người bộ dáng này trạng thái có thể làm sao? Ngươi đánh không lại tế thần, đánh không lại cũng phải đánh, cho dù là nỗ lực tính mạng của ta. Tương quỳ cắn răng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, người dạng này không được a. À. Lữ thiếu khanh ánh mắt nhìn chằm chằm tương quỳ trong tay màu vàng kim đồng tiền, xoa xoa tay nói, không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng dự định phải chết, ngươi đồng tiền có thể hay không đưa ta. Ta kế thừa ngươi di trí, ngày sau ta có thể hướng thế nhân tuyên nói ngươi công lao. Tương quỳ cái này cuối cùng kịp phản ứng, thái độ gì tốt, có lương tâm, đều là giả mục đích thực sự vẫn là trong tay hắn đồng tiền. Hắn cắn răng, đừng ép ta thu thập ngươi. Tiểu khí, lữ thiếu khanh rất ghét bỏ, đều cái này thời điểm, ngươi còn không nguyện ý cho ta a à. Cút, lữ thiếu khanh nhún nhún vai, lắc đầu, thở dài nói, ai, người lớn tuổi, tính tình cũng đi theo lớn sao. Đem tương quỳ tức giận đến tay đều đang run, quá khinh người, ghê tỏm tiểu hỗn đản. Có cơ hội, nhất định phải tìm đại lão cáo trạng nhất định phải đại lão là ta xả giận thừa dịp còn có thời gian lữ thiếu khanh tiếp tục đến hỏi tế thần tế thần người có thể nói cho ta những cái kia bộ tộc vì cái gì tất cả đều muốn từ bỏ không phải toàn bộ triệu tập tới đối phó nhóm chúng ta a à. nhóm chúng ta có tài đức gì đáng giá như thế đại động tác lúc trước hắn thu thập gần trăm vị nguyên anh quái vật nhìn như rất nhiều trên thực tế dựa theo thế giới này bộ tộc để tính bất quá là giọt nước trong biển cả tương quỳ trong nháy mắt phình tai đây cũng là hắn chuyện rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, tế thần nuôi dưỡng thế giới này nhân loại, để nhân loại trở thành quái vật hậu bị lính. Từ ngàn năm nay, vẫn luôn là tế thủy trường lưu, chuyển hóa một bộ phận, lưu lại một bộ phận, như là cắt sau hệ đồng dạng. Mà lần này, lại là đem hệ thái căn bộ đều rút ra, thấy thế nào đều rất khác thường. Tế thần không nói gì, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lại nói, dù sao cái này thời điểm, mọi người không có việc gì làm, người nói một chút lại như thế nào. Tiên Lưu Kiều đã biết rõ hạ lạc, không cần cùng các ngươi ở chỗ này diễn tiếp. Càng nhiều thế giới cần nhóm chúng ta đi chinh phục, tế thần để tương quỳ trong lòng phát lạnh, quyền thổ thế giới bại lộ, để tiên Lưu Kiều hạ lạc bị tế thần biết rõ. Đưa tới hậu quả là mang cho thế giới khác càng nhiều tai nạn. Thật tính được, hắn tương quỳ chính là tội nhân, cái này nồi, hắn nhất định phải lưng. Thế giới khác, lữ thiếu khanh sắc mặt có chút cổ quái, nhịn không được suy đoán một phen cũng so biết rõ thánh địa bên kia gặp phải có phải hay không bên này phái đi qua quái vật đâu. Ai nha, nếu là đánh chết tế thần, có thể hay không cho Mộc Vĩnh bọn hắn giảm bót rất nhiều lượng công việc đâu. Suy đoán một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hắn vấn đề thứ ba, tế thần, người có thể nói cho ta, tiên lưu kiểu tác dụng sao? Nói nhảm nhiều quá, tế thần lạnh lùng mở miệng, tựa như một vị cao lãnh nữ vương, thần sắc khinh miệt, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh cười lên, mặt dạng mày dày quân quyết chặt lấy nói đều nói cũng quan tâm điểm này người nói ra uy phong của các ngươi không chừng còn có thể đem bên cạnh ta lão đầu dọa cho nước tiểu nói không chừng đến thời điểm dọa đến hắn muốn đầu nhập vào các ngươi khi các ngươi chó săn hóa thần chó săn cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải tế thần ánh mắt rơi trên người tương quỳ tương quỳ cái kia giận a à, gầm thét một tiếng đánh chết ta cũng sẽ không đầu hàng chỉ có chiến tử hắn không có đầu hàng hắn cũng không biết rõ có phải hay không bị lữ thiếu khanh thuyết phục tế thần chậm rãi mở miệng thanh âm dễ nghe để cho người ta căn bản rất khó đem nàng cùng đáng sợ quái vật liên hệ tới tiên lưu kiều có thể làm cho các ngươi trong miệng hợp thể đại thừa tôn tại xuống tới tế thần thanh âm rất nhẹ nghe cũng bình tĩnh thậm chí còn để cho người ta cảm thấy ôn nhu nhưng mà nội dung lại làm cho người nghe được trong lòng phát lạnh liền liền lữ thiếu khanh cũng là nhịn không được một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu Da đầu trận trận run lên. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, loại này cấp bậc tồn tại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vô địch, quái vật bên trong xuất hiện hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tồn tại, nương tựa theo bọn chúng quỷ dị, chiếm cứ tất cả thế giới, hủy diệt tất cả nhân loại không phải việc khó gì. Một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được chính mình trong tay nhấn chữ vật nặng rất nhiều. Cái này nồi, hoàn toàn chính xác rất lớn, cũng rất nặng. Tế thần nhìn xem hai người, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh mở miệng, lần nữa, như thế nào? Nguyện ý đầu hàng sao, ta có thể cam đoan người trường sinh bất tử, trở thành thế gian nhất cường đại tồn tại, chương 1099. Cấp cao cục không thích hợp người tế thần bỗng nhiên lên tiếng chiêu hàng, chiêu hàng đối tượng là Lữ Thiếu Khanh, mà không phải tương quỳ cái này hóa thần tồn tại. Để Lữ Thiếu Khanh cùng tương quỳ đều ăn nhiều giật mình. Lữ Thiếu Khanh giật mình qua đi, nhịn không được cười lên. Đối tế thần giơ ngón tay cái lên, có nhãn quang không hổ là tế thần có thể trưởng quản nhiều như vậy tiểu đệ người so bên cạnh ta lão đầu nhưng có nhãn quan nhiều trở thành thế gian nhất cường đại tồn tại so với đại thừa kỳ tồn tại như thế nào đại thừa kỳ tế thần mặc dù biểu lộ không có gì thay đổi nhưng lữ thiếu khanh cùng tương quỳ có thể rõ ràng cảm nhận được tế thần coi nhẹ sâu kiến tương quỳ nhịn không được đại thừa kỳ tồn tại đều nói là sâu kiến ngươi không nhìn chính ngươi là cảnh giới gì hư khoác lác tương quỳ mắt lạnh lẽo tương đối ngươi một cái hóa thần cũng dám xem thường đại thừa kỳ tế thần cười lạnh nhìn xem tương quỳ ánh mắt cũng là tràn ngập coi nhẹ giống như học bá nhìn xem học cặn bá cao cao tại thượng ếch ngồi đáy riêng nhìn một cái để ngươi không cần nói bị người rất khinh bia. a lữ thiếu khanh cũng đối tương quỳ nói tế thần mạnh như vậy khẳng định là một cái đại lão phân thân đúng không tế thần không nói gì bất quá trầm mặc dáng vẻ để lữ thiếu khanh trong lòng độ cao cảnh giác mẹ a à, lữ thiếu khanh trong lòng âm thầm kêu khổ nếu là có thể hắn hiện tại liền đem tiên lưu kiểu lấy ra giao cho tế thần sau đó chạy trốn tương quỳ không để ý tới cùng lữ thiếu khanh tức giận hắn truyền âm khuyên bảo lữ thiếu khanh tiểu tử người đừng tin nàng tương quỳ trong lòng cũng là rất khẩn trương lữ thiếu khanh mặc dù rất ghê tỏm nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lữ thiếu khanh thực lực rất mạnh tiềm lực rất lón tương lai thành tựu khẳng định sẽ cao hơn hắn không thể không nói tế thần ánh mắt không tệ biết rõ lữ thiếu khanh bất phàm hiện tại tương quỳ lo lắng chính là sợ lữ thiếu khanh sẽ thật tiếp nhận tế thần mời chào làm tế thần chó săn lữ thiếu khanh không để ý đến tương quỳ mà là cười hỏi một chút tế thần có thể nói một chút vì cái gì muốn mời chào ta sao tế thần lạnh lùng nhìn lữ thiếu khanh không có trả lời lữ thiếu khanh vấn đề này tranh lệch thời gian không nhiều lắm đầu hàng bằng không thì chết không phải còn có một điểm thời gian sao mà cũng tại cái này thời điểm kế ngôn bên kia truyền đến ba động kế ngôn đột phá đến thời khắc cuối cùng tương quỳ chừng to mắt như là nhìn thấy quỷ đồng dạng khó có thể tin liền liền tế thần cũng là ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc quá nhanh không đến nửa canh giờ đã đột phá tốc độ như vậy hiệu suất như vậy không thể không khiến người chấn kinh tương quỳ sau khi khiếp sọ thậm chí nhịn không được suy đoán sẽ không phải đột phá thất bại đi không phải do Tương Quỳ dạng này hoài nghỉ, thật sự là quá nhanh. Hắn sống hơn ngàn năm, sự tình gì chưa thấy qua. Nhưng chính là chưa thấy qua có người nhanh như vậy đột phá. Trong tổ chức có rất nhiều thiên tài đều là hắn tận mắt nhìn xem trưởng thành, nhưng không có bất kỳ một cái nào. Thiên tài có thể làm đến như kế ngôn dạng này, nhưng mà kế ngôn kia bổng bột khí tức, như mặt trời mới mọc quang mang nở rộ, phong mang kiếm ý lưu chuyển, kinh khủng khí tức ba động quét sạch. Để Tương Quỳ biết rõ, kế ngôn không phải đột phá thất bại mà là thành công đối mặt dạng này kế ngôn tương quỳ chỉ có thể ở trong lòng thán phục một tiếng yêu nhiệt a à, tương quỳ càng phát ra ở trong lòng khẳng định chỉ có tuyệt đỉnh đại năng mới có thể dạy bảo ra kế ngôn dạng này yêu nhiệt đồ đệ cũng chỉ có đại lão mới xứng có được kế ngôn dạng này đồ đệ nghĩ tới đây tương quỳ nhịn không được nhìn lữ thiếu khanh đương nhiên cũng chỉ có đại lão cũng có thể hàng được loại này tiểu hỗn đản kế ngôn trên người khí thức khôi phục lại bình tĩnh sau đó trở về lữ thiếu khanh bên người khuôn mặt tỉnh táo khí vũ hiên ngang áo trắng bồng bềnh mặc dù quần áo rách dưới nhưng không che giấu được kế ngôn thần thái tương quỳ cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng không thôi tốt một vị tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên lữ thiếu khanh không có sắc mặt tốt cho kế ngôn tức giận khó chịu ai cho ngươi quen tật xấu muộn một chút đột phá ngươi có thể chết sao hiện tại cái gì tình cảnh trong lòng ngươi không có điểm so số kế ngôn mới vừa rồi cùng kế thần đại chiên một phen bị thương hiện tại trải qua đột phá thương thế bên trong có thể khôi phục một chút nhưng bây giờ hắn vẫn là một cái thương binh sắc mặt tái nhọt hắn nhếch miệng mỉm cười tựa như một vị ốm yếu công tử bây giờ không phải là rất tốt sao tốt cái rắm lữ thiếu khanh cái kia khí a hận không thể dắt kế ngôn lỗ tai để hắn nhìn xem hiện tại là cái gì tình cảnh ta dễ dàng sao lữ thiếu khanh đối kế ngôn gầm thét nếu là đổi người khác người đã sớm chết một trăm lần kế ngôn vẫn là cười đối với tâm lữ thiếu khanh phàn nàn hắn sớm có chỗ chuẩn bị cho nên là tai phải tiến tai trái ra để sư đệ quan tâm để hắn giống vài câu cũng là nên kế ngôn ánh mắt rơi trên người tế thần trên ý lại một lần nữa tăng vọt tế thần cũng là một mực nhìn qua kế ngôn bỗng nhiên mở miệng đối kế ngôn cùng lữ thiếu khanh nói hai người các ngươi đầu hàng tha các ngươi bất tử tương lai các ngươi sẽ đạt tới một cái các ngươi mãi mãi cũng không cách nào nghĩ tưởng tượng được tình trạng đối với tế thần lên tiếng mời chào kế ngôn tương quỳ không có bất kỳ ngoài ý muốn kế ngôn biểu hiện quá mức xuất sắc cho dù ai nhìn đều sẽ lên lòng yêu tài cho dù là quái vật tế thần là một cái có lý trí quái vật có được nhân loại tư duy muốn mời chào kế ngôn cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra tương quỳ tâm lại một lần nữa nắm chặt vạn nhất kế ngôn đáp ứng mang theo lữ thiếu khanh đi đầu hàng hắn cái này đại trưởng lão liền một cây chẳng chống vững nhà đến thời điểm hết thảy đều xong kế ngôn lắc đầu cầm trong tay vô khâu kiếm chỉ phía xa tế thần lại đến một trận chiến đi cút sang một bên lữ thiếu khanh đem kế ngôn lay đến sau lưng ngươi thức ăn này so cấp cao cục không thích hợp ngươi ta tới nơi này không có ngươi sự tình ngươi mang theo lão đầu rời đi nơi này tế thần cười lạnh muốn đi hỏi qua ta sao thanh âm như là hàn phong hô qua băng lãnh thấu xương sát ý lan tràn, làm cho người kinh dị. Người có thể đối phó. Kế ngôn hỏi một câu, hắn biết mình sư đệ rất lợi hại, nhưng là hiện tại đối thủ không đơn giản, liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng chưa chắc có thể chơi được. Người lăn chính là, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta thời gian rất quý giá. Kế ngôn nghe vậy, xoay người rời đi, tương quỳ chóng đầu, đến cùng ai là sư huynh, ai là sư đệ. Làm sao ngươi người sư huynh này nói đi là đi, tiểu tử, Ngươi không muốn làm ẩu." Kế Ngôn thanh âm truyền đến, tin hắn. Thanh âm kiên định, để Tương Quỳ cảm thụ được bên trong ẩn chứa tại loại này tuyệt đối tín nhiệm. "Ai cũng đừng nghĩ đi." Tế thần lạnh lùng mở miệng, sương mù màu đen lại lần nữa tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, đối Tế thần nói, "Đến, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi để bọn hắn ly khai." Chương 1100. "Đại lão, ngươi có múa? N hay không tới nhìn ngươi một chút các đồ để muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh trong tay một khối nắm đấm, mặt ngoài tản ra có chút ngũ thải quang mang tảng đá. Như là thải hồng bị phong ấn ở bên trong, trông rất đẹp mắt. Tế thần biểu lộ biến đổi, nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nàng trong nháy mắt cảnh giác lên, sương mù màu đen quanh quẩn, như con chó săn ngăn tại trước mặt nàng. Lữ Thiếu Khanh đối tế thần nói, yên tâm, không có ý định cùng ngươi động thủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã đang mắng mẹ, cái này tế thần cùng trước đó địch nhân có chút không đồng dạng quá giảo hoạt lữ thiếu khanh mặt ngoài ra vẻ nhẹ nhõm nói với nàng tiên lưu kiều liền bị ta phong ấn ở bên trong ta không bỏ ra nổi tới tế thần theo bản năng đưa tay phải ra nhưng là sau một khắc nàng sát ý tăng vọt mấy phần nộ khí đi lên nàng hung hăng nhìn xem lữ thiếu khanh thu hồi tay phải đưa tay trái ra lấy ra trước hết để cho bọn hắn chạy xa một điểm lại nói dù sao ngươi cũng có thể ngửi được tế thần nhìn xem đã rời đi nơi này kế ngôn cùng tương quỳ hư lạnh một tiếng, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Là vô dụng, nhưng dù sao cũng phải muốn nếm thử một cái đi. Lữ Thiếu Khanh đồng ý tế thần, không phải ngươi liền bỏ qua nhóm chúng ta như thế nào. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ muốn hủy diệt, tất cả đê tiện nhân loại đều hắn là bị tiêu diệt. Tế thần cái này thời điểm còn không quên tiếp tục mời chào Lữ Thiếu Khanh, ngươi cùng sư huynh của ngươi thiên phú còn có thể, đầu hàng tại ta, tha các ngươi bất tử. Còn có thể để các ngươi trở thành không thể tưởng tượng tồn tại." Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc, những quái vật này quả nhiên không thể nói lý. "Mã Đức, hy vọng còn có thân cao đại lão tới thu thập những quái vật này đi." Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài trong lòng một tiếng về sau, cười đối tế thần nói, "Có thể hay không cho ta mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm thời gian suy nghĩ một chút. Việc quan hệ nhân sinh đại sự, dù sao cũng phải cho ta một điểm thời gian cân nhắc a." À tế thần sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, lộ ra hung ác sát ý, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không đầu hàng hàng. Cũng lười nhiều lời, đưa tay đối Lữ Thiếu Khanh vẫy vẫy, thời gian người đã chỉ hoán, đem đồ vật cho ta. Cầm đồ vật, người đến cam đoan sẽ không đối ta xuất thủ, để cho ta ly khai. Lữ Thiếu Khanh cầm ngũ thải tốn ma thạch, ý đồ tiếp tục cò kè mặc cả. Hắn không biết rõ ngũ thải tốn ma thạch bạo tạc uy lực bao nhiêu lớn, lại hoặc là có thể hay không đối tế thần tạo thành bao lớn tổn thương vẫn có thể chạy bao xa liền chạy bao xa. Tế thần sát khí tăng vọt, sương mù màu đen cũng đi theo tăng vọt một vòng, tràn ngập chu vi, như là ác huyền, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Tốt ra, à, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không sai biệt lắm, ta cho ngươi, bất quá, ngươi có linh lực sao? Ta cảm thấy là cần linh lực mới có thể mở ra, ta sợ ngươi mở không ra. Tế thần lạnh lùng nói, lấy ra, không cần ngươi quan tâm. Lữ Thiếu Khanh đem nó xa xa ném ra ngoài, sau đó thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía phương xa bỏ chạy. Tế thần lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi xa thân ảnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cỗ xương mù màu đen như là xúc tu đem ngũ thải tốn ma thạch mang về. Tế thần vạn phần cảnh giác, cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm phiêu phù ở trước mắt tốn ma thạch. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh, nhưng là chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, nàng cảm giác không chịu được tiên lưu kiểu tồn tại, dưới mắt khối này ngũ thải tảng đá lộ ra rất đặc biệt lại làm cho nàng có mấy phần tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật, tiên lưu kiểu bị vây ở bên trong. Thế giới chỉ lớn, liền xem như tiên đế cũng không dám nói mình biết được vạn vật. Đặc thù tảng đá, có thể phong bế tiên lưu kiểu cũng không phải không có khả năng. Cho nên, nàng mới đáp ứng Lữ Thiếu Khanh, thuận lợi đạt được khối này tảng đá. Tiên lưu kiểu trong tảng đá là không còn gì tốt hơn, không tại cũng không, quan hệ, nàng không quan tâm, dù sao Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trốn không. Thoát, Đối nàng mà nói, ngàn năm thời gian đã qua, lại tốn hao nhiều một chút thời gian cũng không sao. Tốn ma thạch mặt ngoài hơi sáng lên quang mang, ngũ thải quang mang tại mặt ngoài lấp lóe, quang mang lưu chuyển, như là phủ thêm một tầng ngũ thải lớp màng bên ngoài, nhìn xem rất mỹ lệ. Nếu như tại thế gian, tuyệt đối là phàm nhân vì đó cạnh tướng truy đuổi, ra tay đánh nhau tuyệt thế bảo thạch. Tế thần ánh mắt đánh giá tốn ma thạch, sắc bén ánh mắt hận không thể đem tôn ma thạch nhìn thấu nhưng mà vô luận tế thần ánh mắt lại sắc bén, cũng nhìn không thấu tốn ma thạch. Hơi trầm ngâm, sương mù màu đen cuốn lên, đem ngũ thải tốn ma thạch bao khỏa. Nhưng mà rất nhanh, tế thần trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Sương mù màu đen chẳng những không cách nào dò xét, thậm chí liền ăn mòn cũng làm không được. Tại tế thần cảm giác bên trong, sương mù màu đen một khi xâm lấn tốn ma thạch liền giống như là muối gặp nước, tiêu tán không thấy. Bên trong có lư thiếu khanh linh lực, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đối với sương mù màu đen khắc chế, tế thần ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Những người khác có thể tạm thời buông tha, nhưng Lữ Thiếu Khanh, tế thần trong lòng đã mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Có thể hủy đi màu đen truyền tống trận, hủy tay của nàng, còn có thể khắc chế hắc vụ, trọng yếu nhất chính là không chịu đầu hàng. Dạng này người, không giết, khó mà cho hả giận. Tế thần đem trong lòng sát ý đè xuống lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt tốn ma thạch trên thân ngũ thải tốn ma thạch thần bí lại liên tưởng đến lữ thiếu khanh đã thể tế thần vẫy tay đem tốn ma thạch giữ tại trong tay mang ta đạt được tiên lưu kiều chính là người táng thân ngày tế thần lạnh lùng nói sau đó nam thủ trưởng hơi sáng lên thể nội tuôn ra một cỗ linh lực không do dự rót vào tốn ma thạch bên trong tương quỳ bị kế ngôn mang theo ly khai tương quỳ mười phần không hiểu vì cái gì để hắn lưu lại chẳng lẽ hắn còn có thể là tế thần đối thủ nếu như là người khác hắn cũng không thèm quan tâm một cái cũng chỉ là kế ngôn mới có thể để hắn nguyện ý đi theo ly khai kế ngôn cũng không quay đầu lại phi hành về phía trước hắn đương nhiên không phải là đối thủ của tế thần nhưng hắn có biện pháp tương quỳ đột nhiên giật mình cái gì biện pháp không biết rõ tương quỳ kém chút đem đầu lưới của mình cho cắn thân thể một cái lảo đảo kém chút từ trên trời rơi xuống ngươi không biết rõ ngươi còn yên tâm để hắn lưu lại không nên nhất lưu lại người chính là hắn kế ngôn lần nữa nói ta tin hắn tương quỳ phiền muộn kế ngôn thấp lữ thiếu khanh tuyệt đối tín nhiệm để hắn mười phần im lặng hắn dừng lại không được ta nhất định phải trở về vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi nhóm chúng ta đều là nhân loại tội nhân keng kế ngôn trường kiếm chỉ vào hắn không cho phép trở về vẻ mặt nghiêm túc để tương quỳ biết rõ kế ngôn không phải cùng hắn nói đùa hắn dám trở về, kế ngôn liền dám đối với hắn xuất thủ. Tương quỳ trong lòng hô to, đại lão, người có muốn hay không tới nhìn ngươi một chút các đồ đệ muốn làm gì. Ngay tại hai người rằng co thời khắc, lữ thiếu khanh từ đằng xa bay tói, các người còn ở nơi này làm gì. Chạy a, à, nhanh nổ tung, tựa hồ ứng hắn, nơi xa, một cỗ ba động khủng bố bộc phát, Tám hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới. Rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 1101, ngươi sẽ không phải đem ta đồng tiền dùng A à nơi xa bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng, phảng phất là mặt trời nổ, quang mang chiếm cứ toàn bộ thế giới, tương quỷ trong mắt biến thành một mảnh màu trắng, không nhìn thấy cái khác. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn truyền tới, đinh tai nhức óc. Âm ầm, tiếng vang to lớn kém chút đem tương quỷ lỗ tai chấn điếc, lỗ tai ông ông tác hưởng. Chạy a, à, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đem tương quỷ linh hồn cho kéo trở về, xoay người chạy, mà các loại quang mang tán đi thời điểm, tương quỷ phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đã chạy đến chỉ còn lại một cái điểm sáng nhỏ. Thật sự là ghê tởm ra hỏa, tương quỷ trong lòng thầm mắng một câu, thân ảnh liên tục lấp lóe, thuấn tránh ngàn dặm, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Sau lưng ba động để đầu hắn ra tóc nha, dám ở lại, cảm thấy phải bị thua thiệt tương quỳ một bên chạy, một bên quay đầu, nơi xa bay lên không dâng lên to lón mây hình nấm, tựa như giữ tọn gào thét ác long phóng lên tận trời, hướng thế nhân lộ ra được nó uy lực khủng bố. Phương viên ngàn dặm, vạn dặm đều tại bạo tạc bao phủ phía dưới, uy lực cường đại xé rách bình tĩnh không gian, lộ ra vô tận hư không. Hư không bên trong tựa hồ nổi lên hô hô phong thanh, không gian loạn lưu tứ ngược, xé rách gặp được hết thảy, liên hồi uy lực nổ tung. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích từ đằng xa không ngừng hướng về chư vi xung kích mở rộng, bạo tạc đang không ngừng mở rộng, không ngừng thôn vệ lấy trong thiên địa tất cả. Cho dù là cách thật xa, Tương Quỳ cũng có thể cảm thụ được trong đó uy lực. Đang trùng kích sóng xung kích phía dưới, chung quanh như một đôi đại thủ tại dùng lực đè ép, bình tĩnh không gian vỡ vụn, gợn sóng chập trùng, không ngừng lăn lộn, liên miên không ngừng. Đại địa phía trên, mặt đất không ngừng sụp đổ, không ngừng biên mất. Tương Quỳ tê cả ra đầu, lần nữa ra tốc, hắn là hận không thể cho mình chen vào hai cánh, càng nhanh chạy khỏi nơi này. Nhưng mà tương quỳ tốc độ rất nhanh, nhưng là bảo tạc sóng xung kích càng nhanh. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở về sau, tương quỳ liền bị đuổi kịp. Phốc, cường đại sóng xung kích, uy lực khủng bố đột nhiên đột kích, vốn là có tổn thương tương quỳ đang ra sức ngăn cản phía dưới vẫn là thổ huyết, lại một lần nữa thụ thương. Tương quỳ chống lên một cái linh khí hộ thuẫn đem chính mình một mực bảo vệ. Phanh, phanh, sóng xung kích không ngừng xung kích, tương quỳ linh khí hộ thuẫn sáng tối bất định, không ngừng phát ra tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Tương quỳ âm thầm kêu khổ, trong cơ thể hắn linh lực không ngừng biến mất, to lớn cường độ xung kích, để trong cơ thể hắn huyết khí như sôi nước lăn lộn, khó chịu muốn mạng. Tương quỳ lần này mới minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn để hắn trước ly khai. Bây giờ cách đến có gần vạn dặm khoảng cách, bạo tạc truyền đến nơi này uy lực vẫn là như thế lớn, nếu là hắn đợi tại phụ cận, sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Mà bây giờ, hắn cũng không chịu nổi, thủ thương hắn ngăn cản được 10 phần vất vả. Bất quá bạo tạc sóng xung kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đến 10 cái hô hấp, tương quỳ cảm giác được uy lực bắt đầu yếu bớt, áp lực của hắn giảm bót, nhịn không được nhẹ nhàng thỏ ra. Lại qua một một lát, bạo tạc cuối cùng đình chỉ, hắn mới đình chỉ linh lực vận chuyển, triệt hồi hộ thuẫn. Này lại trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao đến 7-8 phần, may hắn là hóa thần, nếu là Nguyên Anh tại hắn cái này vị trí bên trên, cũng là lành ít dữ nhiều. Tương quỳ nhìn về phía bạo tạc phương hướng, nơi xa, đằng không mà lên trong xương khói, trộn lẫn lấy xương mù màu đen, nhìn như là ngưng kết, vẫn như cú tản mát ra quỷ dị khí tức. Tại thế thần vị trí đã là một mảnh màu đen, kia là hư không. Nghĩ ánh liệt bạo tạc đem để kia một vùng không gian sụp đổ, xa xa nhìn lại, tựa như một kiện hoàn hảo quần áo, bị người bạo lực xé mở một cái lỗ hổng lớn sụp đổ phạm vi rất đại, chu vây vết nước quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện, giống độc rắn đồng dạng xoay quanh tại biên giói bên trên. Lại hướng bên ngoài, mặt đất không biết gió bị đào đi bao nhiêu tầng, có chút địa phương lộ ra dung nham, cũng có mạch nước ngầm nước lao nhanh mãnh liệt. Đây là một cái hố sâu to lớn, hố sâu chi lớn, cho dù là tương quỷ cũng không nhìn thấy hố sâu phạm vi. Như thế đủ loại, đều có thể tưởng tượng ra được vừa rồi bạo tạc đến cùng khủng bố đến mức nào. Khủng bố như thế bạo tạc, hỗn hỗn đàn tiểu tử là thế nào làm xung động qua đi tương quỳ nhịn không được thấp giọng tự nói vừa nói như thế tương quỳ lập tức cảm giác được thể nội truyền đến đau đớn cùng mỏi mệt hô hô tương quỳ sắc mặt tái nhợt tiếng thở dốc của mình để trong lòng của hắn âm thầm tức giận đối với mình bất mãn hết sức đi theo ra hắn cái này hóa thần cao thủ cho tới bây giờ đều không có phát huy ra nửa điểm tác dụng giống một cái vướng víu thân là hóa thần cảnh giới tồn tại được vinh dự là gần với tế thần cao thủ. Tương quỳ có tự ái của mình kiêu ngạo, nhưng mà đi theo Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, hắn bị đả kích đến. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn biểu hiện tốt hơn hắn nhiều lắm, hắn một điểm bận bịu đều giúp không lên. Cái gì lấy mệnh tương bác, dùng mệnh đến yểm hộ Lữ Thiếu Khanh, nói ra tựa như chuyện tiêu lâm. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần hắn làm như vậy, cái kia tiểu hỗn đản, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, tương quỳ trong lòng lại nhịn không được thăm hỏi một câu. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn liền đến khí, tức giận đến nghiên răng. Quá giảo hoạt, quá hèn hạ, có như thế lón thủ đoạn lợi hại, vì cái gì không thành thật nói, để hắn lão lo lắng. Có lời gì liền không thể hảo hảo nói sao, đại lão đối với tên đồ đệ này dạy bảo vẫn có chút khiếm khuyết. Nào giống ta tôn nữ, có lời gì đều là nói với ta, chưa từng giấu diểm. Ngô, lần sau gặp được đại lão thời điểm, nho nhỏ hướng hắn đề nghị một cái hy vọng đại lão có thể hảo hảo giáo huấn một lần hỗn đàn tiểu tử. Người còn đứng ngây đó làm gì, nhưng vào lúc này, lữ thiếu khanh thanh âm sau lưng tương quỷ vang lên, còn không chạy. Tương quỷ kịp phản ứng, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tế thần vị trí, vội vàng ly khai. Cùng lữ thiếu khanh bọn hắn tụ hợp về sau, lữ thiếu khanh hết sức kinh ngạc, người còn chưa có chết sao. Không nghĩ tới a, à, người nhìn một chút sự tình đều không có. Người làm sao làm được, ngươi sẽ không phải đem ta đồng tiền cho dùng a à. ngươi đồng tiền tương quỳ cái kia giận a à. đây là ta ta bản mệnh pháp khí hỗn đàn tiểu tử ngươi liền không thể trung thực nói cho ngươi muốn làm gì sao tương quỳ lật ra chính mình đồng tiền hận không thể đập vào lữ thiếu khanh trên mặt đem tâm kia ghê tỏ mặt sợ đến nhão nhẹt. lữ thiếu khanh nhìn chằm chằm nơi xa nói cho ngươi ngươi sẽ tin sao tương quỳ nghẹn lời hoàn toàn chính xác nói cho hắn biết hắn sẽ không tin ngược lại cho rằng lữ thiếu khanh đầu óc cháy hỏng chính mình thế mà còn không có hắn cân nhắc chu đáo lúng túng tương quỳ không thể không nói sang chuyện khác tại dạng này bạo tạc phía dưới tế thần hẳn là không đi chương một nghìn một trăm linh hai ngươi ăn tiệc đứng khủng bố như thế bạo tạc tương quỳ tự nhận chính mình là ngăn cản không nổi dù là trong tay có thất phẩm pháp khí cũng ngăn cản không nổi tế thần mạnh hơn cũng bất quá là hóa thần cảnh giới bị dạng này bạo tạc chính xác hẳn là hài cốt không còn Nghĩ tới đây, tương quỳ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được bầu trời tựa hồ cũng trở nên sáng lên. Đặt ở trên đỉnh đầu tảng đá lớn bị nện rơi mất, thế giới này hết thảy nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, tương quỳ sau khi nói xong, lại nhìn thấy lữ thiếu khanh cùng kế ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn lột bộp một cái, không thể nào, tế thần còn chưa có chết. Các ngươi, lữ thiếu khanh hỏi kế ngôn, ngươi cảm thấy, kế ngôn trầm giọng toàn thân chiến ý tràn ngập, cảm thấy hai người tu luyện kinh thần quyết cảm giác nhạy cảm hai người đều có thể cảm thụ được nơi xa kia như ẩn như hiện nguy hiểm như là một đầu dã thú tiềm phục tại lâm chỗ sâu lúc nào cũng có thể sẽ đập ra tới cho nên vẫn là chạy đi lữ thiếu khanh vội vàng đem phi thuyền triệu hoán đi ra lên thuyền lên thuyền tế thần còn chưa có chết tương quỳ kinh ngạc không thể tin được nó còn có thể sống sót tương quỳ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ tế thần như thế nào đi nữa cũng là hóa thần cảnh giới liền xem như quái vật nhưng cũng trung quy là quái vật mà thôi cũng không phải loại kia không sinh bất tử tồn tại khủng bố như thế bạo tạc có thể lưu lại một ti ít một nửa đều tính tế thần thực lực hơn người làm sao có thể còn chưa chết đâu ta sát lữ thiếu khanh cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ cùng tương quỳ biểu lộ không sai biệt lắm hắn đánh giá tương quỳ một phen về sau hỏi kế ngôn vừa rồi hai người các ngươi gặp sự tình gì kế ngôn lắc đầu không có, không có, Lữ Thiếu Khanh thanh âm đề cao mấy chuyến, làm sao có thể không có. Lão nhân này bây giờ nhìn lại nơi nào có nửa điểm đại trưởng lão dáng vẻ. Nơi nào có nửa điểm hóa thần nên có dáng vẻ. Hắn bị đoạt xá đi, nhất định là bị đoạt xá, không phải sẽ không nói dạng này lời nói ngu xuẩn. Sau đó lộ ra bi thương biểu lộ, kêu rên hai tiếng, ra ra, người chết thật thê thảm a à, người đồng tiền ta sẽ giúp người hảo hảo đảm bảo, kế thừa ngươi di trí hỗn đản người nói cái gì tương quỳ cắn răng đại lão giáo dục quả nhiên có vấn đề hỗn đản này tiểu tử khuyết điểm lễ phép lữ thiếu khanh ha ha cười lạnh hỏi lại Người thơ cho rằng tế thần cứ như vậy không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ sư muội ta cũng sẽ không có ngươi lại có loại ý nghĩ này người dám nói ngươi là hóa thần kỳ cao thủ người dám nói ngươi là có mấy chục vạn trên trăm vạn tiểu đệ đại trưởng lão nhưng mà lữ thiếu khanh bên này vừa khởi động phi thuyền không bao lâu tại bọn hắn phía trước sương mù màu đen mãnh liệt mà ra, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trong nháy mắt, thiên địa lập tức bị khói đen che phủ, một đạo thần niệm từ trong hắc vụ truyền ra. Đáng chết nhân loại, đê tiến nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem trấn áp ngươi vạn vạn năm, ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tế thần thần niệm bên trong tràn đầy vô tận oán hận, hận ý ngập trời, thiên địa vì đó mà biến sắc. Tương quỳ ngây dại, cái này đều nổ bất tử tế thần sao trong lòng lại một lần nữa bị đả kích đến. Buồn cười trước đó còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được tế thần, che chở được tổ chức của mình. Hiện tại mới biết rõ hắn cùng tế thần ở giữa tranh lệch lón đến bao nhiêu. Tương quỳ tự nhận chính mình tại loại này bạo tạc phía dưới tuyệt vô sinh tồn khả năng, loại kiêu uy lực nổ tung so với một vị hóa thần tự bạo uy lực còn muốn lớn. Lữ thiếu khanh phát giác được tương quỳ sắc mặt không thích hợp, nhịn không được ngạc nhiên, lão đầu, người đối tế thần làm cái gì đối người oán khí to lớn như thế tương quỳ vừa nghe đến lữ thiếu khanh trong lòng liền đến khí nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh tế thần lời này đối với người nào nói chính ngươi không rõ ràng sao lữ thiếu khanh chăm chú gật đầu nói với ngươi lời nói khẳng định là ngươi làm cái gì sẽ không phải lữ thiếu khanh hãy nhiên người đối tế thần ăn tiệc đứng a à? không nên a à, người thân phận gì địa vị gì muốn cái gì cô nàng tùy tiện một câu là được rồi ăn bữa thức ăn nhanh cũng tốt a à? ăn tiệc đứng liền không có ý nghĩa. Hơn nữa còn là đối tế thần, như người loại này đam mê, ốc nhật. Cái gì là tiệc đứng? Tương quỳ không minh bạch, lữ thiếu khanh làm một động tác. Tương quỳ lập tức sát tâm nổi lên, cầm đồng tiền tay nâng cao cao, đại lão, ta tới giúp người thanh lý môn hộ được hay không? Tốt, đừng làm rộn, lữ thiếu khanh tuyệt không sợ, ngược lại ông cụ non, hiện tại mọi người hẳn là nghĩ biện pháp giết chết tế thần đi. Ta trước giết chết ngươi, tương quỳ cắn răng, vẫn hận không thôi, trách không được gần nhất cảm thấy mình răng đau, nguyên lai like đều là bởi vì bị người cái này tiểu hỗn đàn tức giận tới mức cắn răng. Xuất ra người muốn đánh chết khí thế của ta đi đánh thế thần đi. Lữ Thiếu Khanh yếu ót nói một câu, tương quỳ ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng. Cái này hỗn đàn tiểu tử là cố ý sao? Cố ý pha trò, để cho mình đấu trí lần nữa khôi phục. Tương quỳ ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, trong lòng càng thêm hổ thẹn, chính mình sống lâu như vậy thế mà còn không bằng một cọng lông đầu tiểu tử. Người đừng như vậy nhìn ta a, à, ta sợ hãi. Lữ thiếu khanh cảnh giác lui lại một bước, về sau người ăn tiệc đứng đừng nghĩ lên ta là được rồi. Không được, nhịn không được, tương quỳ đồng tê, yên lần nữa khởi sướng ánh sáng. Mà cái này thời điểm, nơi xa tế thần cũng từ hắc vụ bên trong xuất hiện, một cỗ hung hãn khí tức như là gió lốc đồng dạng quét sạch toàn bộ thiên địa. Tế thần đã lộ ra nàng bản thể, một cái cự hình nhện. Béo tròn phần bụng, thân thể cao lớn, cơ hồ đem bầu trời chiếm cứ đồng dạng. Tròn trịa trong mắt tản mát ra làm cho người sợ hãi ánh mắt, cái kìm miệng rộng phong mang tất lộ, miệng vừa hạ xuống, một tòa đại sơn cũng kìm đến vỡ nát. Tám đầu uốn lượn chân dài, mỗi một cây đều cao tới tiến về phía trước, như là kình thiên chi trụ. To lớn nhện, xuất hiện tại trên bầu trời, lộ ra uy phong lẫm liệt, làm cho người sợ hãi. Nó mặt ngoài là một tầng màu đen khôi giáp, tản mát ra yếu ớt hàn quang, lộ ra không thể phá vỡ. Bất quá lữ thiếu khanh ba người đều có thể nhìn thấy nhện vết thương trên người, lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, dài ngắn không đồng nhất, như là vết dạn đồng dạng hiện đầy nhện mặt ngoài. Xem ra lữ thiếu khanh ngũ thải tốn mà thạch đối tế thần tổn thương vẫn là rất lớn. Mà tại nhện mới xuất hiện thời điểm, lữ thiếu khanh hét lớn một tiếng, xuất thủ. Hắn đối nhện một kiếm bổ ra, chương 1103, ta là tiên đế đệ đệ tế thần nhện thân thể to lớn vô cùng, lữ thiếu khanh ba người tại trước mặt nó như là con kiến lớn nhỏ nhưng là lữ thiếu khanh bọn hắn ba người bộc phát ra thực lực nhưng mạnh hơn con kiến nhiều lắm lữ thiếu khanh trước hết nhất xuất thủ biết rõ tế thần uy lực lữ thiếu khanh không có nương tay thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba bầu trời phảng phất trong nháy mắt bốc cháy lên vô số hỏa diếm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đồng dạng không ngừng nhào về phía nhện kế ngôn theo sát phía sau trăm ngàn trượng kiếm quang đơn giản trực tiếp giống đao đồng dạng trực tiếp đánh xuống hai sư huynh đệ cùng một chỗ liên thủ hai cỗ khác biệt kiếm ý tràn ngập giao hội hóa thành cường hãn nhất kiếm ý phong bạo mang theo vỡ vụn hết thảy khí thức đem nhện bao phủ ở phía sau tương quỳ thấy cảnh này nhịn không được sợ hãi than cái này một đôi sư huynh đệ tuyệt đối là thế gian mạnh nhất sư huynh đệ hai người đều là nhất đẳng thiên tài hai người kia vô luận cái nào đều là mỗi một cái môn phái mỗi một cái gia tộc theo đuổi thiên tài có được một cái vô luận là môn phái hay là gia tộc có thể bảo vệ tương lai mấy ngàn năm cường thịnh mà dạng này thiên tài cái kia đại lão thế mà có được hai cái thật sự là quá lợi hại có thể thu được hai cái dạng này đồ đệ đại lão mộ tổ hắn là lửa cháy đốt không có a à. tương quỳ sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục hắn cũng không có nhàn rỗi hắn hiện tại thụ thương linh lực trong cơ thể cũng không đủ hắn nuốt một thanh đan dược bổ sung thể nội linh lực, đem nó hội tụ tại trong tay đồng tiền. Màu vàng kim đồng tiền tản mát ra hào quang chói sáng, kim quang lóng lánh, chói lóa mắt. Một cỗ huyền diệu khí tức từ hắn trên thân phát ra, mặt ngoài lưu lưu chuyển quang mang bên trong, cho người ta một loại thời gian lưu chuyển cảm giác. Tương quỳ đem đồng tiền hung hăng đánh đi ra, đem đồng tiền đánh đi ra tương quỳ, khí tức lại một lần nữa suy yêu xuống dưới, đây coi như là trước mắt hắn có thể phát huy ra cường hãn nhất một kích. Đi à, cho ta kiếm về một điểm mặt mũi tương quỳ trong lòng gầm thét trên đường đi biểu hiện của hắn thật sự là quá kém thậm chí có thể nói là khó coi cho tới bây giờ mới thôi hắn chẳng những không có giúp một tay ngược lại là một cái vướng víu nhưng mà thân là hóa thần cảnh giới cao thủ sống hơn ngàn năm so với lữ thiếu khanh cao không biết rõ bao nhiêu bối phận biểu hiện của hắn còn không bằng lữ thiếu khanh cùng kế ngôn kia tấm mặt mo đã ném đến vô tận hư không đi hắn vô cùng cần thiết làm chút gì đến sắn chính quay về mặt mũi. Lữ thiếu khanh cùng kế ngôn mục tiêu công kích người rõ ràng xác thực, chính là hướng về phía nhện đầu mà đi. Đối mặt với hai đạo khí thế hung hung kiếm quang, cho dù là tế thần, không thể không đem chính mình hai cây chân nhện giao nhau ngăn. Tại trước mặt mình, mặc dù thân thể to lón, nhưng tốc độ rất linh hoạt. Tại kiếm quang đi vào trước đó, hai cây chân nhện đã đem tế thần đầu bảo hộ ở phía sau. Xoạt xoạt, hai cỗ mãnh liệt kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý rơi xuống dù là người khoác cứng rắn sát ngoài chân nhện cũng bị chặt đứt một cây mặt khác một cây cũng lưu lại thật sâu vết thương dòng máu màu đen điên cuồng bắn ra trên mặt đất như là hạ một trận màu đen lớn mưa to giống tế thần bị đau phẫn nộ gào thét ngay tại cái này thời điểm tương quỳ màu vàng kim đồng tiền mang theo kim quang giết tới phốc màu vàng kim đồng tiền trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim lưu quang sau đó như là chuyển động phi luân đồng dạng thuận vết thương cắt chém đi vào đem tế thần mặt khác một cây chân nhện cũng ngăn cách vừa ra còn không có nhìn rõ ràng tình thế liền bị ngăn cách hai cây chân nhện tế thần trong lòng phẫn nộ nhảy lên tới cực điểm nàng thân phận gì địa vị gì bị đê tiện nhân loại âm truyền ra ngoài nàng còn dùng hỗn sao giống phẫn nộ nàng gầm lên giận dữ phát ra như dã thú tiếng gầm gừ quanh thân xương mù màu đen tràn ngập chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian, bị chém đứt hai cây đùi trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ như thế, tế thần còn tại cùng một thời gian phát động phản kích. Cái khác sáu cái chân nhện như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra. Linh hoạt xảo động, nhanh như thiểm điện, lữ thiếu khanh cùng kế môn trong chốc lát liền cảm giác được vài tòa đại sơn đối bọn hắn rơi xuống, muốn đem bọn hắn nện thành thịt nát. Mỗi một cây chân nhện đều có được vạn cân cường độ, mỗi một lần rơi xuống đều có thể ở trên mặt đất ném ra một đạo khe nước to lớn, vài dặm phạm vi toàn bộ sụp đổ, gây nên to lón địa chân. Hai người không thể không vội vàng né tránh, hai người thân là kiếm tu, có được cực hạn tốc độ, đối mặt tế thần chân nhện công kích, trốn tránh vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá tế thần đến cùng là tế thần, mặc dù bị lữ thiếu khanh âm một thanh, kém chút bị tạc chết, thực lực hạ thấp lón, nhưng cảnh giới bầy ở chỗ ấy, thân thể cao lớn bầy ở chỗ ấy, Lữ Thiếu Khanh bên này né tránh một cây chân nhện công kích về sau, chính nắm lấy như thế nào phản kích thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm sông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh hãi, không nói hai lời liền muốn trốn tránh. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, siêu, một đạo hắc ảnh từ hắn vừa mới tránh đi cây kia chân nhện trên xuất hiện, nhanh như gió lốc, như là rảo hoạt rắn độc, từ trong bóng tối bắn ra đến, trùng điệp đánh trúng Lữ Thiếu Khanh. Người đại gia, Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng, là tế thần hắc vụ tế thần thao túng hắc vụ phụ thuộc trên chân nhiệt, thừa dịp hắn không sẵn sàng, phát động đánh lén. Giống một đầu roi rút ở trên người hắn, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng một câu, sau đó tiên huyết cuồng phún, cả người như là bóng chảy đồng dạng bị đánh bay. Xa xa tương quỳ kinh hãi, hỗn đản tiểu tử bị đánh bay rồi. Có thể hay không bị đánh chết, nhưng là, trong lòng không hiểu có một loại cao hứng cảm xúc là chuyện gì xảy ra. Tương quỳ muốn đi xem Lữ Thiếu Khanh như thế nào thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm đột kích. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là tế thần một cây chân nhện, tựa như kình thiên chi trụ, đối tương quỷ chính chính rơi xuống. Tế thần đang tức giận bên trong, cũng không có quên tương quỷ tồn tại. Tương quỷ vội vàng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh. Tương quỷ hiện tại là hết sức yếu ớt trạng thái, bị tế thần chân nhện đập chúng, đồng dạng cuồng phún tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Thị tử vẫn là phải nhặt mềm bóp, tế thần đang muốn truy sát, trước giết chết tương quỷ thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ba động, một cái đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hừng hực liệt hỏa, tựa như như mặt trời đè người tâm hồn. Nhìn thấy hỏa cầu thật lớn, tế thần quá sợ hãi, to lón trong mắt tản ra khó có thể tin, tiên, tiên hỏa cầu thuật. Tế thần chân nhện điên cuồng đông đưa, biểu hiện ra nội tâm của nàng. Chấn kinh, ngươi, ngươi là ai? Ta là tiên đế đệ đệ. Lữ thiếu khanh sát khóe miệng máu tươi từ nơi xa trở về, đi vào tế thần trước mặt gầm thét, ngươi thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng, không phải ta đem ta đại ca gọi tới, vài phút giết chết ngươi. Chương 1104, cái này thời điểm còn muốn khoe khoang, tiên đế đệ đệ, tế thần kém chút bị nước bọt chẹn học, ngươi tại sao không nói ngươi là thiên đạo đâu? Khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tế thần hai mắt trợn tròn, như là như ngọn núi nhỏ con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trên thân như là bao phủ một tầng mê vụ để tế thần nhìn không thấu không thể phỏng đoán tế thần trong lòng có thể khẳng định là lữ thiếu khanh tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại có cái nào nhân loại có thể quỷ dị như vậy sương mù màu đen không làm gì được hắn còn có uy lực kinh khủng tảng đá còn hiểu đến tiên thuật mà lại bị nàng đánh chúng về sau mặc dù là bị thương nhưng là vẫn nhảy nhót tương bừng đây là người bình thường nên có dáng vẻ sao nho nhỏ nguyên anh lại có thể gánh vác được nàng cái này hóa thần công kích quả thực là không hợp thói thường. Bất quá, tế thần cười lạnh, thần niệm bên trong tràn ngập coi nhẹ, yếu đuối nhân loại thân thể, làm sao có thể phát huy đạt được một chiêu này uy lực. Sau đó, to lớn chân nhện hướng trên trời duỗi ra, như là đâm bạo khí cầu, đem đại hỏa cầu đâm rơi. Lữ thiếu khanh một kích toàn lực, có thể hủy diệt trăm ngàn triệu núi cao đại hỏa cầu bị nàng nhẹ nhóm hóa giải. Tế thần phần bụng nhúc nhích, một chương màu đen nhện lưới phun ra ngoài, như là lưới đánh cá đem lữ thiếu khanh cùng kế môn bao phủ ở bên trong màu đen nhện lưới như là thiên địa một tấm lụa mỏng mặt ngoài lóng lánh ánh sáng màu đen lữ thiếu khanh cùng kế môn dưới mắt tựa như thành nhện lưới tù binh trở thành tế thần con mồi màu đen chu võng mặt ngoài một tầng lưu quang phun trào óng ánh sáng long lanh trông rất đẹp mắt mà ở mỹ lệ phía dưới ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng liên tưởng đến nhện săn mồi con mồi tập tính lữ thiếu khanh nhắc nhở kế ngôn nói đừng cho dính lên không phải phiền phức lớn rồi kế ngôn tự nhiên cũng biết rõ chu võng quỷ dị mà hắn làm đáp lại tự nhiên là huy kiếm hai người lần nữa xuất thủ hai thanh kiếm kiếm linh cùng một thời gian nhảy ra mặc quân chống nạnh ưỡn ngực lên dương dương đắc ý vô khâu lần này nhóm chúng ta đến biểu hiện tốt một chút vô khâu ngậm miệng hắn không nói gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí giống như kế ngôn chiến ý tăng vọt nhện lưới trận trận run run không ngừng thu nhỏ chu võng toát ra mịt mờ hắc vụ từ tử vong bốn phương tám hướng hội tụ tới nhưng mà sương mù màu đen chẳng những đối với lữ thiếu khanh vô hiệu liền liền kế ngôn cũng không làm gì được kế ngôn nhàn nhạt đâm ra một kiếm tại sáng trói kiếm quang trước mặt sương mù màu đen như là sáng sớm sương mù gặp mặt trời trong nháy mắt bị bốc hơi tiêu tán hầu như không còn lữ thiếu khanh cùng kế ngôn huy kiếm hai người công kích đều mười phần cường hãn phong mang bạo liệt kiếm ý phía dưới không gì không phá. Dù là đây là một cái hóa thần chỗ phun ra ngoài tơ nhiệt, tại hai thanh trường kiếm trước mặt, vẫn như cũng bị tồi khô lạp hủ cắt đứt, phá hủy. Tế thần nghĩ đến lợi dụng nhện lưới đem lữ thiếu khanh cùng kế ngôn hai người vây chết, đem hai người bọn họ coi như con mồi đồng dạng tiêu hóa. Nhưng mà hai người cường hãn để tế thần biết mình vẫn là nghĩ quá ngây thơ. Phẫn nộ nàng lần nữa gào thét, tám cái to lớn chân nhện lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, vội vã như gió, hận không thể đem hai người dẫm thành thịt nát. Mỗi một chân đạp xuống tới, phát ra gào thét phong thanh, nhấc lên khí lưu, liền giống như phong bạo tứ ngược lấy chung quanh. Nhấc lên to lớn khí lưu, liền liền lữ thiếu khanh cùng kế ngôn đều muốn cẩn thận nghiêm túc tránh đi. Khí lưu đối bọn hắn không tạo được tổn thương, nhưng sẽ liên lụy bọn hắn, quấy nhiễu bọn hắn tránh né. Tế thần chân nhện chẳng những thô to, tốc độ còn cự. Xê nhanh, vô cùng linh hoạt, có thể từ từng cái góc độ phát động công kích, không giống động vật chân đốt như thế cứng ngắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh trúng. Lữ thiếu khanh có thể đối phó được, đó là bởi vì hắn nhục thân cường hãn. Nhưng cũng chỉ có thể đủ kháng một lần, một lần nữa, hắn không chết cũng phải nửa tàn, tương quỳ từ đằng xa đứng lên, hắn hiện tại càng đá thương. Thở hồn hến, thương thế bên trong cơ thể càng nặng. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, hắn dẫy ruộng lấy tới gần, nhìn phía xa cùng tế thần chiến đấu lữ thiếu khanh cùng kế ngôn, Tương quỳ cảm giác được chính mình càng đả thương, biểu hiện của hắn mất mặt đến cực điểm, còn không bằng Lữ Thiếu Khanh cái này Nguyên Anh. Đại lão quả thật hảo thủ đoạn, Lữ Thiếu Khanh một bên trốn tránh, một bên lớn tiếng hỏi thăm tế thần, tế thần, vừa rồi bạo tạc, người hảo hảo mà chịu đựng sao? Ngươi là thế nào tránh khỏi? Có thể ngồi xuống đến cùng ta nói một chút sao? Tương quỳ nhịn không được nói, hỗn đản tiểu tử, đến cái này thời điểm, còn muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi sao? Người bớt tranh cãi có thể chết sao? Người đây không phải chọc giận tế thần sao? Chính như tương quỳ lo lắng như thế, theo lữ thiếu khanh mây câu đi qua, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh khí kình càng lớn, nhện chân rơi xuống tốc độ càng nhanh. Lữ thiếu khanh nâng lên tế thần càng lớn lửa giận, phẫn nộ tế thần hai mắt nhìn chòng chọc vào lữ thiếu khanh, bắt đầu tập trung lực lượng đối phó lữ thiếu khanh. Lửa giận để con mắt của nàng dần dần đỏ thấm, dần dần mất lý trí. Không đem lữ thiếu khanh dẫm thành thịt nát, khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Tế thần dần dần bỏ kế ngôn, tám cái chân nhện tụ long tới, không ngừng đối với lữ thiếu khanh đạp xuống. Dù là lữ thiếu khanh thuấn tránh, tế thần cũng có thể như ảnh tùy ảnh. Mà lại, lữ thiếu khanh cũng không dám tùy tiện tại tế thần trước mặt thuận di, hóa thần tu sĩ muốn phá mất nguyên anh thuấn di mười phần nhẹ nhố óm. Một cái không xem chừng, lữ thiếu khanh liền bị dẫm chết. Tế thần hóa thành cự hình nhện, thân hình to lớn, tốc độ cực nhanh. Cường đại thân thể, chỉ là lực lượng liền có thể để cho người ta tuyệt vọng. Bảy tám cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh đã là tràn ngập nguy hiểm. Hắn chẳng những muốn đem hết toàn lực đến trốn tránh tế thần tám cái đôi chân dài, còn phải xem chừng đề phòng tế thần xương mù màu đen. Xương mù màu đen ăn mòn không được hắn, nhưng vẫn là có thể đối với hắn tạo thành vật lý tổn thương. Tinh thần cao độ đề phòng, ngăn cản tế thần áp lực, vô luận là tinh thần vẫn là linh lực trong cơ thể đều tiêu hao 10 phần to lớn hắn bất quá là một cái nguyên anh, đối mặt với hóa thần tiến công, làm đến bước này đã rất đáng gầm rồi. Tương quỳ giấy dụa lấy chạy tới, một bên đi đường, vừa mắng, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt địch nhân cường đại, người bình thường đều biết rõ không nên tùy tiện chọc giận. Chọc giận địch nhân, sẽ chỉ làm địch nhân phát huy ra càng thêm thực lực cường đại, đối với mình trăm hại không một lợi. Người một cái nho nhỏ nguyên anh, có thể trèo trống bao lâu. Tương Quỳ đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tràn ngập nguy hiểm, đã nhiều lần kém chút liền bị dẫm chúng. Hỗn đàn tiểu tử, để ngươi khoe khoang, thấy hối hận đi. Tương Quỳ dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng mà, ngay tại Tương Quỳ cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, bỗng nhiên tại tế thần trên đỉnh đầu bộc phát ra một cỗ ba động, một đạo kiếm rơi xuống. Chương 1105, người bộ dáng này, hắn ngày sau làm sao ăn tiệc đứng là kế ngôn kế ngôn không biết rõ cái gì thời điểm đi tới tế thần trên đỉnh đầu. Như là một vị lão luyện thợ săn, tại thời cơ thích hợp nhất xuất thủ. Lạnh lùng một kiếm rơi xuống, bầu trời như là tầng tầng băng liệt, tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng. Bộc phát ra sáng trói kiếm quang, xông phá hắc vụ, đánh vỡ hắc ám, như là quang minh đến. Tế thần kinh hãi, giờ khắc này nàng mới phản ứng được. Lại bị lữ thiếu khanh ám toán, tế thần phẫn nộ gào thét, đám chết nhân loại. Phẫn nộ, thân thể nàng tràn ngập ra trận trận hắc vụ, kế ngôn xuất thủ đánh lén, thời cơ nắm đến chỗ tốt. Có một cái am hiểu âm nhân sư đệ, thân là sư huynh, không có học được điểm đồ vật, vậy liền không nói được. Liên xem như tế thần, đối mặt kế ngôn đột nhiên xuất thủ, nàng cũng chỉ có thể đủ vội vàng ở giữa làm một cái ngăn cản. Bản năng tràn ngập ra sương mù màu đen, hóa thành bình chướng để ngăn cản kế ngôn cái này một kiếm. Nhưng mà sương mù màu đen không dậy được nhiều tác dụng lón, dù là hóa thành không thể phá vỡ tấm chắn tại kế ngôn tuyệt đối công kích trước mặt vẫn là bị nhẹ nhõm phá mất phốc tế thần mặt ngoài lân giáp cũng ngăn cản không nổi cái này một khiêm bị nhẹ nhõm vạch phá mặt ngoài xuyên thủng tế thần thân thể kiếm quang không có vào tế thần to lớn phần bụng dòng máu màu đen vẩy ra thân thể bị xỏ xuyên đau đớn kịch liệt để tế thần bắt đầu lăn lộn cho dù là có tám cái to lớn đôi chân dài cũng đau đen bất lực trèo trống thân thể cao lón trùng điệp từ trên trời nện trên mặt đất đem từng tòa ngọn núi nện thành đất bằng kế ngôn một kiếm để tế thần đau sống không bằng chết phát ra kinh khủng tiếng gào thét không ngừng trên mặt đất lăn lộn đồng thời sương mù màu đen không ngừng từ thân thể nàng tuôn ra tràn ngập rất nhanh liền bao phủ phụ cận một vùng như là nổi sương mù đem nàng thân thể cao lớn che lấp ra sức đánh rơi thủy cầu lữ thiếu khanh hô to lập tức ở phía xa vung ra từng đạo kiếm quang đối tế thần vị trí rơi xuống kế ngôn cũng là như thế hai người đối tế thần vị trí không ngừng xuất thủ một thoáng thời gian đầy trời kiếm quang rơi xuống tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng trời cao đại địa tựa hồ cũng bị bọn hắn kiếm quang chém thành mảnh vỡ mặc kệ là ngọn núi hay là hẻm núi đều bị kiếm quang san thành bình địa nhưng mà sương mù màu đen càng khuếch trương càng lớn cuối cùng tựa hồ đem đại địa đều bao phủ lại hóa thành một mảnh vụ hải lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là màu đen Kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh công kích mặc dù không ngừng không có vào trong hắc vụ, nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng đình chỉ tiến công, bọn hắn cảm giác được công kích của mình như là đánh vào trên bông, mềm nhũn, không có chút nào tác dụng. Xa xa tương quỳ ngạc nhiên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thế mà đem tế thần đánh rơi trên mặt đất, cả người đều choáng váng. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện lại một lần nữa để hắn cảm thấy mình như cái phế vật. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh cố ý khích giận tế thần, mục đích là cho kế ngôn chế tạo cơ hội. Tương quỳ nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn không thể không phục, anh hùng thiếu niên. Có lẽ, lần này thật sự có thể đem tế thần xử lý. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để tương quỳ trong lòng không hiểu phấn chân, trong lòng nhịn không được sinh ra chờ mong. Nhưng mà, phổ thiên cái địa xương mù màu đen đột nhiên lăn lột, tiếp theo từ hắc vụ bên trong bắn ra hai đạo quang mang, tựa như mũi tên nhọn bắn thắng đến hai người mà đi. Keng! Kế ngôn miễn cưỡng có thể ngăn cản được, Lữ Thiếu Khanh thì chật vật một điểm, trên không trung vừa bò vừa lăn, rất là gian nan mới tránh đi tế thần một kích này. Muốn giết người sao, Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng, giống như dáng vẻ rất ủy khuất, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tương quỷ im lặng, liền liền lăn lộn hắc vụ cũng là dừng lại một cái, tế thần cũng bị loại này vô sỉ chọc tức. Đến một bước này, còn thật dễ nói chuyện, kia miệng người trên hô hào 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 nói, trường kiếm trong tay tiếp tục bổ xuống là có ý gì sương mù màu đen lăn lộn rất nhanh lần nữa cuốn trở về không có vào tế thần thể nội mà lần này tế thần lại một lần nữa hóa thành nhân hình thân thể cao lớn mặc dù lực lượng to lớn nhưng mà lữ thiếu khanh cùng kế ngôn bọn hắn quá linh hoạt tế thần cảm thấy vẫn là hình người dễ dùng hóa thành nhân hình tế thần nhìn qua rất không ổn trên mặt bả vai phần bụng trên tay chân đều có vết thương nhìn máu me đầm đìa máu đen thỉnh thoảng chảy ra đặc biệt là phần bụng một cái cái bát lớn nhỏ vết thương lộ ra, nơi này kế ngôn ở trên người nàng lưu lại vết thương. Phía trên kiếm ý còn tại điên cuồng công kích, để tế thần thống khổ không chịu nổi. Đồng thời, tế thần đã sớm quần áo rách ngước, ẩn ẩn lộ ra bên trong da thịt. Hình người tế thần nhìn điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhịn không được sinh ra một cỗ chiều mến chi ý. Nhện tinh, Lữ Thiếu Khanh thấy thế hét lớn một tiếng, người biên thành nhện lớn, người tải tướng lão đầu trong lòng Mỹ hảo hình tượng hủy sạch, ngày sau hắn còn thế nào ăn tiệc đứng hỗn đản hỗn đản xa xa tương quỳ nghe vậy tức giận đến liên tục trực nhảy đánh chết hắn đánh chết hắn được rồi hắn a à tiểu hỗn đản tế thần khí tức cũng không tốt lắm nặng nề tiếng hít thở tại nói cho những người khác nàng cũng thụ thương tế thần ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc vào lữ thiếu khanh dù là kế ngôn là hóa thân cảnh giới dù là kế ngôn cho nàng phần bụng một kiếm hiện tại thể nội còn có kiếm ý tứ ngược thống khổ không chịu nổi nàng ánh mắt vẫn là rơi trên người lữ thiếu khanh trong lòng đối lữ thiếu khanh ngập trời hận ý đã đạt đến đỉnh điểm nàng rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh toàn bái lữ thiếu khanh ban tặng một viên cổ quái tảng đá lại có thể bộc phát ra có thể hủy diệt uy lực của nàng nếu như không phải nàng có lá bài tẩy của mình nàng lần này tuyệt đối phải chết tại vừa rồi trong vụ nổ vừa rồi bạo tạc không có đem nàng nổ chết nhưng đã để nàng thụ thương nặng thực lực hạ thấp lớn liền liền cảnh giới cũng thiếu chút bất ổn đón lấy vừa rồi lại cố ý hấp dẫn lực chú ý của nàng, bị kế ngôn đánh lén thành công, lần nữa để nàng ăn thiệt thòi thụ thương. Hết thảy hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm nhân loại. Tế thần gào thét, khuôn mặt dữ tợn, tựa như một cái ác phụ, đê tiện nhân loại, người đáng chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phát ra oán độc lời thề, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn thôn vệ ngươi huyết nhục, gặm ăn linh hồn của ngươi. Đừng như vậy, Lữ Thiếu Khanh một bộ hòa sự lão dáng vẻ, như đồng sự không liên quan đến mình, liên tục khuyên bảo, mọi người đánh tới dạng này còn chưa tính đi. Tiếp tục đánh xuống đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, ngồi xuống, hảo hảo nói một chút, thế nào? Tế thần nghe được thật dễ nói chuyện, hảo hảo nói một chút loại lời này trong nội tâm nàng lửa giận thì càng thịnh, những chuyện ngươi làm giống như là nói một chút dáng vẻ sao. Đi chết đi, tế thần một chương tay, một cỗ lực lượng vô hình thuân phát, lữ thiếu khanh cùng kế ngôn lập tức thấy hoa mắt chương 1106, vượt giống loài tình yêu, không thể làm vô hình ba động khuếch tán, như là một trận gió thổi qua, chung quanh tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn lại cảm giác được chính mình tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong, chung quanh truyền đến áp lực đột một tăng, trong không khí trở nên trở nên nặng nề. Truyền đến áp lực để cho hai người cảm giác được hô hấp khó khăn. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy mình hiện tại liền giống bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn tôn ngộ không, không cách nào động đậy. Đây chính là lĩnh vực sao, áp lực cực lớn từ tứ phía bốn phương tám hướng chuyển đến, để Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảm nhận được hóa thần đáng sợ. Kế ngôn thì tốt một chút, bên người kiếm ý hóa thành kiếm thế giới, để hắn miễn cưỡng có thể hoạt động. Tế thần lĩnh vực như là một chương nhện lưới, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thì giống con mồi, bị đính vào nhện trên mạng, không cách nào động đậy. Ha ha, tế thần thanh âm truyền đến, ta sẽ không để cho hai người các ngươi chết đi dễ dàng như thế, ta muốn để các ngươi hối hận trêu chọc ta. Thanh âm dễ nghe, ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa ngập trời hận ý. Nàng tâm thần khẽ động, trong không khí tựa hồ chấn động một cái, giống như là một cây trong suốt dây thừng búng ra một cái. Sau một khắc, lữ thiếu khanh giống như là bị cái gì đồ vật đánh trúng, cả người tại nguyên chỗ không thể động đẩy tình huống dưới, đột nhiên cuồng phún tiên huyết. Tiên huyết phun ra, tê, trên không trung hình thành huyết phụ, nhưng mà huyết vụ rất nhanh liền trên không trung quỷ dị biến mất, giống như là bị cái gì đồ vật hấp thu đồng dạng. Đón lấy, tế thần lè lưỡi liếm môi một cái, màu đỏ bờ môi, lộ ra quỷ dị kinh khủng, lại có mấy phần hấp dẫn người. Nhân loại tiên huyết quả nhiên mỹ vị, lữ thiếu khanh che lấy bộ ngực của mình, bộ ngực đã sụp đổ, vừa rồi một cái, đã đem ngực của hắn xương đập võ. Đổi lại là người bình thường, đã sớm chết không biết rõ bao nhiêu hồi lữ thiếu khanh đau thẳng nhe răng hắn cố nén đau đón đối tế thần nói không bằng ta đưa mấy cân máu cho ngươi mọi người đến đây dừng tay như thế nào dừng tay tế thần cười lạnh lại một cỗ lực lượng đánh tới lữ thiếu khanh lại một lần nữa bị đánh đến tiên huyết trực phún ngươi đã là con mồi của ta ta nói qua phải từ từ thôn vệ ngươi huyết nhục để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tối độc phụ nhân tâm lữ thiếu khanh chửi ầm lên ngươi chờ ngươi sẽ hối hận hối hận tế thần tự tin cười lên lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ngươi cho rằng dựa vào sư huynh của ngươi liền có thể đối phó ta rồi nắm chắc thắng lợi trong tay tế thần cũng không để ý cùng lữ thiếu khanh nói nhảm đã có thể đả kích lữ thiếu khanh lòng tin cũng có thể chút cơn giận đồng thời tế thần cũng ra tay với kế ngôn lĩnh vực của nàng như là một chương nhện lưới có thể tùy thời tùy chỗ khởi xướng tiến công khiến người ta khó mà phòng bị kế ngôn coi như đột phá hắn hiện tại cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ tầng hai cảnh giới lĩnh vực vận dụng mười phần lạnh nhạt chỉ có thể bị động lấy phòng ngự đối mặt tế thần tiến công hắn có vẻ hơi bất lực không cần hai cái hiệp kế ngôn cũng bị đánh cho thổ huyết các ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn tế thần đắc ý thanh âm vang lên nàng bây giờ đã ổn thao thắng cục kế ngôn ánh mắt rơi trên người lữ thiếu khanh hiện tại cục diện này hắn cũng không có rất tốt biện pháp Đối mặt với như thế địch nhân cường đại, dù là hắn chiến ý lại cao hơn chướng, cũng không cách nào đền bù giữa song phương phát giác. Nếu như không phải lữ thiếu khanh âm tế thần một thanh, hắn muốn thương tổn lấy tế thần cũng khó khăn. Tế thần mặc dù đắc ý, nhưng không có chủ quan. Lữ thiếu khanh cùng kế ngôn đã cho nàng rất nhiều kinh hy, vì để phòng vạn nhất, nàng quyết định trước tiên đem hai người làm tàn lại nói. Coi như nhện săn mồi, đều sẽ để con mồi đình chỉ dẫy ruộng mới bắt đầu hưởng dụng con mồi lực lượng vô hình lần nữa đánh tới không có biện pháp lữ thiếu khanh trong lòng ánh mắt yếu ớt sau một khắc hắn tiến vào âm dương trạng thái trong mắt xuất hiện âm dương đồ án toàn bộ thế giới biến thành đen trắng trạng thái trong mắt hắn hắn thấy được một chương ngũ thải ban lan nhện lưới đem hắn cùng kế ngôn một mực vây quanh đồng thời một cây tơ nhện bên trên có một cái đồ vật đang ngọ nguậy tựa hồ có cái gì đồ vật ở bên trong từ đằng xa hướng phía hắn chui tới lữ thiếu khanh theo bản năng hướng bên cạnh màu xám địa phương đứng lại tránh đi nhúc nhích đồ vật phốc mặc dù tránh đi đại bộ phận nhưng vẫn là có một phần nhỏ rơi ở trên người hắn lữ thiếu khanh lại một lần nữa phun ra tiên huyết nhưng lần này so bị thương nhẹ rất nhiều lữ thiếu khanh chỉ vào một cái phương hướng cái kia phương hướng có một cây tơ nhện hiện ra màu đen cùng màu trắng kia là tế thần lĩnh vực lớn nhất thiếu hụt hắn đối kế ngôn nói nơi đó xuất thủ sau đó hắn tự âm dương trạng thái bên trong lui ra chỉ là một hai cái hô hấp cực lớn tiêu hao hắn tình trạng cả người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi mà đồng thời lữ thiếu khanh phát giác được không thích hợp hắn quay đầu nhìn lại phát hiện tế thần nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trở nên không đồng dạng tế thần ánh mắt tỏa sáng trở nên nóng bỏng nàng hô hấp dồn dập nhìn chòng chọc vào lữ thiếu khanh người quả nhiên không đồng dạng nếu là đem ngươi toàn bộ thôn phệ ta nhất định có thể theo vào một bước Tế thần nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, dáng vẻ vội, vàng như là một đầu ác lang, hận không thể một ngụ ưm đem nuốt vào trong bụng. Vừa rồi nếm Lữ Thiếu Khanh tiên huyết, nàng không có phát giác được cái gì, đây là cảm giác được ngon. Mà bây giờ, nàng lại một lần nữa nếm đến về sau, phát hiện không đồng dạng. Nếu như nói trước đó tiên huyết hương vị là một bát nước sạch, như vậy vừa mới tiên huyết chính là một bàn nồng canh, thơm ngon ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. Người đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, lữ thiếu khanh tiếp tục nói nhiều ta là nhân loại đối diện tinh không hứng thú nhóm chúng ta là không thể nào vượt giống loài tình yêu không thể làm tế thần vừa muốn nói chút gì bỗng nhiên kế ngôn bên kia truyền đến ba động kế ngôn dựa theo lữ thiếu khanh phân phó xuất thủ vì để phòng vạn nhất kế ngôn lại một lần nữa sử xuất kia một kiếm khiến tế thần ra đầu tê dại lực lượng lại một lần nữa xuất hiện tuyệt đối phong mang quy tắc lực lượng xuất hiện tế thần theo bản năng đi ngăn cản hai cỗ lực lượng đối bính. Nhưng mà sau một khắc, tế thần nhịn không được kêu to lên, không, không có khả năng. Lĩnh vực của nàng bị đánh tan, như là bọt biển, tại kế ngôn kiếm quang trước mặt vỡ vụn. Một cái hóa thần sơ kỳ nhân loại đánh tan lĩnh vực của nàng. Đây quả thực đang nói đùa, tế thần không thể tin được, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt, mà lại kế ngôn đánh tan lĩnh vực, còn tiếp tục đối với nàng xuất thủ. Nên, đáng chết, đối mặt khí thế hung hung kế ngôn, tế thần chỉ có thể lựa chọn ngăn cản, sương mù màu đen lần nữa phun trào. Keng, phong mang quy tắc lực lượng trước mặt, hết thảy ngăn cản đều là phí công. Hắc vụ bị xoắn nát, kế ngôn kiếm quang lại một lần nữa rơi trên người tế thần, chương 1107. Ta muốn giết chết ngươi a à. giống, bị kế ngôn đánh trúng, tế thần phát ra hai loại khác biệt tiếng kêu thống khổ. Tế thần uyển chuyển thân thể kém chút bị kế ngôn một kiếm chém thành hai khúc, dư tợn vết thương chảy ra ngoài chảy xuống dòng máu màu đen kiếm ý xâm lấn, không ngừng ăn mòn cùng vết thương, vết thương xoay tròn dáng vẻ như là một đầu thật dài con rết đang lăn lộn, trăm chân huy động, lộ ra vô cùng kinh khủng. Tế thần khí tức mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Kế ngôn cái này một kiếm, lần nữa đem nàng trọng thương. Càng đáng sợ chính là, kế ngôn kia một kiếm ẩn chứa quy tắc lực lượng. Đối mặt quy tắc lực lượng, cho dù là tế thần, cũng không cách nào đem miệng vết thương của mình khép lại. Tế thần thống khổ tiếng thét chói tai, để lữ thiếu khanh nhớ tới bị hố heo đồng dạng dùng mồ heo đồng dạng thanh âm để hình dung 10 phần chuyển xác lữ thiếu khanh thấy được tương quỳ hắn truyền âm cho tương quỳ lão đầu đem đồng tiền cho ta vừa tới đến phụ cận tương quỳ nghe được lữ thiếu khanh lời này trên trán nổi lên vân xanh đến cái này thời điểm còn băn khoăn ta pháp khí ngươi muốn tới làm gì tương quỳ cái kia giận a à, tuổi còn nhỏ cứ như vậy lòng tham lớn lên còn phải rồi thấy tốt đồ vật liền nhớ mãi không quên, cũng muốn hướng trong ngực đào. Làm bom A, à, Lữ Thiếu Khanh lần này không có che che lấp lấp, người là thất phẩm, pháp khí A. À. Cho ta, ta đến dẫn bạo, nổ chết tế thần. Không phải cũng chỉ có thể ngươi đi tự bảo, bất quá ngươi bây giờ loại này bộ dáng, ngươi tới gần tế thần đều làm không được, đồng quy vô tận cái gì khẳng định làm không được. Đây là Lữ Thiếu Khanh có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Nếu không nữa thì chính là tương quỳ đi tự bảo nhưng mà Tương Quỳ hiện tại so với hắn còn muốn suy yếu, dám xuất hiện tại tế thần trước mặt, vài phút sẽ bị đánh chết. Thất phẩm pháp khí, tự bảo uy lực, hẳn là có thể đem hiện tại trạng thái này tế thần giết chết. Tương Quỳ cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng là tốt nhất biện pháp. Tương Quỳ thật không có do dự, giết tế thần, cho dù là muốn hắn đầu này mạng già đều có thể. Cho nên, hắn cắn răng một cái, xóa sạch pháp khí ấn ký. Phốc, Tương Quỳ lại nôn hai ngụm máu. Thể nội lại bị thương nặng, hai mắt biến thành màu đen, đầu đau đầu muốn nứt, cả người lung lay sắp đổ. Nếu không phải cuối cùng một hơi kiên trì, ngất đi là lựa chọn tốt nhất. Tương Quỳ vừa nghĩ tới đem đồng tiền giao cho Lữ Thiếu Khanh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Xem chừng, kế ngôn thanh âm vang lên, sau một khắc từ đằng xa chạy như bay đến, ngăn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Sương mù màu đen đột nhiên đập ra, như là một đầu màu đen rắn độc lặng yên không tiếng động đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lộ ra răng độc, đối hắn hung hăng phát ra một kích chín mạng. Tế thần đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, kế ngôn mặc dù là hóa thần, công kích cũng rất mạnh, lực sát thương kinh người. Nhưng là, đối tế thần mà nói, không cho kế ngôn cơ hội, kế ngôn là khó mà đối nàng tạo thành tổn thương. Nàng sở dĩ rơi xuống hiện tại chật vật như vậy tình trạng, hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn là sông pha chiến đâu, dũng cảm tiến tới tướng quân, Lữ Thiếu Khanh thì giống ở phía sau tay cầm quạt lông, xa trù màn trướng quân sư. Một lần lại một lần cho kế ngôn chế tạo cơ hội. Để nàng cái này hóa thần chín tầng tồn tại nhiều lần ăn thiệt thời, hơn nữa còn là thiệt thòi lón. Đau đớn kịch liệt không có thôn vệ lý trí của nàng, ngược lại để nàng càng thêm lý trí tỉnh táo. Sông pha chiến đấu dũng mãnh tướng quân không đáng sợ, đáng sợ là giảo hoạt như hồ quân sư. Chỉ có giết chết Lữ Thiếu Khanh, nàng cục diện bị động mới có thể hóa giải. Cho nên, tế thần nhìn như muốn đối kế ngôn khởi sướng tiến công, nhưng lại trong bóng tối bố cục, sương mù màu đen tựa như rắn độc lặng yên không tiếng động xuất động, thẳng đến lữ thiếu khanh. Mặc dù tế thần làm rất bí ẩn, vẫn là bị kế ngôn phát giác. Trước tiên từ đằng xa sông lại, thay lữ thiếu khanh lập tức một kích này. Phốc, sương mù màu đen huyễn hóa thành vũ khí, gào thét mà tới, trùng điệp đâm thủng kế ngôn thân thể, sau đó hung hăng hất lên, đem kế ngôn thân thể vẩy đi ra máu đỏ tươi lượt vẩy bầu trời kế ngôn sắc mặt tái nhợt miệng mũi chảy máu cấp tốc lâm vào trạng thái hư nhược bị trùng điệp vẩy đi ra một thời gian sống chết không rõ ta tào ngươi đại gia lữ thiếu khanh con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một cỗ nộ khí bay thắng chán cái gì tỉnh táo cái gì lý trí một nháy mắt bị lửa giận thôn phê phẫn nộ lữ thiếu khanh hiện tại chỉ muốn giết chết trước mắt tế thần ta muốn giết chết ngươi linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo động như là táo bạo dã thú sao động bất an, muốn hủy diệt thế giới này đồng dạng. Trong thức hải, sấm sét vang dội, ngân xà loạn vũ, gió lốc đại tác, nhấc lên thao thiên cự lãng. Treo ở thể nội cái kia màu vàng kim viên cầu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đầu tiên là có chút xoay tròn, cuối cùng quay tròn xoay tròn, giống như mặt trời tản mát ra màu vàng kim quang mang. Sau một khắc, nó từ lữ thiếu khanh thức hải bên trong biến mất. Xiết ta, tế thần biểu lộ dữ tọn, mang theo thương thế oanh sát mà đến, ta muốn để ngươi vạn thế không còn. Người còn không có chưa tới, sương mù màu đen đã cuốn tới, đáng sợ khí tức tựa như thần uy, trọng áp phía dưới, để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Tế thần song trong mắt mang theo hận ý, vết thương trên mặt bão tố ra máu đen, nhện diện mục như ẩn như hiện. Lữ thiếu khanh đang ở trước mắt, nàng muốn đem lữ thiếu khanh triệt để oanh sát, liên đới linh hồn đều triệt để chôn vùi mới được. Không phải hận trong lòng nàng ý khó mà triệt tiêu, chết, một cái nháy mắt, Tế thần đã giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, năm ngón tay trái uốn lượn như lợi chảo cầm ra, không khí suy suy rung động, thẳng bắt Lữ Thiếu Khanh đầu mà đi. Ngay tại tế thần sắp bắt được Lữ Thiếu Khanh thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức từ Lữ Thiếu Khanh thể nội bộc phát, sau một khắc, một cái màu vàng kim quang cầu xuất hiện. Trương mắt trói mắt kim quang để tế thần động tác không khỏi dừng lại, dưới ánh mắt ý thức nhắm lại. Một cỗ giống như quen không phải quen cảm giác sông lên đầu, tế thần linh hồn bắt đầu run dày sợ hãi tràn ngập toàn thân. Tế thần hét dầm lên, cái này, cái này, không, không có khả năng. Tế thần như L, à thấy được đáng sợ nhất đồ vật, bị dọa đến từng sợi tóc dựng ngược, như cái ma nữ đồng dạng. Màu vàng kim quang cầu quay tròn chuyển, đánh thẳng tế thần mặt. Tế thần hồn đều bị dọa không có, nàng hiện tại cuối cùng biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ có như vậy không giống bình thường. Không có bất luận cái gì chần chờ, tế thần hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy nhưng mà tốc độ của nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng quang cầu tốc độ. Bành, màu vàng kim quang cầu nhẹ bổng bình đụng phải tế thần, quang mang tăng vọt. chương 1108, tế thần chết rồi, màu vàng kim hào quang trói sáng như là mặt trời ánh sáng tung xuống, sương mù màu đen tại kim sắc quang mang chiếu dọi phía dưới, tựa như thần ở giữa xương trắng nhanh chóng tiêu tán. Đợi đến kim quang rút đi, đại địa khôi phục lại bình tĩnh. Màu vàng kim quang cầu lóe lên, không có vào lứa thiếu khanh thể nội lần nữa trở về đến thức hải bên trong treo móc ở trên trời một thời gian bình tĩnh trở lại thế giới để đám người có chút phản ứng không kịp tế thần đã biến mất không thấy gì nữa sương mù màu đen đồng dạng biến mất không thấy gì nữa thiên địa một mảnh thanh tính trên bầu trời tầng mây bị đuổi tản ra như là không phải trên mặt đất chiến đấu vết tích tất cả mọi người không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình là thật tương quỳ cầm trong tay chính mình đồng tiền ngạc nhiên nhìn qua lữ thiếu khanh vị trí hắn lơ ngơ một mặt mộng bức hắn còn làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra sự tình phát sinh quá nhanh nhanh đến hắn phản ứng không kịp rõ ràng là tế thần chiếm cứ thượng phong làm sao đột nhiên liền biên mất đâu màu vàng kim quang mang là cái gì tà từ đâu xuất hiện hết thảy hết thảy tương quỳ đều làm không minh bạch duy nhất có thể lấy khẳng định chính là tế thần biên mất hoàn toàn cảm giác không chịu được nàng khí tức tựa như là chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc không thôi, làm người trong cuộc, cự ly thêm gần, hắn có thể rất thấy rõ xảy ra chuyện gì. Thể nội màu vàng kim quang cầu đột nhiên nhảy ra, tế thần nhìn thấy nó như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, xoay người bỏ chạy. Sau đó liền bị màu vàng kim quang cầu đuổi kịp, tại màu vàng kim quang cầu trước mặt, tế thần như là bùn nặn, tan giã tại kim sắc quang mang bên trong. Tế thần cứ như vậy bị xử lý rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vừa mừng vừa sợ, màu vàng kim quang cầu uy lực, Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hoài nghi. Cái này thế nhưng là đại lão cho khách trò cùng muốn đánh chết tương quỷ màu vàng kim thần phạt dung hợp mà thành đồ vật. Đại lão cho khách trò có thể hấp thu màu đen tiểm điện cùng xương mù màu đen, trời khác bọn quái vật. Màu vàng kim thần phạt không cần nói, đến từ thiên đạo, uy lực kinh người, tương quỷ kém chút liền hưởng thọ thiên tuế. Hai thứ này dung hợp ra đồ vật, giết chết tế thần cũng coi như hợp lý lữ thiếu khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra sương mù mai đi qua thời gian tốt rồi vẫn là chính mình đồ vật tốt trước đó đại lão cho khách trọ liền biết rõ ăn một điểm lực cũng không ra có thể làm sao lữ thiếu khanh thử thôi động một cái màu vàng kim quang cầu đáng tiếc màu vàng kim quang cầu ngạo kiều treo ở thức hải trên không chẳng thèm để ý hắn hồi tưởng một cái vừa rồi phát sinh sự tình lữ thiếu khanh cũng không biết mình như thế nào khu động nó chẳng lẽ là dưới sự phần nộ để nó khởi động. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán, phần nộ chính mình đã thông hai mạch nhâm đốc sao. Phẫn nộ kết thúc về sau, hai mạch nhâm đốc đóng lại, sau đó không khởi động được nó. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch, bất quá suy nghĩ một cái, hắn cũng liền không nghĩ. Hỏa phong không bình thường, trên người mình phát sinh sự tình đều có thể lý giải. Dù sao đối với mình không có chỗ hại là được rồi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nhẫn chữ vật của mình bên trên, Lữ thiếu khanh ánh mắt yếu ót, biểu lộ mười phần hò hứng, làm cho người nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Trước đó gặp được nam nhân kia quái, vật thời điểm, nam nhân đối với hắn kinh thần quyết tựa hồ mười phần chấn kinh, tiếp lấy liền chết rồi. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ đến chết quỷ tiểu đệ. Cùng tế thần cứng rắn, chữ vật giới chỉ là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn liền muốn nhìn xem đến tuyệt lộ thời điểm, mà quỷ tiểu đệ sẽ không sẽ ra tay. Bất quá bây giờ, không cần ma quỷ tiểu đệ xuất thủ chính hắn liền giết chết tế thần kết quả cũng coi là có thể tiếp nhận đi lữ thiếu khanh thở dài kiểm tra chính một cái thân thể lần này thua thiệt lớn cũng phải thua thiệt thân thể của hắn cường hãn tu luyện thái diễn luyện thể quyết có thành tựu mới khiến cho hắn nương tựa theo nguyên anh cảnh giới ngăn cản được tế thần mấy lần công kích đổi lại người khác tới lại xuất sắc thiên tài đều phải chết lữ thiếu khanh không dễ chịu thể nội nguyên anh trên người có vết sách như là phá búp bê vải linh lực vận hành trì trệ khó chát chát, cảm giác trống giống không ngừng đánh thẳng vào hắn. Lữ thiếu khanh hận không thể lập tức nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá bây giờ còn có chuyện phải giải quyết, lữ thiếu khanh triệu hồi ra mặc quân kiếm, mặc quân kiếm mặt ngoài cũng có vết rách, hư nhược mặc quân giấu ở thân kiếm liếm láp vết thương. Thôn vệ cổ quái tảng đá hắn có thể thay đổi chữa trị, bất quá cần một chút thời gian. Lữ thiếu khanh nằm sấp trên mặc quân kiếm, lung la lung lay hướng về phía kế ngôn chỗ vị trí bay đi. Lão đại, ta cũng thụ thương. Trên đường đi, mặc quân đang kháng nghị. Ngậm miệng, người ăn nhiều như vậy, không có tác dụng gì. Kế ngôn bị quật bay mấy chục dặm, trùng điệp đập xuống đất. Lữ thiếu khanh chạy đến thời điểm, kế ngôn đã sớm thức tỉnh chờ lấy hắn. Chết rồi, chê, lữ thiếu khanh trả lời xong về sau, dò xét hắn một phen, người không chết đi. Không chết được, hai sư huynh đệ đơn giản đối thoại, kế ngôn trên mặt lóe lên một tia phiền muộn, kế ngôn thương thế so lữ thiếu khanh càng nặng hắn không có giống lữ thiếu khanh cái chủng loại kia công pháp luyện thể nhưng hắn là hóa thần sinh mệnh lực so với lữ thiếu khanh càng mạnh mà lại so với thương thế hắn càng thêm quan tâm là chính mình lần này biểu hiện lần này đối mặt tế thần cái này hóa thần hậu kỳ chín tầng cảnh giới địch nhân biểu hiện của hắn không tốt lắm hắn rất rõ ràng mình có thể cho tế thần tạo thành tổn thương hoàn toàn là bởi vì lữ thiếu khanh không có lữ thiếu khanh hắn căn bản không phải là đối thủ của tế thần chứ nói chi là cho tế thần tạo thành tổn thương thân là sư huynh đã là hóa thần cảnh giới biểu hiện còn không bằng nguyên anh sư đệ dù là biết rõ sư đệ rất lợi hại không theo lẽ thường ra bài nhưng trong lòng tranh lệch cùng phiền muộn vẫn là tránh không được bất quá kế ngôn rất nhanh liền tỉnh lại trong lòng lần nữa tràn ngập đấu trí vẫn là phải nỗ lực a à, lần sau không thể còn như vậy kế ngôn trong lòng âm thầm nghĩ đây chính là kế ngôn một mực dũng cảm tiến tới chưa từng sợ khó khăn cùng ngăn trở lữ thiếu khanh triệu hồi ra phi thuyền hai người rơi xuống trên thuyền tương quỳ cái này thời điểm cũng chạy tới tương quỳ vẫn như cũ là một mặt trấn kinh thêm mộng bức trạng thái hắn đến nơi này về sau câu nói đầu tiên là tiểu tử tế thần đâu chết rồi a à, lữ thiếu khanh trả lời về sau cuối cùng tăng thêm một cái nghỉ vấn a à, tương quỳ rất muốn bóp lấy lữ thiếu khanh cổ hỏi thăm rõ ràng tế thần đêm cùng chết hay không ngươi không nghe nàng nói qua sao lữ thiếu khanh nằm trên bong thuyền hữu khí vô lực địa đạo cho dù chết cũng bất quá là nàng một cái phân thân bản thể còn không biết rõ ở nơi nào cũng hứa xuống một khắc liền xuất hiện ta nhổ vào lữ thiếu khanh vội vàng ngồi xuống giúp chính mình một bàn tay đồng ngôn vô kỵ đại phong suy đi tương quỳ nghe vậy trong lòng triệt để nới lỏng xem ra tế thần là chết hắn rất cảm thấy vui mừng thậm chí có chút muốn khóc tế thần rốt cục chết rồi thế giới này đạt được giải cứu. Hắn gai nhọn ngàn năm, không phải là vì loại kết quả này sao? Vì không để cho mình tại, bọn tiểu bối trước mặt thất thố, muốn khóc ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời, bỗng nhiên, hắn ngây dại, vậy, vậy là cái gì? chương 1109, có thể hay không điểm nhẹ, trên bầu trời, mây đen lần nữa dày đặc, ngân xà tại trong mây đen lấp lóe Tầng mây dày đặc phía dưới, giữa thiên địa một mảnh túc sát khí tức, nhấc lên cuồng phong, thổi qua đại địa, nhấc lên vô số bụi đất. Thiên địa lại một lần nữa bị áp lực nặng nề bao phủ. Tương quỳ ngây dại, tế thần bản thể tới đâu, tương quỳ tê cả ra đầu, tế thần phân thân liền đã như thế khó chơi, bản thể đích thân tới, thế giới này còn có thể cứu sao. Tương quỳ bờ môi run rẩy, tế, tế thần sao. Không phải, lữ thiếu khanh thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, đây là kiếp vân, người bị tế thần làm hỏng đầu vẫn là bị đánh cho cận thị rồi. Tương Quỳ lúc này mới kịp phản ứng, không sai, cái này xác thực Kiếp Vân, hắn một thời gian lo lắng quá mức. Nhưng là, liền xem như Kiếp Vân, Tương Quỳ quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có nhiều ngượng ngùng gãi đầu, hẳn là ta muốn đột phá. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, chiến đấu qua đến, cảm giác mệt mỏi một cái sông tới, nuốt một thanh đan dược vào trong bụng, linh lực trong cơ thể khôi phục thời điểm, mộ ra sông lên đầu. Giống như nước chảy thành sông, hắn có thể đột phá mà tương quỳ thì kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Nhìn qua không có ý tứ, giống làm sai sự tình lữ thiếu khanh, tương quỳ cảm thấy còn không bằng tế thần bản thể tới đây. Chỉ ít tế thần bản thể giáng lâm cũng sẽ không lộ ra như vậy không hợp thói thường. Lữ thiếu khanh bao nhiêu tuổi? Cốt linh tính toán đầu ra đấy cũng không có 25, không đủ 25 tuổi tác liền muốn bước vào hóa thần cảnh giới. Mở cái gì thiên đạo trò đùa, phổ thông người tu luyện 3-40 năm bước vào kết đan, trăm tuổi trước đó kết anh đều toán thiên mới. Giống tương thi tiên, tả điệp những này thanh niên tại mấy chục tuổi thời điểm trở thành nguyên anh đã là siêu cấp thiên tài. Mà kế ngôn cùng lữ thiếu khanh thực sự quá không hợp thói thường. Không đến 30 tuổi trở thành hóa thần, mã đức, tương quỳ trong lòng bạo thô, đại lão mộ tổ tuyệt đối là đốt không có. Không phải tuyệt đối không thu được dạng này đồ đệ, quá yêu nghiệt, nhìn qua trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong ấp ủ, vừa đi vừa về du tẩu nhìn hắn bộ dáng uy lực khẳng định không nhỏ nhìn xem lữ thiếu khanh sắc mặt tái nhợt bộ dáng yếu ớt tương quỳ lo lắng hỏi tiểu tử người có thể ngăn cản được sao lữ thiếu khanh thở dài nam nhân sao có thể nói không được chứ thể nội màu vàng kim quang cầu nhảy một cái tựa hồ có chút khát vọng muốn ăn sao thử một lần đi sau đó hắn trên dưới dò xét một phen tương quỳ người sẽ không phải không được a à? tiệc đứng ăn được nhiều là có thể như vậy, ngày sau nhiều một chút bong bóng câu kỳ, hắn là có thể cứu vãn một cái, nhưng không nên ôm quá lớn hy vọng. Tương quỳ ngẩng đầu nhìn kiếp vân, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn, còn trong nhân thế một cái thanh tịnh đi. Thế giới nhân loại không cần loại này tiểu hỗn đản, giữa bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, từng tầng từng tầng, ngưng kết đến càng ngày càng dày, áp lực cũng càng lúc càng lón. Bên ngoài mấy vạn dặm, tiêu y, tương tê tiên ba người cũng nhìn thấy một màn này cảm giác áp bách mạnh mẽ nhào tới trước mặt để ba người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên kiếp phân ai tại độ kiếp là a à muốn đột phá vào hóa thần cảnh giới sao tả điệp kêu to lên đồng thời vung tay lên vô số chỉ màu đen quái vật bị đánh tan trên trời hóa thành đầy trời mưa máu dưới mắt kiếp phân cùng kế ngôn độ kiếp kiếp phân rất tương tự như thế áp lực cũng chỉ có đột phá hóa thần thời điểm mới có thiên kiếp tiêu y chắc chắn kêu to lên là ta nhị sư huynh khẳng định là ta nhị sư huynh tương ti tiên cùng tả điệp ngây dại tả điệp theo bản năng hô hào làm sao có thể không phải không tin mà là không thể tin được lữ thiếu khanh tuổi tác mới bao nhiêu lớn đây là so tương ti tiên tả điệp còn muốn nhỏ tuổi tác đặt ở thế gian hai người bọn họ tuổi tác có thể làm lữ thiếu khanh mẹ hắn kế ngôn đột phá đã đủ không hợp thói thường lữ thiếu khanh cũng muốn đột phá nằm mơ cũng không phải làm như vậy a à. Tiêu y dương dương đắc ý, mười phần khẳng định là chính mình nhị sư huynh, dù sao mình hai vị sư huynh đột phá như uống nước, thăng cấp như ăn cơm. Bình thường đột phá cũng là phu sướng phụ vì một cái đột phá, một cái khác rất nhanh cũng sẽ đi theo đột phá. Đây là quy luật A, tiêu y cười từng tìm hỏi ngược một câu, các người nói, ngoại trừ ta nhị sư huynh, còn có ai? Có thể chả có ai, kế ngôn, tương quỳ, thậm chí tế thần đã là hóa thần, cũng chỉ có lữ thiếu khanh cái kia nguyên anh cũng không thể còn có khác quái vật đột phá vào hóa thần a so với cái khác lữ thiếu khanh độ khiếp đột phá ngược lại là tốt nhất tả điệp sắc mặt rất khó chịu thế nhưng là thế nhưng là cũng không phải nàng không hy vọng lữ thiếu khanh trở thành hóa thần mà là sự tình rất khó khăn tiếp nhận nàng nhận biết thế giới không nên phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình tả điệp thế giới quan đã mơ hồ đến đều bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tương ti tiên nhàn nhạt mở miệng trước giải quyết chuyện nơi đây lại chạy tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tương Ti Tiên cũng hết sức tò mò, không phải đi cùng Tế Thần chiến đấu sao? Làm sao lại độ kiếp rồi? Tế Thần sẽ nguyện ý ở bên cạnh nhìn xem, chờ lấy sao? Nghĩ tới đây, Tương Ti Tiên trên tay cường độ lớn hơn, trong tay trường xích mỗi một lần huy động, như là một đạo sắc bén đại đao, trên không trung lưu lại ba động khủng bố, vô số quái vật bị cuốn vào, xé rách, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ba cái nữ nhân đều là nguyên anh lại thêm ba con linh sùng, mặc dù quái vật số lượng đông đảo, nhưng đều là thấp cấp quái vật, căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Cho nên biểu hiện thành thạo điêu luyện, tương ti tiên càng là nhẹ nhóm, trong lòng nhịn không được đối lữ thiếu khanh bội phục. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cố ý đem quái vật bên trong Nguyên Anh một mẻ hốt gọn, nàng nhóm tuyệt đối không thể giống như bây giờ như thế nhẹ nhóm, không chừng sớm bị đánh chết. Nghĩ tới đây, nàng liền càng bức thiết muốn đi xem bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt tế thần, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn có thể có cái gì biện pháp? Lúc này tương tê tiền ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ, liên tục xuất thủ, bọn quái vật gào thét liên tục. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, thiên kiếp đã bắt đầu. To lớn kiếp vân trong ẩm vang rơi xuống một đạo to lớn kiếp lôi, như ngân xà bay múa, xoay quanh mà xuống, đem Lữ Thiếu Khanh bổ đến liền bay vài dặm, nện vào mặt đạt. Tương quỳ thấy nhịn không được nhẹ răng, sẽ không phải lập tức liền bị đánh chết ha tương quỳ nhịn không được đến hỏi ngồi ở mũi thuyền không nhúc nhích kế ngôn kế công tử hắn không có sao chứ như thế thân thể tàn phế đi độ kiếp quá lỗ mãng lập tức bị đánh chết cũng người phần bình thường kế ngôn trầm mặc một một lát hắn không làm không nắm chắc sự tình lúc này lữ thiếu khanh từ dưới đất leo ra đối bầu trời hô to có thể hay không điểm nhẹ chương một nghìn một trăm mười thế giới không bình thường ta là thương binh cho chút mặt mũi đại ca nhìn xem lữ thiếu khanh như cùng ở tại thương lượng với kiếp vân tương quỳ kém chút đụng đầu vào mạn thuyền bên trên hắn nhịn không được đối kế ngôn nói đây chính là hắn nắm chắc sao mở cái gì thiên đạo trò đùa tương quỳ nhìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần yêu mến cái này tiểu tử hẳn là bị tế thần đánh trúng đầu choáng váng hắn coi là thiên kiếp là cái gì có thương có lượng sao nói đùa kia là thiên đạo chuyên môn nhiệm vụ chính là giết chết muốn tìm cầu đột phá nhân loại có thể giết chết một cái là một cái, là thiên đạo giảm bớt gánh vác. Ngươi như thế nào đi nữ yêu nghiệt, cũng là một cái nhân loại, lại nói thiên đạo cũng không có tư tưởng, làm sao có thể nể mặt ngươi. Thật sự là đáng thương, tuyệt đối là bị tế thần làm hỏng đầu. Nhưng mà, làm thứ hai đạo kiếp lôi xuất hiện thời điểm, tương quỷ kém. Chút kêu thành tiếng, rất muốn lón tiếng nói, nhìn xem, thiên đạo sẽ cho mặt mũi ngươi sao thứ hai đạo kiếp lôi vô luận là thanh thế vẫn là bộ dáng đều cùng so đạo thứ nhất không sai biệt lắm, hung ác rơi xuống. Lóe sáng quang mang chiếu rọi xé rách hư không, dẫn tới thiên địa chấn động, ẩm ẩm thanh âm ninh tai nhức óc. Nhìn xem kiếp lôi một điểm không lưu tình, một bộ muốn đem lữ thiếu khanh chém thành bã vụn dáng vẻ. Tương quỳ nhịn không được dậm chân, đem bong tàu dẫm đến phanh phanh rung động, hỗn đản tiểu tử, không làm chút gì sao. Lữ thiếu khanh đứng tại chỗ không có không nhúc nhích, dự định là trực tiếp đối mặt kiếp lôi theo tương quỳ đây là tại muốn chết âm ẩm kiếp lôi trùng điệp rơi trên người lữ thiếu khanh nhưng mà sau một khắc tương quỳ con mắt trừng lón khó có thể tin kêu lên cái này a à, khiếp sợ hắn đem đầu lưỡi của mình cho cắn bởi vì lữ thiếu khanh hoàn hảo không thiếu sót đứng tại chỗ một chút sự tình đều không có thậm chí hồ liên đới khí tức đều không có yếu bất nửa điểm tương quỳ theo bản năng rụi rụi con mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là chính mình hoa mắt vẫn là kiếp lôi còn chưa rơi xuống rất nhanh thứ ba đạo kiếp lôi rơi xuống vẫn như cũ là khí thế hừng hực lôi minh oanh thiên nhưng mà kết quả vẫn là lữ thiếu khanh hoàn hảo đứng tại chỗ đạo thứ tư đạo thứ năm mãi cho đến đạo thứ tám kiếp lôi một đạo một đạo rơi xuống uy lực nhìn như rất lớn lữ thiếu khanh lại là vừa vặn có thể ngăn cản một chút sự tình đều không có ở trong mắt tương quỳ xem ra, những này kiếp lôi như là một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve lữ thiếu khanh, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Như thế không hợp thói thường sự tình, để tương quỳ gầm hét lên. Không hợp thói thường, quá mẹ nó không hợp thói thường. Đây là độ kiếp sao, đây là tại nghỉ phép, thế giới này cái gì thời điểm trở nên như thế không bình thường. Tương quỳ thế giới quan đã hỏng mất, hắn thậm chí một lần hoài nghỉ chính mình có phải hay không đang nằm mo cũng chỉ có đang nằm mơ mới có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Một cái nguyên anh chín tầng có thể giết chết một cái hóa thần 9 tầng, niên kỷ nhẹ nhàng liền bắt đầu độ hóa thần thiên kiếp, còn có thiên kiếp uy lực trở nên nhẹ bổng bể anh, so với chút cơ thiên kiếp còn muốn yếu. Tương quỳ ngốc ngốc nhìn phía xa, nhận xung kích quá lớn, đầu óc của hắn một mảnh trống không, toàn bộ tượng người choáng váng đồng dạng. Kế ngôn cũng không nhịn được mỏ to mắt, nhìn phía xa lữ thiếu khanh. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục, không hổ là sư đệ của mình vẫn là trước sau như một phát huy ổn định tương quỳ cái này hóa thần cao thủ cũng bị làm cho đầu óc muốn đốt rụi tương quỳ theo bản năng hỏi kế ngôn hắn hắn là thế nào làm được đây là thiên kiếp không phải phổ thông lôi đình thiểm điện bổ chúng liền linh hồn đều bị diệt sạch sẽ đầu thai chuyển thế cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ kế ngôn lại là trầm mặc một một lát mới chậm rãi mở miệng ta cũng không rõ ràng mặc dù là sư đệ nhưng kế ngôn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu thấy rõ lữ thiếu khanh bất quá kế ngôn cũng rất ít đuổi theo hỏi tất cả mọi người có bí mật của mình tương quỳ tay không tự chủ sờ lấy đầu của mình tình cảnh này không kéo gật đầu một cái phát khó mà nói còn nghe được lữ thiếu khanh nhìn xem trên bầu trời kiếp phân trùng điệp nhưng trong mắt hắn nhưng không có nửa điểm nguy hiểm nguyên nhân ngay tại trong cơ thể hắn màu vàng kim quang cầu tại kiếp lôi xuất hiện thời điểm màu vàng kim quang cầu liền nhảy lên một cái để lộ ra một cỗ khát vọng muốn ăn đồ vật cái chủng loại kia khát vọng loại cảm giác này hắn không xa lạ gì dưới tay hắn một đám ăn hàng đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống hắn mặc dù bị đánh bay nhưng phần lón lôi đình không có vào trong cơ thể hắn tiến vào thức hải bị màu vàng kim quang cầu hấp thu như là trước đó cho khách trọ đồng dạng hấp thu màu đen th yểm điện đồng dạng chỉ là lưu lại một số nhỏ lôi đình rơi ở trên người hắn còn sót lại uy lực đối với luyện thể hắn mà nói không tính là cái gì, dễ dàng liền chặn lại. Từ thứ hai đạo kiếp lôi bắt đầu, hắn mặc dù thanh thế to lón, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được lôi đình uy lực yếu bót, giống như hắn thật có tác dụng đồng dạng. Về phần tại sao, Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch. Hắn chỉ có thể suy đoán cùng lúc trước hắn hấp thu màu vàng kim thần phạt có quan hệ, tất cả mọi người có cùng nguồn gốc nguyên nhân. Về phần có phải thật vậy hay không là cái này nguyên nhân, hắn không có đi truy đến cùng, không có biện pháp hắn hiện tại cảnh giới này căn bản chạm không tới chân tướng hết thảy hắn chỉ có thể quy tội chính mình hỏa phong không bình thường dù sao hắn đã thành thói quen loại này không bình thường hỏa phong liên tiếp tám đạo kiếp lôi đều bị màu vàng kim quang cầu hấp thu lữ thiếu khanh ngẩng đầu đạo thứ chín kiếp lôi rơi xuống tâm ma kiếp tiến đến lữ thiếu khanh thấy hoa mắt bảy tám cái yêu diễm mỹ nữ cởi trần thân thể mềm mại nàng nhóm từng cái đứng tại lữ thiếu khanh trước mặt tao thủ lộng tư, đối với hắn liếc mắt đưa tình, làm ra các loại dụ hoặc tư thế. Mập mờ bầu không khí tràn ngập, mùi thơm nước mũi, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Lữ thiếu khanh xoa cầm, nhìn một cái, chật chật tán thưởng, mỹ nữ a à, tuyệt thế đại mỹ nữ. Đáng tiếc, tiếp lấy lữ thiếu khanh quát to lên, không cho điểm linh thạch sao. Nữ nhân xoay đến càng thêm lợi hại, hướng phía lữ thiếu khanh tiếp đến, ngọt ngào dính hô hào công tử. Lữ thiếu khanh không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thịt, một tay vung qua, các mỹ nữ tan thành mây khói, tâm ma cũng theo đó hôi phi yên diệt, tốt xấu cũng cho ta điểm linh thạch, để cho ta nằm nhìn mỹ nữ khiêu vũ cũng tốt ra. À. Thật là, không có chút nào sẽ làm, còn học người khô tâm ma. Lữ thiếu khanh mười phần xem thường, liền hắn muốn cái gì đều không biết rõ, quá phế đi. Sau đó vỗ vỗ tay, đối trên bầu trời kiếp vân hô hào, lại đến chứ kiếp vân tiêu tán, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 1111, người nói với ta cái này gọi bình thường, kiếp vân tiêu tán tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền không có còn lại bao nhiêu. Cho người cảm giác tựa như là sợ hãi lữ thiếu khanh, vội vã không kịp đem ly khai cái này khiến tương quỳ trực tiếp đem tóc của mình hao một thanh xuống tới nói đùa cái gì chính mình là đang nằm mơ chứ thế giới này đã trở nên như thế không bình thường sao độ kiếp như thế nhẹ nhõm tương quỳ đời này cũng liền hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy kế ngôn trước đó độ kiếp đều không có như thế không hợp thói thường duy chỉ có lữ thiếu khanh không hợp thói thường đến không giống chân thực tương quỳ giật chính mình một thanh tóc vừa hung ác uốn éo chính một cái đùi đem chính mình đau đến thẳng nhe răng về sau hắn mới tin tưởng đây là sự thực lữ thiếu khanh đã ngồi xếp bằng xuống bắt đầu củng cố cảnh giới linh lực khổng lồ lại một lần nữa từ đằng xa gào thét mà đến không ngừng không có vào lữ thiếu khanh thể nội mà thấy cảnh này tương quỳ lại một lần bị chấn kinh hắn nhìn qua kế ngôn chỉ vào lữ thiếu khanh cái này cái này hắn hắn có thể dạng này hấp thu linh lực tương quỳ biểu hiện bây giờ không hề giống hóa thần cảnh giới lão tiền bối ngược lại giống một cái chưa thấy qua việc đời tiểu bạch. Bất quá cũng cái này cũng khó trách tương quỳ sẽ nhất kinh nhất xạ. Lữ thiếu khanh biểu hiện rất khó không khiên người ta chấn kinh. Thế giới này mặt ngoài là bị tế thần cùng với nanh vuốt chiếm cứ cùng thống trị. Thiên địa hoàn cảnh tại quái vật lây nhiễm ăn mòn phía dưới đã trở nên ác liệt, đối với nhân loại tu sĩ người phần không hữu hảo. Trong không khí linh khí giống tràn đầy tạp chất, chưa từng có lọc, khó mà trực tiếp hấp thu. Có thể trực tiếp hấp thu chỉ có một phần, nhỏ, cái khác đại bộ phận đối nhân loại tu sĩ mà nói là có hại, hấp thu tiến thể nội, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Liền như là bị ô nhiễm nước, không loại bỏ, uống sẽ đối với thân thể có hại. Cho nên, vô luận hiện tại kế ngôn, vẫn là tương quỳ, linh lực trong cơ thể khô cạn, từ trong không khí hấp thu linh khí tốc độ khôi phục rất chậm, cần nhờ đan dược và linh thạch. Mà Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại như là kình ngư đồng dạng kình thôn nước biển, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, Ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện hấp thu. Gặp qua không hợp thói thường sự tình, nhưng chưa thấy qua như thế không hợp thói thường người. Đối với cái này sự tình, Kế Ngôn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời một câu, bình thường sự tình, không cần đến ngạc nhiên. Nhìn xem ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn, tương quỳ há to miệng, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, cái này gọi bình thường. Đây là không bình thường, ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Kế Ngôn nhắm mắt lại, bình thản trả lời, đối với hắn mà nói, là chuyện rất bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên đâu, tương quỳ đã không biết rõ nói cái gì. Hóa ra là một mình hắn ở chỗ này ngạc nhiên. Ra ra, qua một hồi, nơi xa, tiêu y, tương tê tiên, tả điệp ba người từ đằng xa chạy đến. Quái vật số lượng dẫu ớt nhiều, bất quá đều là thấp cấp quái vật, không có cho nàng nhóm tạo thành uy hiếp. Tại đánh tan quái vật về sau, ba người liền trước tiên chạy tới nơi này tả điệp lại tới đây về sau, nhìn xem như ngồi chung tại trung tâm phong bạo lữ thiếu khanh, nàng cả lăm, thật, thật là hắn sao. Mặc dù tiêu y lời thể son sắt nói là nàng nhị sư huynh đột phá, nhưng tận mắt thấy về sau, vẫn là tránh không được chấn kinh. Tương tỷ tiên đồng dạng cực kỳ chấn độc, nàng cũng phát hiện giống như tương quỳ vận đề, một công tử, có thể dạng này hấp thu linh khí, không có có vấn đề sao. Tiêu y rất vui vẻ nói, yên tâm đi, cái này sự tình đối nhị sư huynh tới nói chút lòng thành. Nhìn thấy người khác bởi vì lữ thiếu khanh mà kinh ngạc dáng vẻ, tiêu y cảm thấy trên mặt đặc biệt có ánh sáng. Tiêu y nhìn một cái, chạy tới hỏi kế ngôn, đại sư huynh, tế thần đâu? Chết, câu trả lời này tự nhiên lại để cho tiêu y ba người thật khiếp hãi một phen. Chết, chết rồi, tả điệp kinh hỉ vô cùng, nhìn qua tương quỳ, đại trưởng lão, là người đánh bại tế thần sao? Theo tả điệp, Tương Quỳ là cùng người bên trong mạnh nhất một vị, tế thần như thế cường đại đối thủ, cũng chỉ có Tương Quỳ xuất thủ mới có thể đánh bại. Lại nói Tương Quỳ hiện tại trạng thái là kém nhất một vị, không phải Tương Quỳ đánh bại tế thần, chẳng lẽ còn có thể là Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn sao? Đối mặt với tả điệp sùng bái ánh mắt, Tương Quỳ tại thời khắc này là cỡ nào chính hy vọng đã hôn mê? Vấn đề này, hắn không muốn trả lời, quá mất mặt. Đánh bại tế thần, có thể nói cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn cố gắng. Biểu hiện của hắn, khó coi, nói ra, chính mình cũng cảm thấy mất mặt, tương tê tiên nhìn thấy ra ra mình dáng vẻ đắn đo, nàng trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra. Xem ra 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 giúp không lên gấp cái gì, tương tê tiên trong lòng suy đoán, đồng thời cũng càng thêm chấn kinh. Hai vị này sư huynh đệ đến cùng có cái gì năng lực thế mà đem một vị hóa thần giết. Tương quỳ sắc mặt khó xử, không biết rõ như thế nào mở miệng trả lời tả điệp vận đề ra ra tương tỷ tiên chuẩn bị mở miệng giúp mình ra ra giải vậy thời điểm lữ thiếu khanh thanh âm bỗng nhiên vang lên đương nhiên là ra ra đánh bại thế thần nếu như không có ra ra hai người chúng ta đã sớm chết định đám người theo danh vọng đi lữ thiếu khanh không biết rõ khi nào kết thúc ngồi xuống về tới trên thuyền tới tiêu y lập tức cao hứng quát lên nhị sư huynh ba ba tiểu hắc cũng trước tiên nhào tới tiến đụng vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, chi chi kêu lên, huyền diệu nó giết bao nhiêu quái vật. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy tiểu hắc đầu, khen ngợi một phen, không tệ, để sư thúc cho ngươi linh đậu ăn. Xa, u đó nhìn về phía tương quỳ, đối tương quỳ nháy mắt mấy cái, đúng không, ra ra, không có cố gắng của ngươi, nhóm chúng ta như thế nào đánh bại thế thần. Tả điệp càng cao hứng hơn, giống như tiêu y lộ ra đắc ý biểu lộ, đúng không, ta đã nói rồi, không có đại trưởng lão, các ngươi như thế nào đánh thắng được tế thần. Tương quỳ trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trong lòng cái kia xấu hổ a à. Hắn không muốn cái này, nhưng là nói mình một điểm bận bịu đều giúp không lên, ngược lại là vướng víu, cái này tấm mặt mo không có địa phương thả. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, khục, lần này cũng coi là may mắn. Sau khi nói xong, sắc mặt của hắn càng đỏ, hận không thể tiến vào bong tàu trong khe hở. Nhưng trong lòng đối lữ thiếu khanh ngược lại có mấy phần hào cảm cái này tiểu tử coi như có chút lương tâm bất quá liền nghe đến lữ thiếu khanh tiếp tục nói ra ra đã tế thần đều bị đánh chết người viên kia đồng tiền muốn cũng vô dụng cho ta đi ta mẹ nó cái gì có lương tâm vẫn là nhìn ta chằm chằm pháp khí tương quỳ giận dữ cắn răng cổ tay khẽ đảo xuất ra chính mình đồng tiền ngay trước mặt lữ thiếu khanh lần nữa luyện hóa lấy đó thái độ của mình đánh chết cũng không cho ngươi lữ thiếu khanh khinh bị tiểu khí, chờ sau đó tế thần bản thể tới làm sao bây giờ. Nhưng mà, hắn vừa dứt có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên thuyền, rơi vào trên thân mọi người. chương 1112, cử đại hắc sắc đại thủ bỗng nhiên rơi xuống quang mang để đám người ăn nhiều giật mình, cột sáng rơi vào trên thuyền, tựa như tối tăm mở mịt thời gian bên trong đột nhiên có sáng ngời, thành tiêu điểm. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, vừa rồi lữ thiếu khanh độ kiếp địa phương, còn có nhà nhà kiếp phân tràn ngập, bọn chúng phiêu phù ở trên bầu trời, mà tại kiếp phân phía trên, càng sâu trên trời cao, có quang mang chiếu rọi mà xuống, quang mang như là ngàn vạn thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tầng mây, tầng mây không ngừng biến mất, ánh sáng trói mắt trụ không ngừng hóa thành càng thêm to lớn cột sáng. xảy ra chuyện gì? tả điệp thấp giọng kêu lên, đám người cũng là sắc mặt nghiêm túc, quang mang chói lóa mắt, lại không phải mặt trời ánh sáng, tương phản so với ấm áp mặt trời ánh sáng, chiếu rọi ở trên người quang mang để trong lòng bọn họ phát lạnh, tựa hồ đi tới lẫm đông tháng chạp, hàn khí trận trận, băng lãnh thấu xương. Lữ thiếu khanh không nói hai lời, thao túng phi thuyền thẳng đến nơi xa mà đi. So với đám người càng thêm mẫn cảm hắn đã cảm giác được tử vong khí tức. Sẽ không phải là nói cái gì liền đến cái gì a à. Lữ thiếu khanh ở trong lòng khóc không ra nước mắt đồng thời cũng tại tiếp tục chúc phúc chính mình. Ta nhất định có thể nam nhập một cái mục tiêu nhỏ, Nằm trên linh thạch đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh bên này đột phá vào hóa thần, thương thế bên trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, toàn lực phía dưới, tốc độ của phi thuyền đạt đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, xẹt qua không trung, lưu lại một đạo tàn ảnh lưu quang, trong nháy mắt ngàn trăm dặm. Nhưng mà chạy lại nhanh, vẫn không có biện pháp chạy ra cột sáng phạm vi bao phủ. Trên trời cao rơi xuống cột sáng như là mặt trời, chiếu rọi thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, Lữ Thiếu Khanh tốc độ lại nhanh cũng không vung được lữ thiếu khanh chạy một hồi về sau phát hiện chính mình không thể thoát khỏi dứt khoát dừng lại chê tỏm đó là cái gì lữ thiếu khanh trong lòng rất hoảng không hiểu hoảng nói không lên lý do hoảng nhưng là hiện tại hắn lại cái gì đều không làm được mặc dù đã trở thành hóa thần nhìn như rất lợi hại trên thực tế hắn vẫn là một cái thương binh có thể phát huy ra thực lực không đủ một nửa mọi người cẩn thận một chút đi đến thời điểm có cái gì không đúng kình mỗi người tự chạy Đối mặt với khả năng đến nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh đã không có bất kỳ biện pháp. Trên bầu trời quang mang càng ngày càng thịnh, rốt cục đạt tới điểm tới hạn, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ to lớn năng lượng ba động. Âm ầm, năng lượng đột nhiên bộc phát một, tiếng vang thật lớn, như là cửu thiên thần âm, cường đại khí lãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên trời xung kích mà xuống. Như là hủy diệt thế giới gợn sóng, gào thét rơi xuống. Toàn bộ thế giới tùy theo chấn động, khí lãng phá hủy mặt đất trên tất cả có thể gặp hết thảy, hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Đáng sợ khe hở từ dưới đất lan tràn ra, đại địa chấn động, núi lửa bộc phát, cuồn cuộn nham tương sông lên trời, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một mảnh trong ngọn lửa, như là tận thế hàng lâm. To lớn sóng xung kích đánh tới, Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem phi thuyền vòng phòng hộ khởi động. Bành, phi thuyền lung la lung lay, phòng phòng hộ không ngừng vỡ vụn, cường đại lực trùng kích rơi vào trên thân mọi người. Tiêu y bọn người vội vàng thôi động linh lực, đem nữ thiếu khanh ba người bảo vệ. Mây hơi thở qua đi, sóng xung kích mới tiêu tán, đám người không ngừng thở phì phò. Chỉ là mây hơi thỏ, tiêu y ba người linh lực co hồ bị quét sạch sành xanh, kém chút thoát lực. Là, là cái gì đồ vật, tả điệp sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Mà cái này thời điểm trên trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lón, như là thiên môn mở ra, tiếp lấy có đồ vật từ bên trong xuất hiện mà nhìn thấy xuất hiện đồ vật về sau sắc mặt của mọi người đại biến tay một cái to lớn nhân thủ màu đen hình người thủ trưởng từ trên trời cao duỗi xuống tới to lớn thủ trưởng nói không rõ đến cùng bao nhiêu lón có lẽ ngàn dặm có lẽ vạn dặm lại hoặc là trăm vạn dặm trong mắt của mọi người cái này trích thủ già thiên tế nhật lón đến tính cả thế giới này đều chứ không nổi đồng dạng theo đại thủ xuất hiện toàn bộ thế giới đều đang chấn động không gian không ngừng sụp đổ hư không loạn lưu gào thét mà ra lúc đầu có thể xé rách hết thảy hư không loạn lưu tại đại thủ trước mặt như là gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua không có tạo thành bất kỳ tổn thương đại thủ chậm rãi rơi xuống áp lực không ngừng gia tăng đại địa lại một lần nữa đụng phải trọng thương không ngừng sụp đổ biến mất xoạt 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 lữ thiếu khanh dưới chân phi thuyền tại loại áp lực này phía dưới triệt đề không chịu nổi có thể ngăn cản được nguyên anh công kích pháp trận sụp đổ tài liệu chân quý chế tạo thân thuyền xuất hiện vết rách một cái hô hấp không đến, liền hoàn toàn tan vỡ. "Thuyền của ta!" Lữ Thiếu Khanh thê lương kêu lên, bi phẫn vạn phần. Đây là phương hiểu đưa cho hắn thuyền, là phương gia tỉ mỉ chế tạo tốt nhất mấy chiếc phi thuyền một trong, giá trị tốt mấy trăm vạn linh thạch. "Hào hoa phi thuyền, hôm nay lại tại nơi này bị hủy." Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, sớm biết rõ liền trước tiên đem phi thuyền thu lại. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới phi thuyền của mình tại một cái hô hấp không đến thời gian liền bị hủy phi thuyền bị hủy cố nhiên đau lòng nhưng là đem phi thuyền chuyển đổi thành linh thạch về sau tâm càng đau phẫn nộ lữ thiếu khanh không để ý đến áp lực cực lớn hắn xông lên trời chỉ vào hắc thủ gầm thét người đại gia bồi ta thuyền phẫn nộ lữ thiếu khanh một tay giơ lên hung hăng vung lên trên bầu trời xuất hiện to lớn hỏa cầu tiên hỏa cầu thuật đột phá hóa thần lữ thiếu khanh thực lực tăng nhiều tiên hỏa cầu thuật trở nên càng lớn khí thế càng mạnh âm ẩm rơi xuống cực nóng hỏa diếm kịch liệt thiêu đốt, kinh khủng nhiệt độ phảng phất có thể đem bầu trời hòa tan đồng dạng. Từ hư không bên trong gào thét mà ra hư không phong bạo cũng bị bốc hơi. Ẩm ẩm đại hỏa cầu hung hăng đánh tới hướng hắc thủ. Lữ thiếu khanh ánh mắt lấp lẽ, mang theo nộ khí, cũng mang theo hung ác. Hắc thủ từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hung, tuyệt đối không phải đến cùng hắn nắm tay kết giao bằng hữu Còn có thể chính là tế thần bản thể tới, tiên hạ thủ vi cường, chú ý tới đại hỏa cầu xuất hiện, hắc thủ có chút dừng lại một cái, sau đó tiếp tục chậm rãi đè xuống. Một thanh âm tại cửu thiên chi thượng vang lên, sâu kiến. Thanh âm phiếu miểu vô ngân, giống tại thiên ngoại, lại giống tại trước mặt, có uy nghiêm thần thán. Hát, làm cho người kính sợ, cũng có âm tàn băng lãnh, làm cho người sợ hãi. Thanh âm vang lên, giống như là thổi lên một trận gió, đại hỏa cầu tùy theo dập tắt. Phốc, một cỗ lực lượng vô hình phản kích, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể như là suối phun, tiên huyết cuồng phún, trên không trung tung xuống một mảnh mưa máu. Keng, một đạo kiếm quang từ phía trên mà lên, kế ngôn xuất thủ. Chương 1113, ngày lễ ngày Tết, nhớ kỹ cho ta đốt nhiều một chút linh thạch vẫn là kia một kiếm, phảng phất khai thiên tích địa, kiếm quang che giấu hết thảy, chiếm cứ tâm thần của mọi người. Hư không tại cái này một kiếm trước mặt, gia tốc vỡ nát, vô số không gian loạn lưu quét sạch mà ra tuyệt đối phong mang quy tắc xẹt qua, vang vọng len ken, liên đới không khí cũng bị rảo sát thành hư vô. Tương ti tiên, tả điệp hai người thấy đầu váng mắt hoa. Lúc đầu hai người bị đặt ở trên mặt đất đã hô hấp khó khăn. Hiện tại lại nhìn thấy kế ngôn cái này một kiếm, hai người cảm thấy mình đầu bị đánh đến một gậy, buồn nôn choáng váng cảm giác trong nháy mắt phun lên đầu. Hai người ánh mắt bắt đầu trắng bệch, coi như hai người bọn họ là Nguyên Anh. Nhưng ở dưới loại tình huống này, nàng nhóm vẫn là nhìn muốn ói. Không nên nhìn, tương quỳ thanh âm chật vật truyền tới, nhắm mắt lại, loại cảnh giới đó không phải là các ngươi có thể lĩnh ngộ. Kế ngôn kiếm đạo quá mạnh, hắn đối kiếm lĩnh ngộ đã siêu việt hắn tự thân cảnh giới. Nguyên Anh Kỳ lúc sau đã để kết đan kỳ người nhìn thổ huyết. Hiện tại hóa thần cảnh giới, cao thâm đến liền Nguyên Anh cảnh giới người đều nhìn không thấu. Quả thực là muốn nhìn xuống dưới, đạo tâm sẽ bị quấy nhiễu, nhẹ thì thổ huyết hôn mê, thực lực đại tổn, Nặng thì đạo tâm sụp đổ, từ đây trở thành phế nhân. Tương Quỳ ngẩng đầu, hắn hiện tại cũng là quỳ một chân trên đất, Hắc Thủ áp lực quá cường đại. Liền xem như hắn là hóa thần, đối mặt Hắc Thủ cũng không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không đồng dạng, dám tuần tự đối hắn xuất thủ, Tương Quỳ không được bội phục anh hùng thiếu niên. Nhưng là, Tương Quỳ ánh mắt không mang theo bất kỳ hy vọng, thậm chí đã bắt đầu lộ ra tuyệt vọng. Hắc Thủ quá mạnh Tuyệt đối là siêu việt luyện hư cảnh tồn tại, không phải đại thừa kỳ, cũng phải là hợp thể kỳ, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Vô dụng, Tương Quỳ nhìn qua sông lên trời kế ngôn, trong lòng mặc niệm. Kế ngôn như là một vị chiến ý trùng thiên, sát khí tăng cao không sợ chiến sĩ, hướng về so với hắn càng thêm địch nhân cường đại khởi sướng công kích. Nhưng mà chính như Tương Quỳ suy nghĩ như thế, hắc thủ quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, cái này một kiếm là kế ngôn sử xuất mạnh nhất một kích cùng cảnh giới, thậm chí so với hắn cường đại hai cái tiểu cảnh giới người đều không cách nào ngăn cản. Kiếm quang hung hăng rơi vào hắc thủ trên u bàn tay. Hắc thủ sáng bóng mang có chút lóe lên, kế ngôn một kích toàn lực như là như gió mát xẹt qua, không thể phía trên hắc thủ lưu lại nửa điểm vết tích. Thậm chí liên quan để hắc thủ dừng lại một cái đều làm không được, hắc thủ vẫn như cũ không nhanh không chậm từ trên trời giáng xuống. Mà hắc thủ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Lữ Thiếu Khanh vô luận đối với hắn khỏi sướng tiến công kế ngôn, vẫn là bị ép tới không cách nào động đẩy tiêu y mấy người, hắc thủ đều chưa từng để ý tới, thắng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi. Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, thân thể trên dưới cơ hồ không có một chỗ là tốt, cả người đã tại hôn mê biên giới. Cỗ lực lượng kia quá mạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hắn cảm giác được chính mình tựa như là một đứa bé, đối mặt cái này một cái tuyệt thế võ lâm cao thủ công kích, có thể còn sống, đều coi như hắn lợi hại. Hắc thủ không ngừng hướng phía hắn rơi xuống, áp lực cường đại để bên cạnh hắn thổ địa sụp đổ, thoát ly, liền thừa hắn nằm địa phương, như là một tòa đảo hoang. Lữ thiếu khanh trên mặt lộ ra đắng chát, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, chính nhìn xem chữ. Vật giới chỉ, không nói gì, có lẽ cho dù chết quỷ tiểu đệ cũng đánh không lại hắc thủ đi. Quá mạnh, mạnh đến để hắn cũng không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Ai, có lẽ nhân sinh liền đến này là ngừng đi cũng không biết rõ còn có thể hay không trùng sinh nhìn phía xa ngây người ở trên trời kế ngôn lữ thiếu khanh đem hết toàn lực truyền âm qua còn chưa cút ngày sau báo thù cho ta chính là ngày lễ ngày tết nhớ kỹ cho ta đốt nhiều một chút linh thạch nguyên bảo ngọn nến ta không muốn thanh âm truyền vào đến như kế ngôn trong tai một cỗ lửa giận đằng từ trong lòng của hắn xuất hiện hắn phẫn nộ chính là mình bất lực thân là sư huynh hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn hắn không cho phép chính mình lạc hậu sư đệ không cho phép chính mình so sư đệ tranh lệch lần này đánh với tế thần một trận biểu hiện của hắn đã không bằng cách hiện tại đối mặt với cường đại hắc thủ hắn mạnh nhất một kích tại địch nhân xem ra còn không bằng con mũi cắn một cái mục tiêu của địch nhân là lữ thiếu khanh thân là sư huynh hắn không thể bảo hộ sư đệ đây cũng là thất trách mà lại mục tiêu của địch nhân là lữ thiếu khanh không phải hắn cũng nói một sự kiện hắn tại địch nhân trong mắt không có nửa điểm uy hiếp so không lên lữ thiếu khanh kế ngôn càng nghĩ thì càng phần nộ lần này là hắn nhân sinh tức giận nhất một lần hắn có thể tiếp nhận chính mình thất bại nhưng không thể chịu đựng mình bị người xem thường càng không thể dễ dàng tha thứ sự bất lực của mình Chê tỏm kế ngôn thấp giọng gầm thét lên cơn giận dữ bay thắng chán lý trí của hắn cũng bị lửa giận thôn phệ cái này thời điểm phô khâu kiếm bỗng nhiên quang mang lóe lên một tia sáng từ vô khâu kiếm hiện lên, không có vào kế ngôn thể nội. Kế ngôn trước đó từ huyền thổ thế giới bên trong hấp thu kiếm gãy mảnh võ lực lược, vô khâu kiếm thì đem kiếm gãy mảnh vỡ dung hợp, chữa trị thân kiếm. Liền liền vô khâu kiếm kiếm linh vô khâu cũng không có phát giác được còn có một cỗ lực lượng giấu ở bên trong thân thể của mình. Cỗ này quang mang không có vào kế ngôn thể nội về sau, kế ngôn cả người ngây dại đồng dạng. Sau một khắc, kế ngôn một kiểm đâm ra, bình bình đạm đạm một kiếm, như là lần thứ nhất cầm lấy kiếm người mới học một kiếm cong vẹo đâm ra nhưng mà sau một khắc một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý ẩm vang bộc phát quét ngang toàn bộ thiên địa kế ngôn khí tức trở nên trống rỗng phảng phất biến mất ở cái thế giới này tiến vào một cái thế giới khác cùng thế giới này không hợp nhau vô khâu kiếm tại trong tay hắn đâm ra hư không nổ tung thiên địa rung động thiên địa giống như trang giấy bị cái kéo từ giữa đó cắt bỏ hai nửa ngàn trăm vạn trưởng giống như bầu trời lớn bàn tay lớn màu đen cũng như giấy, bị trực tiếp bổ ra hai nửa. To lớn xương mù màu đen chen chúc mà ra, đại thủ này là xương mù màu đen chỗ ngưng tụ. Phóng lên tận trời kiếm quang đem xương mù màu đen triệt triệt để để rào sát, đáng thanh hết thảy. Nên, đáng chết, đây, đây là, vừa rồi cái thanh âm kia tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin gầm rú. Hắc thủ đại thủ biến mất, tiếp lấy một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành cao lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh màu đen, sương mù màu đen quanh quẩn, như cùng ở tại trong mây mù, diện mục như ảo như thật, căn bản nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn ra được là một cái hình người hình dáng. To lón thân ảnh, kinh khủng khí tức lại một lần nữa để thiên địa chấn động, cường đại uy áp để đại địa không ngừng nứt ra, sụp đổ chương 1114. Chiến đấu kết thúc, bầu trời vỡ vụn, không gian loạn lưu gào thét, trải rộng toàn bộ không gian. Vỡ tan không gian tạo thành vô số cái vòng xoáy, không ngừng thôn vệ chung quanh nơi này hết thảy. Đại địa nổ tung, thổ địa từng tầng từng tầng biến thành mảnh vỡ, như là có hư không cửa thú không ngừng thôn vệ lấy đại địa. Vạn giảm, trăm vạn giảm, ngàn vạn giảm, thậm chí là ngoài ức vạn giảm đều có thể cảm thụ được kinh khủng uy áp. Vô hình uy áp đem tất cả mọi người đặt ở trên mặt đất, lực lượng. Kinh khủng để rất nhiều phàm nhân trong nháy mắt chết oan chết uổng. Như là một cái đại thủ tại dùng lực đè ép mảnh này thiên địa, muốn đem thế giới này triệt để xóa đi to lớn thân ảnh chỉ là một tiếng gầm thét, phát tán ra ba động tăng thêm tự thân uy áp tạo thành phá hư có thể xưng diệt thế, thật sự là thật là đáng sợ. Chết, to lớn thân ảnh trên thân hắc phủ quanh quẩn, nhìn không rõ ràng bộ dáng, một tiếng phẫn nộ hét to, thiên địa chấn động, tiếp lấy lại là một cái to lớn tay hướng phía kế ngôn rơi xuống. Kế ngôn biểu hiện quả thực đem tương quỳ dọa cho lấy. Biết rõ kế ngôn rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới kế ngôn sẽ như thế lợi hại to lón hắc thủ nói ít cũng là hợp thể cảnh giới phía trên tồn tại, kế ngôn cái này hóa thần lại có thể một kiếm rảo sát. Đây rốt cuộc là dạng ô y thực lực, còn có phải hay không người, đến cùng là dạng gì đại lão mới có thể dạy đạo dạng này đồ đệ. Hắn là đại lão cũng là trong truyền thuyết đại năng sao. Học thể cảnh, thậm chí đại thừa kỳ, tương quỳ thân thể đã đang run rẩy nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu run giấy, đỉnh thiên lập địa, kình thiên cự nhân xuất hiện. Nhìn xem to lớn tay đối kế ngôn đánh tới, Tương Quỳ run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong lòng lần nữa tuyệt vọng. Lần này là thật xong đời, không ai có thể cứu bọn hắn, cái này hư hư thực thực tế thần đích thân tới cường đại tồn tại, đã không người có thể địch. Tương Quỳ muốn đi cứu kế ngôn, mà bây giờ hắn không thể động đậy. Cường đại uy áp như là vô số tòa đại sơn đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng lấy chính mình pháp khí màu vàng kim đồng tiền đem Tương Ti Tiên mấy cái bảo hộ ở bên người cái khác hắn đã bất lực mà trên bầu trời kế ngôn tại đâm ra kia một kiếm về sau cả người trên thực tế đã lâm vào trong hôn mê vừa rồi một kiếm mười phần đáng sợ có thể đánh tan to lớn hắc thủ nhưng di chứng cũng là cực kỳ đáng sợ kế ngôn thể nội một điểm cuối cùng linh lực đều bị hấp thu ép khô hắn bây giờ là xuất sinh đến nay suy yếu nhất một lần không cách nào động đậy không cách nào điều động bất kỳ một chút xíu lực lượng nhưng mà cho dù là hôn mê hắn cũng không nguyện ý ngã xuống, mà là cầm kiếm mà đứng, thể nội bất khuất đấu trí, chiến ý ngất trời chống đỡ lấy hắn đứng đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nộ trừng, nhìn thẳng địch nhân trước mắt. Cho dù là hôn mê, hắn tựa hồ cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Xong, tương quỳ nhắm mắt lại, hắn không đành lòng nhìn xem cái ngôn dạng này thiên tài vẫn lạc. Đây là nhân loại tổn thất, ngay tại lúc tương quỳ tuyệt vọng, kinh thiên cự thủ sắp rơi trên người kế ngôn lúc đại địa hạ chợt bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt siêu một tiếng một cái quang cầu từ dưới đất sông ra bay thẳng to lớn bóng người mà đi tương quỳ nghe được động tính mở to mắt thấy được như là lưu tỉnh đồng dạng xẹt qua bầu trời quang cầu kinh ngạc đây cũng là từ nơi nào xuất hiện đồ vật quang cầu sáng bóng mang rất mãnh liệt tốc độ cũng rất nhanh tương quỳ con mắt chừng đến chảy nước mắt cũng nhìn không rõ ràng là cái gì quang cầu tốc độ rất nhanh vạch phá không gian xuyên qua vô số vết nứt không gian một mực hướng trên trời mà đi cuối cùng chui vào vô tận hư không bên trong sau một khắc to lớn thân ảnh bỗng nhiên đình chỉ ở trong mắt tương quỳ to lớn thân ảnh đầu tiên là đình chỉ sau đó liền bắt đầu run rẩy lên cuối cùng gầm lên giận dữ từ cửu thiên tri thượng truyền đến giống ma âm diệt thế thanh âm chỗ đến hủy diệt hết thảy vỡ nát hết thảy bầu trời lần nữa băng liệt đại địa lần nữa luân hãm thế giới lại một lần nữa lâm vào sụp đổ bên trong. Phốc, kế ngôn tại thanh âm này công kích phía dưới, tiên huyết phun ra, cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, từ trên trời rơi xuống. Ông, vô khâu kiếm dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng đem che chở kế ngôn, sau đó ngã vào một chỗ trong cái khe, cuồn cuộn nham tương đem nó thôn phệ. Khu khử, tương quỳ cũng tại một tiếng này tiên giống bên trong, điên cuồng ho ra máu, đan dược không muốn mạng hư. Ứng bên trong miệng nhét, cố gắng vận chuyển trong tay thất phẩm pháp khí. Xoạt xoạt, liền xem như thất phẩm pháp khí, cũng tại loại này uy lực khủng bố bên trong xuất hiện vết rách. Bất quá thanh âm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà lại cũng không phải cố ý nhằm vào bọn hắn. Tương quỳ bọn hắn dù sao cũng là chống qua. Hô, hô, tương quỳ dùng hết sau cùng một điểm lực lượng đem tương tê tiên ba người đánh thức về sau, hắn liền chết ngất. Đợi đến tương quỳ tỉnh lại thời điểm, phát hiện tương ti tiên chính canh giữ ở bên cạnh mình xa ra người tỉnh lại tương ti tiên trong giọng nói mang theo kinh hỷ mỏi mệt trên mặt lộ ra buông lỏng biểu lộ tương quỳ cảm thụ chính một cái trạng thái trạng thái vẫn như cũ hỏng bét bất quá cảm giác dễ chịu rất nhiều thể nội cũng khôi phục không ít linh lực có thể miễn cưỡng hoạt động hóa thần kỳ tu sĩ sinh mệnh cấp độ đã đến rất cao một cái tình trạng chỉ cần không phải bị triệt để đánh chết dựa vào tự thân sinh mệnh lực cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn tương quỳ nhìn quanh chu vi kế ngôn nằm tại cách đó không xa, tiêu y canh giữ ở bên cạnh, ba con linh sủng nhưng không thấy bóng dáng. Tả điệp lơ lửng ở trên trời, xem bộ dáng là tại cảnh giới. Tương quỳ nhìn nhìn lại nơi xa, nơi xa một bên bừa bột, nhìn bằng mắt thường gặp đen như mực mặt đất, thậm chí có chút khe hở còn tại chảy ra nham tương, vô số khói đặc phóng lên tận trời, bầu trời đều bị khói đặc bao phủ, âm u. Mặt đất giống như là bị cây nhiều lần, đã sớm đại biến dạng, bọn hắn ở địa phương đồng dạng lật ra mặt, là sau đó mở ra tới bằng phẳng mặt đất thiên địa rất yên tĩnh cho người ta một loại hoang vô tĩnh mịch cảm giác tương quỳ nhìn thoáng qua trên trời trên bầu trời còn có chút địa phương to lớn hư không khe hở vẫn còn màu đen hư không khiến người ta run sợ tương quỳ hỏi tôn nữ trải qua bao lâu tương tỷ tiên nói đã qua ba ngày thời gian ba ngày sao thế giới nhìn đã bình tĩnh chiến đấu đã kết thúc rồi à nhưng là thế nào kết thúc đây này tương quỳ tại tương tê tiên nâng đỡ vừa ngồi xuống liền nghe đến tiêu y quát lên đại sư huynh tương quỳ quay đầu nhìn lại kế ngôn đã tỉnh lại mà lại đã đứng lên ta sát ta già thật rồi sao thấy cảnh này tương quỳ nhịn không được thật sâu hoài nghi kế ngôn thương thế so với hắn còn nặng trạng thái so với hắn còn muốn suy yếu nhưng kế ngôn lại trực tiếp đứng lên nhìn so với hắn còn muốn có tinh thần kế ngôn đứng lên ánh mắt vần sát một vòng cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp. Đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé. Mọi ý kiến hay thích nghe bộ chuyện nào thì hãy để lại lời bình. Mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh. Hẹn gặp lại bye bye.